Chương 51 Trân Châu cùng mắt cá châu. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Hoa Lan ra Thọ An đường liền hướng Vương Thị trong phòng đi. Vương Thị sớm tại buồng trong đốt nóng lên địa long chờ lấy, gặp nữ nhi tiến đến lớn gọi nha hoàng pha trà nâng lò sưởi tay. Hoa Lan gặp trong phòng chỉ có Vương Thị một người, hỏi: Trang tỷ nhi đâu? Vương Thị lôi kéo nữ nhi ngồi vào trên giường, cười nói: Cùng muội muội của ngươi nhóm ngoan đi. Các nàng trong phòng cái bàn đẩy ra, trừ ra một khối đất trống, mấy nữ hài nhi đùa giỡn, mù lòa sờ người, đâu, bên cạnh bồi tiếp mụ mụ, ngươi yên tâm. Hoa Lan tiếp nhận Thải Hoàng đưa tới lò sưởi tay, chuyển hướng Vương Thị cười nói: Ta có cái gì không yên lòng, cái này sợ lại là Lục nha đầu ý tưởng thôi, lần trước đến Như Lan Mặc Lan liền không kiên nhẫn dỗ tiểu hài nhi. Lục nha đầu bản thân cũng là tiểu hài nhi, chính ham chơi đâu, vừa vặn cùng Trang tỷ nhi cùng một chỗ. Vương Thị nhìn một chút cửa, liền phất tay gọi trong phòng nha hoàn đều ra ngoài, cái cuối cùng Thải Hoàng đem rèm buông xuống, giữ vững cửa. Vương Thị đi đến Hoa Lan ngồi xuống bên người, tinh tế đại lượng nữ nhi, thấy mặt nàng thượng trang dung giống như mới bên trên, lông mi bên trên còn có mấy phần ướt át, liền thấp giọng nói: Ngươi cũng cùng lão thái thái nói. Hoa Lan mỏi mệt sát bên Vương Thị, nhắm nửa con mắt nói: Tổ mẫu hỏa nhãn kim tinh, ta như thế nào giấu giếm được đi, dứt khoát đều nói. Vương Thị gặp nữ nhi mặc dù thần sắc bất lực, nhưng tinh thần lại ngược lại giãn ra chút, liền biết lần này nói chuyện không sai, hỏi: Lão thái thái muốn nói với ngươi cái gì? Hoa Lan mở to mắt, mỉm cười nói: Đến cùng là tổ mẫu thấy qua việc đời, nghe ta nhà chồng cái kia gian hàng phá sự, chỉ dạy ta hai cái sự tình, một là trước mau đem quản gia việc ném ra bên ngoài. Vương Thị nghe xong gấp, vội vàng ngắt lời nói: Lão thái thái là hồ đồ rồi, ngươi khó khăn có thế quản nhà trên, những năm này phí đi bao nhiêu khí lực, làm sao có thể nói buông tay liền buông tay. Hoa Lan thở dài nói: Ta cũng không nỡ, có thế tổ mẫu nói cũng đúng, Trung Cần bá phủ tương lai đến cùng không phải ngươi con rể, quản cho dù tốt cũng là vì người khác làm quần áo cưới, không có mệt mỏi chính mình lại phí đi bạc, huống hồ trước mắt ta việc cấp bách, là sinh con trai. Vương Thị nghe liền hừ nhẹ một tiếng. Nói nhảm, ta cũng biết ngươi đến sinh nhi tử, lão thái thái lời nói này cùng không nói đồng dạng. Hoa Lan trợn nhìn mẫu thân một chút, nổi giận nói: Nương ngươi mới là nói cùng không nói đồng dạng. Tổ mẫu chẳng những nói, trả lại cho ta chi chiêu, nói nàng nhận biết Bạch Thạch Đàm hạ gia lão phu nhân, hạ lão phu nhân nhà mẹ đẻ chính là đời thứ ba ngự y viện chính trương gia, lão phu nhân kia thuở nhỏ liền tại nhà mẹ đẻ học y. Không nói những cái khác, tại phụ nhân nội chứng nhất là cao minh, bất quá nàng là khuê môn bên trong người, không bằng nam nhi nhà có thể thực hiện y tế thế, cũng không tốt Trương Dương, lấy chồng sau càng không người nào biết rồi, lúc này tổ mẫu liền là ta thác nàng đi. Vương Thị nghe xong, vui mừng nhướng mày nói: Thật, ta đây thật là không biết, may mắn lão thái thái biết nội tình. Bây giờ tuy nói bên cạnh ngươi có cái con thứ, có thế đến cùng không có thân sinh tốt, trong ngày thường ngươi để mặt mũi, không tốt giống trống khua chiên mời đại phu, lại những cái kia đều là nam tử, như thế nào nhìn cẩn thận, thật đáng thương ta nhi. Hoa Lan trong ánh mắt lóe ra vẻ ước ao, vui mừng nói: Tổ mẫu còn nói chuyện này không cần lộ ra, chỉ mời hạ lão phu nhân tới nhà làm khách lúc ta về chuyến nhà mẹ đẻ cũng được, cho nên mới muốn quăng quản gia việc phải làm, thuận tiện thoát thân, cũng chậm rãi điều trị. Vương Thị chắp tay trước ngực, liên thanh niệm Phật. A-di-đà Phật, ta thái thượng lão quân, cái này ta nhi nhưng có nhìn, lão thái thái người này nói chân thật nhất, nàng nếu nói cái kia hạ lão phu nhân đi, liền không có 10 phần cũng có 8-9 phần. Sinh nhi tử nhiệm vụ trước mắt, Vương Thị liền cảm giác quản gia cũng không có gì trọng yếu. Hoa Lan miễn cưỡng nương đến Vương Thị trên vai, dịu dàng nói: Nương, các ngươi đã tới kinh thành thật tốt, ta tính có chỗ dựa. Vương Thị nắm cả nữ nhi thân thể, trong lòng vạn phần yêu quý, miệng bên trong lại nhẹ mắng: Đều là ngươi tính tình mạnh hơn, không chịu ở trong thư nói thật. Ngươi cái kia bà càng như thế bất công, tẩu tử ngươi không sinh ra nhi tử đến thuận tiện ăn được uống cung cấp, tu dưỡng bao nhiêu năm mới sinh ra con trai đến, ngươi rơi mất hài tử bất quá mới mấy năm, liền vội vàng cho lấp cái nha đầu, cuối cùng ngươi còn có đầu óc, sớm một bước cho thị tỳ nha đầu mở mặt. Sinh một nhi tử mới ngăn chặn ngươi bà miệng. Hoa Lan trong lòng không khoái, giọng căm hận nói: tẩu tử là bà cháu gái, tự nhiên so ta thân, bây giờ nàng nhà mẹ đẻ sớm không người làm quan, còn tự cao tự đại. Vương Thị vỗ nữ nhi lưng, cười nói. Ngươi biết liền tốt, ngươi con rể tài giỏi, tương lai các ngươi phân nhà liền có ngày sống dễ chịu, bây giờ lại đừng tìm các nàng đưa tức giận, tiên sinh con trai quan trọng. Hoa Lan cũng rất là chờ mong, nhẹ nhàng nói. Chỉ hy vọng như thế. Vương Thị ôm nữ nhi dính nhau một lát, suy nghĩ xa lái đi, nói. Bây giờ huynh đệ ngươi là định ra, đợi ngươi muội muội cũng tìm được người tốt nhà, nương liền không sở cầu. Hoa Lan ngẩng đầu, nhẹ giọng cười nhạo dưới, kéo dài thanh âm nói. Nương, ngươi vẫn là thành thành thật thật đem Như Lan hứa cho biểu đệ đi, thừa dịp bây giờ ngoại tổ mẫu còn cứng rắn cửu mẫu không tốt dông dài, ngươi như lật lọng cửu mẫu chắc chắn cười bể cả bụng. Vương Thị thẹn quá hóa giận, làm bộ muốn đánh Hoa Lan, mắng. Ngươi cái không tâm can, ngươi gả vào bá tước phủ, liền không thể muội muội của ngươi cũng trèo cái tốt thân a, cửu cửu ngươi tuy tốt, nhưng hôm nay đến cùng không có ngươi ngoại tổ phụ lúc phong quan, lại ta cháu kia trung thực chất phác, ta sợ muội muội của ngươi ngại uất ức. Hoa Lan cười trốn tránh Vương Thị bàn tay, ngăn đón cánh tay nói. Cửu cửu cho dù quan chức không cao, nhưng ngoại tổ gia bao nhiêu năm vốn liếng vẫn là ở, biểu đệ trung thực cho phải đây, không động được tâm địa gian dảo. Nói bỗng nhiên thương cảm, nương, ngươi làm ta tại nhà chồng thời gian tốt hơn a, nói đến trung cần bá phủ vẫn là lạnh nhạt, cái này nếu là phong quan tước vị người ta, còn không chừng làm sao khoe khoang, ngươi lão nói ta tính tình không tốt, có thế Như Lan nàng còn không bằng ta đây, lại nàng sinh lại thường thường, tại cái kia vọng tộc trong đại viện như thế nào sống xuống dưới. Vương Thị nhìn nữ nhi một mặt quyển sắc, biết nàng qua không dễ, liền cũng nhẹ nhàng thở dài, yên lặng một hồi, Hoa Lan nhoẻn miệng cười. Bất quá, ta thật không có ngờ tới Lục nha đầu ngược lại là trổ mã tốt như vậy, cử chỉ ăn nói cũng nhận người thích, đãi qua năm ta đưa nàng mang đi ra ngoài nhìn một chút người, ngược lại không chừng có thể tìm cái tốt việc hôn nhân, tổ mẫu tất nhiên cao hứng. Vương Thị tăng trưởng nữ bẩn thiểu muội muội mình, lại cất nhắc Minh Lan, lúc này trợn mắt nói. Ngươi chớ có nhiều chuyện, Minh nha đầu việc hôn nhân lão thái thái sớm có chủ ý, liền là cái kia Bạch Thạch Đàm hạ gia tôn tử, a, còn giống như có ngươi nhà cô biểu đệ cùng đại bá mẫu nhà mẹ đẻ ca nhi, để cái này, lão thái thái cố ý trở về quê quán, đem Minh Lan nhớ đến ta danh nghĩa. Hoa Lan nghe Vương Thị một hơi tuôn ra ba cái người ứng cử đến, có chút lăng, lập tức cười nói. Lão thái thái đây là thế nào? Nàng trước kia không phải chỉ nhìn người đọc sách thuận mắt a, cô cùng đại bá mẫu nhà mẹ đẻ đều là thương nhân người ta nha, cái kia hạ gia cũng không tệ, dù trong tộc người làm quan không nhiều, quan chức lại không cao, nhưng đến cùng là đại gia tộc, bất quá, bọn hắn có thế coi trọng Minh Lan. Vương Thị cũng cười, mặt mày hớn hở nói. Ai nói không phải? Lúc trước cho tiện nhân kia làm mai lúc lão thái thái cũng không nhiều hơn tâm, bây giờ đến phiên Minh Lan, nàng lại toàn nghĩ thông suốt rồi, đến cùng là bất công, không chịu Lục nha đầu chịu khổ. À, đúng, cái kia hạ gia tôn tử là thiên chi. Hoa Lan lông mày dương lên, sẵn giọng. Nương ngươi những năm này cùng Lâm Di Nương đấu khí, cũng hồ đồ rồi. Nàng như thế nào cùng ta Lục muội so, nàng bất quá là lão thái thái hảo tâm thu lại nuôi, không tiền không thế, vô thân vô cố, dù coi như nghĩ chọn cái nhà giàu sang, người ta cũng chưa chắc coi trọng, có thế Lục muội muội thế nhưng là nhà ta thân cốt nhục, lão thái thái nghiêm chỉnh tôn nữ, trên đầu có tổ mẫu cùng phụ huynh, phía dưới có thái thái cùng tỷ muội, liền không thể cùng ta cùng Như Lan sánh vai, cũng là không kém. Vương Thị lạnh mặt nói. Ngươi như vậy thân thiện làm cái gì? Nàng cũng không phải cùng ngươi một cái trong bụng mẹ ra. Hoa Lan buông tay, thần sắc một phái trêu chọc. Không có cách nào khác, cùng ta một cái trong bụng mẹ ra cái kia, không phát triển nha. Nói xong liền tinh nghịch né tránh, ai ngờ lúc này Vương Thị ngược lại không có tức giận, phản thở dài nói. Ai? Cha con các người hai một cái khẩu khí, lão tử ngươi cũng là nói như vậy, mấy ngày nữa Tương Dương Hầu 70 đại thọ yến khách, hắn còn căn dặn ta định đem Mặc Lan Minh Lan mang lên đâu. Hoa Lan ăn chút kinh, lập tức hiểu rõ. Cha nghĩ như vậy cũng có lý, có thế nhiều trèo cái tốt việc hôn nhân tại trong nhà luôn luôn một phen trợ lực, chỉ là như Mặc nha đầu gã tốt, tiện nhân kia há không đắc ý hơn. Mẫu nữ liếc nhau, trong lòng đều là giống nhau ý tứ, kỳ thật Vương Thị làm sao không muốn động thủ chân, có có thế Như Lan còn chưa xuất giá, sợ ném chuột vỡ bình, không thể hỏng Thịnh gia nữ nhi thanh danh. Tối hôm đó, Viên Văn Thiệu kết việc phải làm liền tới Thịnh phủ, cho Thịnh lão thái thái dập đầu thỉnh an, sau đó cùng nhạc phụ cùng ba cái lớn nhỏ anh em vợ đàm tiếu bắt đầu. Viên Văn Thiệu là người thông minh, làm tập manh gia tộc quan võ, lúc đầu khó cùng Thanh Lưu quan Văn đáp lên quan hệ, có thế Thịnh Hoành cho nhi nữ thông gia là chân đạp thanh trọc hai đạo, vừa vặn mọi việc đều thuận lợi. Vương Thị gặp trong nhà náo nhiệt, dứt khoát đem nhà mình tỷ phu, tức Khang Thị vợ chồng, một đạo mời đến họp gặp, cùng nhau tới còn có Trường Ngô Tiểu hai vợ chồng, như thế Thịnh gia liền mở hai đại tịch. Bên ngoài trong tiệc, các nam nhân ăn uống linh đình, nói trên quan trường vãng lai ân tình, náo nhiệt nhẹ nhàng vui vẻ, sát vách buồn trong liền xếp đặt nữ tịch. Minh Lan tinh tế nghe bên ngoài tiếng nói chuyện, trong lòng có rõ ràng cảm ngộ, cổ đại quả nhiên là gia tộc xã hội, chính là lấy đọc sách khoa cử thượng vị Thanh Lưu, cũng 10 phần chú trọng thầy trò đồng niên giao thoa phức tạp ân tình quan hệ, bất quá. Hiện đại không phải là không như thế. Minh Lan nhớ kỹ cái nào phần trên tạp chí thấy qua, ngoại quốc tương lai chính trị lãnh tụ phần lớn là do mấy cái đỉnh cấp đại học bồi dưỡng ra được, tỷ như Oxford Cambridge mở cỡ lớn đồng học lại, đi đến ném cái bom, Anh quốc đếm được bên trên nhân vật chính trị cơ bản có thể một mẻ hốt gọn. Mặc dù bên ngoài cái kia một bàn quan chức đều không cao, tối cao cũng bất quá là Thịnh Hoành ngũ phẩm, nhưng liên hợp lại, gia tộc lực lượng nhưng cũng không nhỏ. Toàn gia đoàn tụ, Vương Thị hết sức cao hứng, uống nhiều mấy chén, khuôn mặt đỏ bừng ngược lại có mấy phần tư sắc, một bên Khang Di Mụ lại có chút tiều tụy, so với muội muội mình, nàng lại là có nhiều không bằng, bất quá nhìn Doãn Nhi sắc mặt hồng nhuận, tân hôn sau càng thêm mấy phần kiều diễm, bao nhiêu trấn an chút, cuối cùng việc hôn sự này là không sai, liền ngay cả liên tiếp mời lão thái thái mấy cốc, lão thái thái thế mà cũng thống khoái uống xong, sau đó liền gọi phòng mụ mụ viện về. Nghỉ ngơi. Trang Tỷ Nhi khuôn mặt nhỏ giống trà sát như yên chi ửng đỏ, nàng cùng Minh Lan ngươi truy ta tránh chơi đùa đến trưa, cả người đều hoạt phím, lúc ăn cơm cũng cùng Minh Lan sát bên ngồi, Hoa Lan gặp nữ nhi sáng sủa thích nói chuyện, liền càng thêm cao hứng. Minh Lan sức cùng lực kiệt, nàng thật sâu minh bạch một cái đạo lý, bất luận nhìn nhiều thẹn thùng vật nhỏ, điên náo bắt đầu cũng cao tốn năng lượng hình, bây giờ nàng liều mạng nghĩ vùng thoát khỏi cái này bao quần áo nhỏ. Buổi tối tán tịch, Thịnh lão thái thái sợ Minh Lan uống rượu hóng gió sau, tiểu nha đầu nhóm chăm sóc không ổn, liền lấy phòng mụ mụ tự mình đem Minh Lan tiếp vào Thọ An đường ngủ, rót một bát tỉnh rượu trà lại một bát canh gừng sau, Minh Lan dễ chịu rất nhiều, liền mơ mơ hồ hồ để cho người ta rửa mặt thoát y, cuối cùng nâng cao ăn quá no cái bụng, ông tổ mẫu cánh tay choáng váng ngủ rồi, nằm một lát sau, chẳng biết tại sao cũng không lập tức ngủ, phản có chút tinh thần, tổ tôn hai dứt khoát trò. Chuyện ta lần thứ nhất nhìn thấy Khang Di Phụ đâu, làm sao? Cùng nghe được không giống nhau lắm nha, cùng cha kém xa. Minh Lan nhớ tới vừa mới vấn an dập đầu lúc tình cảnh, Khang Di Phụ lúc tuổi còn trẻ hẳn là giống như Thịnh Hoành, là cái nhẹ nhàng tuấn tú thiếu niên, nhưng hôm nay Thịnh Hoành vẫn là cái dáng vẻ đường đường trung niên, Khang Di Phụ lại một bộ tửu sắc quá độ bộ dáng, ánh mắt đục ngầu, thái độ kiêu căng. Lão thái thái thở dài nói, cha ngươi khi còn bé trải qua tình người ấm lạnh, biết bây giờ thời gian kiếm không dễ, liền nhiều hơn mấy phần giới thận chi ý, có thế ngươi Di Phụ là con trai độc nhất trong nhà, là Khang lão thái thái cưng chiều lấy lớn. Không có nói tiếp. Minh Lan âm thầm bổ sung. Mẹ chiều con hư. Khang Di Mụ sinh thật tốt, cùng thái thái không giống lắm đâu. Minh Lan nhớ tới cái kia tiều tụy trung niên mỹ phụ, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, chống đỡ tròn vo cái bụng ghé vào lão thái thái bên người. Lúc trước, ngài vì cái gì không cưới nàng đâu? Thịnh lão thái thái liền trên mặt đất hơi sáng lửa than, vặn đem Minh Lan ấm áp khuôn mặt nhỏ, mắng. Ngươi cái vật nhỏ. Bên ngoài trang trung thực, đến ta chỗ này cái gì cũng dám nói, lời này là ngươi hỏi sao? Minh Lan nũng nịu cầm đầu hướng tổ mẫu trong ngực cọ, chỉ cọ lão thái thái ngứa cười lên. Năm đó ta chỉ là tới cửa cầu thân, cũng không nói chuẩn cầu cái nào, là Vương lão thái gia ý tứ, cũng là ngươi Khang Di Mụ cách rèm nhìn, sau đó bản thân chọn. Lão thái thái thản nhiên nói, Vương gia lão thái gia cùng Khang lão thái gia đều là tiên đế cánh tay đắc lực trọng thần. Hai nhà tên người cầm đồ đúng, khi đó ngươi Khang Di Phụ vừa thi đậu tiến sĩ, cũng là hăng hái, mà nhà chúng ta, ngươi tổ phụ mất sớm, tại trên quan trường cũng không có cái gì căn cơ, nàng cũng không tính chọn sai. Minh Lan đi theo gật đầu, bỗng cảm thấy không đúng, trong đầu một tia sáng hiện lên, trong lòng có cái suy nghĩ, tiến tới nói khẽ. Tổ mẫu, hẳn là ngươi ngay từ đầu liền không nghĩ tới muốn Khang Di Mụ. Khang Vương hai nhà giao hảo, lại sớm có miệng hôn ước, bất quá cũng không có nhất định là cô nương nào, bất quá mọi người đều biết Vương gia nhất phát triển chính là trưởng nữ mà không phải từ nhỏ nuôi dưỡng ở thúc phụ nhà thứ nữ, cho nên không có ngoài ý muốn, Vương gia sẽ đem đại nữ nhi gả cho Khang gia, sau đó nhị nữ nhi gả cho căn cơ kém cỏi Thịnh gia. Mờ tối thấy không rõ Thịnh lão thái thái biểu lộ, bất quá nàng đưa tay vỗ vỗ Minh Lan đầu, tựa hồ khen ngợi. Lại nghĩ dòng dõi cao, lại nghĩ cô nương thập toàn thập mỹ, cái nào đến phiên ngươi. Lại ta cũng nghe qua, mẫu thân ngươi dù tính tình bộc trực, tính tình lại xong, có thế đến tột cùng tâm địa không xấu, lại sẽ quản lý nhà quản sự, chân chính âm độc tàn nhẫn sự tình nàng cũng làm không được, cái này liền rất khá. Nếu không có, khục, nhà chúng ta cũng coi như hòa thuận. Minh Lan rất là gật đầu, Vương thị độ lượng nhỏ hẹp, thích tính toán chi ly, đối xử mọi người cũng không dày rộng, nhưng quả thực không thể tính cái người xấu, cái gì hạ dược nạo thai vu hãm châm ngòi, loại này chủ ý xấu nàng cũng thao tác không đến. Cho nên lúc ban đầu mới có thể bị Lâm Di Nương tính toán. Ngươi cái kia Khang Di Mụ, nhìn mặt mũi hiền lành, thủ đoạn lại lợi hại, những năm này ngươi di phụ trong phòng, không biết ra bao nhiêu nhân mạng, bán ra bao nhiêu thiếp thất. Lão thái thái lại nói. Minh Lan lần này không có vội vã tiếp lời, trầm mặc một lát mới chậm rãi nói. Nếu không lợi hại, bây giờ Khang gia sợ càng không bằng rồi, Khang Di Mụ xem như quan bức dân phản, khó tránh khỏi trên lưng, ghen ác, chi danh, những cái kia trong phòng xem như tai bay vạ gió, cũng không khỏi bị chỉ quyến rũ đáng đời, nhưng chân chính từng có sai cái kia, thế nhân nhưng không thấy được nhiều trách cứ hắn. Đó là cái nam quyền xã hội, ai không nguyện ý làm trân châu, ai lại nguyện ý biến thành cá con mắt, có thế sinh hoạt bức bách dưới, có mấy khỏa may mắn trân châu có thế từ đầu tới cuối duy trì quan trạch rực rỡ. Ha ha, xem ra ta Minh Nha Nhi trưởng thành. Lão thái thái tự hồ đang cười, đã ngươi minh bạch, kia là không còn gì tốt hơn, ngươi phải biết, lại muốn mạnh hơn chọn nữ nhi, như bày ra cái lại hán liền cũng phế đi, lấy chồng, chính là nữ nhân lần thứ hai đầu thai nha. Minh Lan nương đến lão thái thái cổ một bên, chỉ cảm thấy một cổ ấm áp nhu hòa đàn hương, trong lòng không nói ra được thân cận, liền nói thật nhỏ. Thế nhưng là, biết mấy chữ dễ dàng, biết một người lại khó, khá hơn chút lại hán đều hất lên mặt nạ đâu. Câu nói này đem lão thái thái chọc cười, đem tiểu tôn nữ ôm vào trong ngực, ha ha cười một trận, mới nói. Tiểu nha đầu, làm sao ngươi nói chuyện khẩu khí cùng Tĩnh An Hoàng hậu có chút giống đâu, nàng cũng cực ít chất vấn hậu cung Tần Phi, chỉ đem sổ sách tính tại tiên đế gia trên đầu. Minh Lan trong lòng khẽ động, còn chưa kịp nói chuyện, Thịnh lão thái thái lại mở miệng, lần này khẩu khí trước nay chưa từng có lạnh lùng trang nghiêm. Thế nhưng là nha, Minh Nha Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, thật đến cái kia hoàn cảnh, chính là ngươi chết ta sống, ngươi như một vị thương tiếc người khác, chết chính là chính ngươi. Năm đó, Tĩnh An Hoàng hậu chính là gọi cái gọi là hảo tỷ muội cho hại, mới có thể chết sớm như vậy. Minh Lan chấn động trong lòng. Nàng biết lão thái thái kỳ thật nói cũng đúng chính nàng, năm đó nàng thân sinh cốt nhục liền là gãy tại một cái điềm đạm đáng yêu nữ nhân trong tay, vợ chồng mới cuối cùng bất hòa. Nữ nhân chiến tranh, ngõ hẹp gặp nhau, tối kỵ mềm lòng. Minh Lan trong lòng than thở. Nàng không muốn làm mắt cá châu nha. Chương 52 Tương Dương Hầu Phủ Du lịch một ngày, thượng. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Thịnh lão thái thái hồi phủ, Thịnh Hải hai nhà bắt đầu quá lục lễ. Hải gia chính là Đông Dương danh môn, Thịnh Hoành quyết ý thi hành theo nguyên bộ cổ lễ. Minh Lan đi Thịnh An lúc, đã nhìn thấy Vương thị chính phòng đường trên bàn thả một con trói rắn rắn chắc chắc đại mập nhạn, thuận tiện kỳ sở trường chỉ chọc chọc, kia đáng thương nhạn nhi bị buộc lại miệng, chỉ lật ra cái rất có tính cách bạch nhãn cho Minh Lan. Là sống. Minh Lan thở nhẹ, bây giờ không phải là đều dùng sơn khắc sao. Như Lan cũng bẹp miệng. Thế hệ thư hương nha, liền là chú trọng, mấy ngày trước đây liền bắt tới, cùng hầu hạ tổ tông giống như nuôi đâu. Thịnh Hoành cố ý mời hảo hữu của mình, đại lý tự Liễu đại nhân tiến đến Hải gia nạp thải cầu thân, bởi vì Hải đại nhân sắp rời kinh đi nhậm chức, thời gian có hạn, ngày đó liền dẫn trở về Hải gia tiểu thư bát tự thiếp canh, sau đó Thịnh Hoành làm bộ mời quan môi thẩm tra đối chiếu xem bói đã sớm biết bát tự, lại đem phóng tới tiên tổ trước bài vị thay cho 2 ngày, đương nhiên, cho ra nhất định là điềm lành. Như thế như vậy, mới có thể văn định ra mời, hôn sự định vào tháng sau, 18 tháng chạp, đại cát đại lợi. Cuối năm việc vui nhiều, năm nay Bình Ninh quận chúa phụ thân Tương Dương Hầu 70 đại thọ, liền mở rộng buổi tiệc, bởi vì Thịnh gia xem như Tề gia họ hàng xa, Trường Bách lại cùng Tề Hành nhiều năm đồng môn, liền một đạo mời. Ngày này sáng sớm, Thúy Vi liền đem Minh Lan bắt lấy đến tinh tế cách ăn mặc, bên trên lấy cạn nhũ đỏ bạc khắp nơi trên đất tán kim dệt lụa hoa cân vạt trường lụa áo, hạ phối nhục quế phấn bách điệp trang váy hoa, phong phú tóc quán thành cái dịu dàng trăng khuyết hoàng, dùng điểm thúy khảm bảo đỏ kim đại phát trâm định trụ, bên tóc mai lại mang một chi tiểu xảo mệt mỏi tia ngậm châu kim tước trâm, trâm hình 2 cánh bằng phẳng rộng rãi, hơi rung rẩy động, 10 phần linh xinh đẹp. Cái này một thân đều là tại Hữu Dương đúng mốt làm, đã đi thái thái trong phòng, gặp 2 cái khác lan cũng là một thân trang bị mới, Mặc Lan lấy lam nhạt khắp nơi trên đất quấn nhánh hoa ngọc lan kẹp lụa trường áo cùng ám gai bạc theo liên thanh nguyệt hoa váy, eo nhỏ nhắn doanh doanh, thanh lệ nhã nhặn. Như Lan là đỏ chót trăm điệp xuyên hoa cân vạt vải bồi đế giày, cũng là có một phái phú hoa khí tức. Vương Thị ngồi tại đường bên trên đối 3 nữ hài tìm đạo vài câu, muốn thủ nhiều quy củ nghe nói ít, loại hình. Minh Lan biết đây là tại nói Mặc Lan, nhìn trộn nhìn lại, ai ngờ Mặc Lan lại không có nửa phần dị sắc. Giày bông vải màng treo trong xe ngựa lung lay ước hơn 1 canh giờ mới tới Tương Dương hầu phủ đại môn rộng mở, đôi treo một đối đính kim đỏ liên, còn cao cao treo lên lít nha lít nhít đỏ chót pháo, bởi vì Vương Thị một đoàn người là nữ khách, liền từ thiên môn tiến vào, hạ nhà mình xe ngựa thay đổi trong hầu phủ ngõ mềm kiệu, lại đi một hồi mới đến nhị môn, nữ khách nhóm mới hạ cổ kiệu. Cửa sớm có nha hoàng bà tử chờ tiếp người, Vương Thị đám người lúc này mới có cơ hội tinh tế nhìn, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng sủa, trong phủ cao giàu bình thản, xa mắt lướt qua còn có cầu nhỏ nước chảy cùng gò núi rừng cây. Một cái trung niên bà tử dẫn Vương Thị đám người một đường đi vào, xuyên qua một cái mọi rợ cửa, dọc theo khoanh tay hành lang chậm rãi đi đến. Vương Thị cùng các cô gái đều bất động thần sắc dò xét 4 phía hoàn cảnh, chỉ gặp khắp nơi điêu hành lang họa tòa, quả thực khí phái phú quý, chính là cái kia cửa sổ cột trụ hành lang đều là mạ vàng vẽ màu. Vương Thị thầm giật mình, chả trách Bình Ninh quận chúa trong mắt sinh ở trên đỉnh đầu, đảo mắt nhìn 3 nữ hài, Mặc Lan trong lòng cực kỳ hâm mộ. Thần sắc coi như trấn định, chỉ là trên mặt mỉm cười có chút cứng ngắc, Như Lan liền ngay thẳng nhiều, trong mắt không còn che giấu toát ra vui ao ước chi sắc. Vương Thị lại đi nhìn Minh Lan, lập tức ngẩn người. Chỉ gặp Minh Lan điềm nhiên như không có việc gì, thần sắc như thường, thái độ tự nhiên trôi chảy, cũng không giống trang, ngược lại giống như thật không đem trước mắt phú quý để vào mắt bình thường. Vương Thị không khỏi lau mắt mà nhìn. Không phải Minh Lan tầm mắt cao, pháp viện công việc mỗi ngày đối không phải làm điều phi pháp liền là gia đình luân lý thảm kịch, nhân viên công tác tâm tình trầm cảm, công việc áp lực lớn, đơn vị hàng năm tổ chức lữ hành Minh Lan đều không lọt. Nàng đi qua Cố cung, đi qua Vương phủ, tản bộ quá Thẩm viên, leo lên Hôn Khắc đàn, cũng coi như thấy qua việc đời, chỉ ở 3D trước màn hình nhìn thấy chúa tể những chiếc nhẫn mục bên trong tòa kia dưới mặt đất hoàng cung, Minh Lan ngược lại lạc qua đến mấy lần. Không có cách. Gió Tây Đông dần dần, chủ nghĩa tư bản xâm nhập toàn cầu, người hiện đại đối kiến trúc thẩm mỹ vốn là càng khuynh hướng Tây hóa một chút nha. Sai khiến đến dẫn đường quản sự bà tử là cái mồm miệng lanh lợi, một đường đi, còn vừa chỉ điểm lấy các nơi cảnh trí thoảng qua giải thích. Vương Thị thuận miệng cười nói. Thiên hạ phú quý dinh thự nhiều, khó được chính là quý phủ cách cục lịch sự tao nhã, thật sự là hảo sơn hảo thủy, điềm tốt. Như Lan phụ đến Minh Lan bên tai, nhẹ giọng một câu. Lục muội muội, nơi này có thể so sánh đại tỷ phu nhà mạnh hơn nhiều. Minh Lan gật gật đầu, nàng không có đi qua Trung Cần bá phủ, không quyền lên tiếng, chỉ quy củ đi đường. Cổ đại thượng tầng xã hội, thanh lưu cùng quyền quý tuy có thông hôn, nhưng lại giới hạn rõ ràng, quyền quý đệ tử phần lớn dựa vào manh tập hoặc hoàng đế thưởng thức, trong quân đội hoặc cảnh vệ trong cấm quân mưu chức, nếu không nữa thì ngay tại nào đó bộ môn treo cái chức sung. Mà người đọc sách đi lại là quan văn khoa cử lộ tuyến, đồng sinh, tú tài, tiến sĩ, thành tích tốt tiến hàng lâm viện, thành tích bình thường tại lục bộ chịu tư lịch hoặc ngoại phóng, như thế tích lũy phẩm cấp, hoặc làm quan lớn, hoặc về nhà nhàn rỗi làm thân hào nông thôn. Đương nhiên, rất nhiều thân sĩ nhà đệ tử, vốn cũng không tăng cường làm quan, khảo công tên bất quá là vì gia tộc giảm miễn chút tiền thuế, hoặc thêm đạo ô dù mà thôi, chân chính mấu chốt chính là những cái kia nhìn xem phẩm cấp thấp hàng lâm học sĩ, nhất là bên trong thứ các sĩ. Từ tiền triều lên, triều đình liền hình thành lệ cũ. Không phải tiến sĩ không vào hàng lâm viện, không phải hàng lâm không đi vào các. Bởi vậy thứ các sĩ lại được xưng là trữ tướng, nói cách khác, Trường Bách tương lai có khả năng một bước lên mây, thẳng vào nội các cầm quyền. Minh Lan tối hôm qua lúc ngủ, đã cảm thấy giống Tương Dương Hầu dạng này lôi cuốn quyền quý chúc thọ, bây giờ không có tất yếu mời nhà mình, về sau tinh tế độ lượng một phen mới hiểu được, đây bất quá là nhìn tại Trường Bách cùng Hải gia trên mặt thôi, nếu đem đến Trường Bách thật có phát tích cơ hội, sớm một chút làm cảm tình đầu tư luôn luôn không sai, huống chi đầu tư mức lại không lớn. Đang nghĩ ngợi, liền đến chính đường, bởi vì Vương Thị một đoàn người tới sớm, khách nhân đều còn chưa tới, quận chúa dứt khoát mời Vương Thị mang theo nữ hài nhi đến cho thọ tinh ông dập đầu thỉnh an, vừa tới cửa, chỉ nghe thấy bên trong truyền tới trận trận tiếng nói chuyện cùng tiếng cười to. Minh Lan cúi đầu đi vào, chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, nguyên lai trong phòng phủ lên thật dày, các tường phúc thọ, đường vân tinh hồng lông lạc đà chiên thảm, trong phòng rất lớn, tự hồ là mấy căn phòng đã thông, chỉ thụ vài lần nhiều bão cách, ngăn chứa bên trong lâm lan lóe ra rất nhiều tinh mỹ lộng lẫy đồ sứ đồ cổ làm bài trí. Trong phòng một mảnh tiếng ồn ào, hoặc ngồi hoặc đứng rất nhiều nam nam nữ nữ, chính náo nhiệt nói lời nói, bất quá Bình Ninh quận chúa yêu kiều cười vẫn là nhất có lực xuyên thấu, thẳng truyền vào Minh Lan trong tai. Vương gia tỷ tỷ ngươi đã đến. Bình Ninh quận chúa chậm rãi đi tới, đối Vương Thị cười nói, thái độ thân mật. Vương Thị người này, nói dễ nghe một chút là cước đạp thực địa, nói khó nghe chút là ánh mắt thiển cận, từ lúc đoạn mất cùng Tề Hành kết thân suy nghĩ sau, nàng liền cảm giác tại quận chúa không sở cầu, cho nên mới hướng ở giữa 10 phần tự nhiên, cũng không có bao nhiêu nịnh nọt chi ý, cùng quận chúa ngược lại có thế kết giao bắt đầu. Vương Thị cùng Bình Ninh quận chúa hàng huyên sau, lập tức cung kính cho thượng thủ ngồi một vị lão nhân gia hành lễ, chất lên đầy mặt dáng tươi cười, miệng bên trong chúc thọ nói. Cho lão hầu gia báo tin vui, chúc lão hầu gia phúc như Đông Hải thọ sánh Nam Sơn. Tốt, bắt đầu. Cố lão hầu gia tóc trắng phơ, hình dung gầy gò, một thân giả màu đỏ thọ văn gấm vóc thẳng xuýt, thân hình cao lớn, tinh thần sung mãn, nhìn bất quá hơn 60 tuổi. Hắn hướng về phía Vương Thị cười nói. Tiên đế gia lúc, ta cùng ngươi phụ thân tại Cam Thiểm tổng đốc dưới trướng chung quá sự tình, lúc ấy hắn bưng lấy sổ sách cả ngày tính toán lương thảo, ta liền mang theo đại đầu binh ngày ngày đi tìm hắn muốn cái gì, có được hay không chính là một phen đấu võ mồm. Mấy ngày trước đây ta gặp ngươi nhà đại ca nhi, hiển nhiên lão tử ngươi diễn xuất, ai? 5 tháng thúc người lão nha, chỉ chớp mắt chỉ còn lại ta lão già này đi. Nhấc lên vong phụ, Vương Thị khóe mắt hơi có ướt át, Bình Ninh quận chúa lung lay lão hầu gia, cười nói. Ôi, Vương gia tỷ tỷ là đến chúc thọ, ngài không có việc gì nói cái này làm gì. Lão hầu gia tự hồ rất thương yêu nữ nhi này, luôn miệng nói. Thật tốt, ta không nói, còn không mau dọn chỗ, còn có hậu đầu mấy cái tiểu nha đầu, là ngươi nhà khuê nữ a. Vương Thị bận bịu nhường 3 cái lan tiến lên dập đầu, các cô gái bước lên phía trước quỳ xuống, rất cung kính dập đầu lạy 3 cái, chiếu vào trước đó diễn luyện tốt, đồng loạt giòn tiếng nói. Chúc lão hầu gia tùng bách trường xanh, nhiều phúc nhiều thọ. Cố lão hầu gia thụ lễ, Bình Ninh quận chúa bận bịu nhường nha hoàng bưng lấy khay đưa lên 3 cái túi thêu, xem như lão hầu gia lễ gặp mặt. Minh Lan tiếp nhận túi thêu, có chút dương mắt, cuối cùng là có cơ hội ngẩng đầu nhìn, chỉ gặp lão hầu gia phía sau phần phật đứng đầy một ít thanh niên, tiểu bất quá 7-8 tuổi, lớn cũng bất quá mới chừng 20, diện mạo tương tự, đoán chừng đều là Cố thị bản gia người. Bình Ninh quận chúa chỉ vào bọn hắn, cười nói. Đây đều là ta bản gia huynh đệ con cháu nhóm, bởi vì nhìn đằng trước khách còn chưa tới, liền tới trước cho cha dập đầu mừng thọ tới, chúng ta đều là người trong nhà, liền không cần học cái kia đạo học tiên sinh tránh hiềm nghi. Cổ đại đại gia tộc quy củ, còn không có thành thân đều tính vị thành niên, bản gia nữ quyến không cần nghiêm ngặt tị húy. Lão hầu gia một bên khác đứng đấy rất nhiều nàng dâu cô nương, từng cái châu ngọc vờn quanh, trang dung đoan trang, Bình Ninh quận chúa lại giới thiệu nói. Đây đều là trong nhà tẩu tẩu đệ muội, những này là cháu gái ta nhi, đại gia hỏa đều đến quen biết một chút a. Các nữ nhân đi lên phía trước, lại là một phen hàng huyên nói đùa, có thế khổ 3 tỷ muội, các nàng mơ mơ hồ hồ cho rất nhiều thái thái đi lễ, sau đó lại thúc thúc ca ca đệ đệ kêu một phòng. Minh Lan dập đầu đập đầu óc choáng váng, đứng lên trời đất quay cuồng, không nghĩ tới thể trạng cường tráng Như Lan bước chân bất ổn, đem chính mình thể trọng đều ép đến Minh Lan trên thân, hại Minh Lan kém chút quẳng chó gặm bùn, nhờ có nàng nhân phẩm tốt, tốt xấu mặt mỉm cười liều mạng chống được. Minh Lan trong tay lại nhét vào rất nhiều túi gấm, nàng theo thói quen ước lượng, phân lượng nghiêm trọng nặng nhẹ khác nhau, sau đó liếc trộn một cái chính mình hai người tỷ tỷ, Như Lan rõ ràng còn không có từ đầu choáng bên trong chậm tới. Mặc Lan cúi đầu, thần sắc trang nghiêm miệng lẩm bẩm, Minh Lan nhẹ nhàng nghiêng đi nghe, nhếch miệng lên, nguyên lai nàng tại lưu vào trí nhớ những này phu nhân lai lịch tính danh, bất quá đáng thương nhất chính là Vương Thị, hôm nay nàng có thể phá. Tài. Đến cùng là nam nữ không tiện, nói vài câu sau, Bình Ninh quận chúa liền dẫn đầu đem một đám nữ quyến hết thảy dẫn tới một chỗ khác trong viện, tại một cái rộng rãi đại đường trong phòng, bày xong rất nhiều gấm ngột cao ghế dựa. Sau đó các nữ quyến riêng phần mình ngồi xuống, nha hoàn lại dâng lên trà bánh quả, lúc này mới khoan khoái trò chuyện lên thiên, một bên nói chuyện phiếm một bên chờ lấy khách nhân lần lượt đến. Minh Lan ngoan ngoãn ngồi ở một góc, bưng bát trà nhìn kỹ cấp trên phấn màu, thầm than thật sự là tinh phẩm, bên cạnh Mặc Lan cùng Cố gia một nữ hài trò chuyện, tựa hồ là đã sớm quen biết. Làm sao Tề quốc công phủ người không đến? Không có sớm đến. Như Lan mặt đối Minh Lan, ánh mắt lại hướng Cố gia nữ hài chỗ ấy nghiêng mắt nhìn. Minh Lan không biết nàng đang hỏi ai, mà cái kia Cố gia cô nương hiển nhiên không có lĩnh hội, Minh Lan thở dài, thuận miệng nói. Ước chừng giống như chúng ta, trong ngày mùa đông đầu, suy nghĩ nhiều ngủ một lát tử a. Bên kia Cố gia cô nương nghe thấy được, phốc một tiếng bật cười, nàng xinh xinh sắn động lòng người, một phái ngây thơ, nàng cười đối Mặc Lan nói. Ngươi cái này muội muội chơi thật vui. Mặc Lan ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khóe miệng, sau đó ra vẻ không thèm để ý hỏi. Kiểu nói này, ách. Liên tỷ nhi, vừa mới làm sao cũng không thấy lão hầu gia ngoại tôn nha. Liên tỷ nhi là Bình Ninh quận chúa cháu gái, bất quá trong phòng này Cố gia cô nương phần lớn là trẻ con dưới 10 tuổi nhi, chỉ có mấy người các nàng tuổi tác tương tự, liền tới nói chuyện. Ta cái kia Đường ca đêm qua liền đến, hôm nay một sáng liền bái qua thọ. Lúc này không biết chỗ nào hỗ trợ đi. Liên tỷ nhi cố ý giả trang ra một bộ ông cụ non dáng vẻ, ba nữ hài liền đều cười. Nụ cười này, các nàng bốn cái liền ngồi vào cùng một chỗ nói tới nói lui, Liên tỷ nhi rất hay nói, một người kỹ kỹ oa oa nói hồi lâu trong kinh thành đang hót gánh hát, cái trâm cài đầu hoa thắng lưu hành kiểu dáng, trong kinh đầu khuê tú thi hội. Mặc Lan hơi cùng nàng một ca một sướng, 10 phần hòa hợp dáng vẻ. Kỳ thật Như Lan cùng Mặc Lan là đồng thời nhận biết Liên tỷ nhi, bất quá hiển nhiên Mặc Lan càng sẽ giao tế, Minh Lan cũng không nhiều đáp lời, chỉ ở bên cạnh mỉm cười nghe. Nói, Liên tỷ nhi nhìn một chút Minh Lan, một chút lại một chút, tựa hồ có lời muốn hỏi lại do dự dáng vẻ, rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Ta nghe ngươi tỷ tỷ nói, ngươi tại Đăng Châu lúc, cùng dư các lão đại tôn nữ nhất là muốn tốt. Minh Lan liếc qua Mặc Lan. Mặc Lan bị Minh Lan ánh mắt quét qua, bất an giật giật tư thế ngồi, Minh Lan quay đầu, cân nhắc ngữ khí, nói. Không thể nói tốt nhất, bất quá hợp ý nói hơn 2 câu thôi. Liên tỷ nhi là cái không giấu được người, lập tức nói. Cái kia nàng vì sao không chịu gả ta nhị Đường thúc? Minh Lan như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn hồ đồ rồi, hỏi ngược lại. Ngươi nhị Đường thúc là ai? Liên tỷ nhi gặp Minh Lan một mặt ngây thơ, gầm nhẹ nói. Liền là Ninh Viễn Hầu phủ nhị công tử. Vừa rồi liền đứng tại lão hầu gia bên người nha. Minh Lan trong nháy mắt minh bạch, tựa như bị đánh một muộn côn bàn ngửa về đằng sau dưới, trong lòng mắng mình là heo, vừa rồi dập đầu đập hồ đồ rồi, vậy mà quên cái này gốc rạ sự tình. Ban đầu thay mặt Tương Dương Hầu cùng Ninh Viễn Hầu là một đôi huynh đệ, bất quá đời thứ hai Tương Dương Hầu không tự, cũng không biết làm sao làm. Hắn không có từ nhà mình huynh đệ nơi đó nhận làm con thừa tự chất tử, ngược lại từ quê quán Cố thị tộc nhân bên trong chọn lấy một cái cơ hồ không đáp giới tới làm con thừa tự, từ đó trở đi, Tương Dương Hầu cùng Ninh Viễn Hầu liền đoạn mất vãng lai, liền con cháu danh tự sắp xếp bối cũng không giống nhau. Chẳng qua hiện nay, Tương Dương lão hầu gia con trai độc nhất mất sớm, chỉ có Bình Ninh quận chúa một đứa con gái, hắn cố gắng đến năm 60 tuổi lúc, biết mình chung quy là không sinh ra nhi tử tới. đành phải nhận làm con thừa tự chất tử tới làm con thừa tự. Cho nên vừa rồi lão hầu gia bên người mới có thể tụ tập như vậy một đám lớn Cố gia đệ tử, sợ đều là hướng về phía cái này tước vị tới, Liên tỷ nhi phụ thân chính là lão hầu gia một người cháu. Vừa rồi đứng người bên trong có Yên Nhiên trước vị hôn phu. Đáng chết, thế mà không có chú ý nhìn. Minh Lan dùng lực hồi ức vừa mới tình cảnh, giống như tự hồ nàng bái qua một đám biểu thúc bên trong là có hai cái đầu trâu mặt ngựa, bất quá đến cùng là cái kia chương đầu, vẫn là cái kia mắt chuột đây này. Minh Lan hận không thể bắt đầu mình, làm sao cũng nhớ không nổi tới. Hai nhà chúng ta chưa từng vãng lai, lúc này là ta đại bá gia cố ý đi mời, nghĩ mời Ninh Viễn Hầu gia giúp đỡ chọn cái con thừa tự, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái kia nhà người, nhà hắn đại gia thân thể không tốt không đến, tới là nhị gia cùng tam gia. Liên tỷ nhi ngẩng đầu, biểu môi đạo, sau đó tiếp tục truy vấn Minh Lan, ngươi nói nha, vì cái gì dư gia đại tiểu thư không chịu gả đi nha, có phải hay không nghe nói cái gì không tốt lời đồn. Liên tỷ nhi lời tuy nói giống như là lo lắng người trong nhà, nhưng biểu tình bán nàng rõ ràng là một mặt hưng phấn chỉ là muốn biết bát quái thôi. Minh Lan có thừa nhà biên tốt trực tiếp lấy cớ, một bộ không quan tâm bộ dáng, thản nhiên nói. Không phải, bất quá là năm đó dư các lão cùng đại lý đoàn gia từng có miệng hôn ước, về sau hai nhà người thiên nam địa bắc ngăn cách mở, mọi người liền cũng quên, ai ngờ đầu năm thời điểm, đoàn gia gửi thư nhất lên việc hôn sự này, dư các lão là thủ tín người, liền không nói hai lời đáp ứng việc hôn nhân. Liên tỷ nhi khó nén vẻ thất vọng. Chính là như vậy sao? Đúng nha, còn có thể thế nào? Minh Lan tận lực nhường khẩu khí chân thành chút, kỳ thật dư các lão rất vừa ý Ninh Viễn Hầu nhà hôn sự, không phải sao, lại đem nhị tiểu thư cho phép quá khứ, việc hôn nhân định a lúc nào. Nghe không được mãnh liệu, Liên tỷ nhi rất thất vọng, vẫy vẫy tay áo, tùy ý nói. Định, ngay tại tháng giêng ngọn nguồn. Sau đó lại đổi chủ đề cùng Mặc Lan Như Lan trò chuyện giết thì giờ, Minh Lan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, học Vương Thị dáng vẽ tại tay áo dưới đáy chắp tay trước ngực, ám thì thầm. A-di-đà Phật, may mắn dư gia giải quyết tốt hậu quả công việc làm tốt, không có lộ ra một điểm phong thanh, không phải chỉ sợ nàng cũng muốn thua tiền, Thái Thượng Lão Quân làm chứng, về sau nàng cũng không tiếp tục xúc động. Chương 53 Tương Dương Hầu Phủ Du lịch một ngày, trung. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Nữ khách dần dần đến, một đám phục sức lộng lẫy thái thái nải nải nhóm ba một lùng bốn một đống ngồi cùng một chỗ dùng trà nói chuyện, đang lúc tuổi trẻ các tiểu thư cũng bắt đầu nhiều, có nhận biết phải tốt liền tụ cùng một chỗ nói chuyện, đang ngồi các nữ quyến không phải tới từ công khanh dòng dõi chính là cao phẩm đại quan nhà, chí ít cũng là xuất từ quan lại thế gia. Mặc Lan tựa hồ nhìn thấy người nào, cười đứng dậy mà đi, đi qua lôi kéo hai ba cái hoa phục thiếu nữ nói tới nói lui, Liên tỷ nhi quay đầu đối Minh Lan cười nói. Tỷ tỷ ngươi thật là tốt nhân duyên. Như Lan nhìn xem trong đám người nói đùa Mặc Lan, không vui bẹp miệng, nói. Loại này như quen thuộc bản sự cũng không phải người người đều biết. Minh Lan nhìn lại, phát giác Mặc Lan tại đám kia quý nữ bên trong cười rạng rỡ, tận dụng mọi thứ góp thú hai câu, rất có nịnh bợ ý lấy lòng, không khỏi âm thầm lắc đầu, không phải cùng một cái vòng tròn, lại nịnh bợ chẳng lẽ có thế nịnh bợ ra thật hữu nghị đến. Liên tỷ nhi cái này một phòng thuộc thiên chi tiểu bối, nàng cũng không nhận biết được mấy cái quyền quý, lại lười nhắc lấy lệ, liền vẫn như cũ cùng hai cái Lan ngồi chung một chỗ nhi. Đáng tiếc bây giờ nhi trời lạnh, trên mặt đất đều kết miếng băng mỏng, không phải chúng ta có thế ra đi dạo chơi, đã khuất núi lão hầu gia phu nhân đến từ Giang Nam đại tộc, bởi vậy cái vườn này bắt trước cũng là Giang Nam lâm viên, nếu là xuân về hoa nở thời điểm, nhưng dễ nhìn. Liên tỷ nhi tiếc hận nhìn về phía ngoài cửa sổ, tự hồ mười phần muốn đi ra ngoài dáng vẻ. Minh Lan nhìn xem bên ngoài một mảnh trắng xóa, sợ lạnh rụt rụt ngón chân, đối Liên tỷ nhi cười nói. Ngươi là bản gia người, lúc nào không thể tới. Đãi trời ấm chút đi. Liên tỷ nhi lắc đầu, khổ khuôn mặt nhỏ nói. Quận chúa cô quy củ lớn, chúng ta những này phân nhà thân thích đến một chuyến cũng không dễ dàng, huống chi gần nhất nàng thường mời chút quý khách đến, bình thường không gọi chúng ta tiến vườn. Ngay tại phụng phịu Như Lan nghe được câu này, rốt cục lấy lại tinh thần, hỏi. Không phải là Gia Thành huyện chủ. Bên ngoài đều nói quận chúa cùng Lục Vương Phi giao hảo đâu. Liên tỷ nhi ra vẻ một mặt thần bí nói. ta cũng không có nói nha. Ai nha, nhắc Tào Tháo đến. Đang khi nói chuyện, bên ngoài bà tử truyền đạo, Lục Vương Phi cũng Gia Thành huyện chủ đến. Bình Ninh quận chúa dẫn đầu ra ngoài nghênh đón, sở hữu ngồi nữ khách lập tức đều đứng lên, hoặc đi theo ra, hoặc quy củ đứng tại chỗ chờ, ngồi tại nơi hẻo lánh hai cái lan cùng Liên tỷ nhi không làm người khác chú ý, ba nữ hài nhàn nhã núp ở một bên nhìn xem. Một lúc sau nhi, phần phật tiến đến một đám gấm vóc châu quan nữ quyến, rơi xuống một cái trung niên mỹ phụ đang cùng Bình Ninh quận chúa thân mật nói chuyện, phía sau theo một cái tiền hô hậu ủng thiếu nữ. Minh Lan biết, đây cũng là Lục Vương Phi mẹ con. Lục Vương Phi sinh trắng nõn phúc hậu, một thân đỏ chót kim đoàn ép hoa trang hoa vải bồi đế giày, nhìn rất ôn hòa, bên người nàng tụ họp rất nhiều nữ khách vấn an. Minh Lan lại đi nhìn Gia Thành huyện chủ, chỉ gặp nàng dáng người uyển chuyển, khí độ lộng lẫy, một trương vũ mị xinh đẹp mặt trái xoan son phấn mỏng thi, Minh Lan nhịn cười không được cười, nói khẽ. Huyện chủ cùng quận chúa ngược lại có mấy phần tương tự. Liên tỷ nhi vỗ Minh Lan bả vai, thở nhẹ tri kỷ. Ngươi nói quá tốt rồi, ta cũng như thế cảm thấy, chỉ lão cũng nói không nên lời. Gia Thành huyện chủ ước chừng 15-16 tuổi, chính là ngậm nụ muốn thả dĩ lệ tuổi tác, bị 7-8 cái quý nữ vây quanh nói chuyện, tựa như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, một chốc yêu kiều cười một chốc trêu tức, mạnh vì gạo, bạo vì tiền bộ dáng, lại cùng Bình Ninh quận chúa có 6-7 phần tương tự. Lại nhìn Bình Ninh quận chúa, nàng bây giờ đem một lời nhiệt tình đều dùng tại Lục Vương Phi trên thân, thân thiện cơ hồ cùng thân tỷ muội bình thường, những người còn lại liền không thế nào phản ứng, Như Lan âm trầm trừng mắt, chợt nói thật nhỏ. Nịnh hót. Minh Lan giật nảy mình, nhanh đi nhìn bốn phía, cũng may tiếng người huyên náo, cũng không ai nghe thấy, Minh Lan vội vàng đem Như Lan lại kéo ra trong đám người một chút, đến góc tường tìm cái ghế con ngồi, Liên tỷ nhi cũng đi theo quá khứ. Minh Lan chọn lấy câu chuyện, dắt Như Lan một đạo nói Tuyền Châu lúc phương Nam phong quang, Liên tỷ nhi còn không có rời đi kinh thành, hết sức tò mò, Minh Lan lúc ấy bệnh một trán bột nhão, từ cũng không biết, hai nữ hài liên tục truy vấn phía dưới, Như Lan cuối cùng cũng lên hào hứng, bưng giá đỡ tinh tế nói đến, ba nữ hài cười toe toét a, cũng là hợp ý. Khó khăn lắm giảng đến Tuyền Châu trứ danh quà vặt, sợi củ cải bánh bao nhân rau, Như Lan giảng say sưa ngon lành. Cơ hồ đem Liên tỷ nhi nước bọt đều dẫn ra, lúc này chợt nghe Bình Ninh quận chúa cao giọng nói. Sân khấu kịch điểm cảnh đều dựng tốt, chúng ta cái này đi qua đi. Quận chúa đầu tiên kéo Lục Vương Phi cánh tay, dẫn đầu đi ra, phía sau một đám thái thái các tiểu thư đều nói cười nối đuôi nhau cùng ra ngoài, lưu lại nha hoàn bà tử chậm rãi thu thập cái bàn trà đĩa. Liên tỷ nhi nhẹ nhàng nhảy dựng lên, một tay đi kéo một cái lan, cười nói. Đi, chúng ta xem kịch đi. Lúc này cô mời chính là nổi tiếng nhất Song Hỷ Bang, bọn hắn, Huyền Nữ Mừng Thọ, cùng Túy Đã Kim Chi hai xuất diễn ở kinh thành có thế hát phát hỏa. Minh Lan nghe cũng cảm thấy có chút hứng thú, vừa muốn từ ghế con bên trên bắt đầu, một cái tay buông xuống bát trà thời điểm, bỗng nhiên bên cạnh một cái chính thu thập tiểu nha đầu tay nghiêng một cái, đem một chung không có thừa bao nhiêu mức táo bùng ngã xuống Minh Lan trên mu bàn tay. Minh Lan nhẹ nhàng a một tiếng, Liên tỷ nhi nhịn không được mắng. Nha đầu ngốc. Ngươi làm sao làm? Tiểu nha đầu kia mới 11-12 tuổi, gặp gây họa, lập tức nhận lỗi quỳ xuống, luôn miệng nói không phải, Minh Lan bất đắc dĩ nói. Quên đi, còn tốt chỉ là trên tay, nếu là trên quần áo liền phiền toái. Nói vẫy vẫy tay, chỉ cảm thấy ngón tay vá sền sệt, có chút ấm áp. Tiểu nha đầu kia 10 phần thông minh, vội vàng nói. Mời cô nương về phía sau đầu sạch ra tay đi, tẩy tay thuận tiện. Như Lan cau mày nói. Cái kia hí làm sao bây giờ? Chậm cần phải bắt đầu. Liên tỷ nhi là hí mê, cũng là nóng vội khó nhịn, nàng ngưỡng mộ Song Hỷ Bang đã lâu, Minh Lan thấy các nàng bộ dáng, liền cười nói. Các ngươi đi trước, ta sạch qua tay lại đến tìm các ngươi. Liên tỷ nhi đại hỉ, lại dặn dò nha đầu kia vài câu, sau đó lôi kéo Như Lan đi trước. Minh Lan một bên thầm kêu không may, vừa đi theo tiểu nha đầu kia từ phía sau ra ngoài, đến một gian buồng trong ngồi xuống, tiểu nha đầu kia rất nhanh bưng ra một chậu nước ấm, giúp Minh Lan cuốn lên tay áo, dỡ xuống chiếc nhẫn vòng tay, tinh tế rửa sạch, sau đó dùng sạch sẽ vải khăn cho Minh Lan lau khô tay, sẽ giúp Minh Lan mang tốt đồ trang sức, một chốc công phu liền toàn tốt. Minh Lan nhưng nhìn nàng động tác như thế lưu loát, có chút ngoài ý muốn, một bên cho mình vuốt bình tay áo, một bên trêu ghẹo nói. Nhìn ngươi động tác nhanh nhẹn, ngược lại giống như thường cho người ta rửa tay, hẳn là ngươi thường đem mức táo ngược lại nhân thủ bên trên. Tiểu nha đầu kia 10 phần lanh lợi, cười ngọt ngào nói. Nhìn cô nương nói, nô tỳ nào có lá gan kia. Nói, nàng còn không ngừng nhìn trộn dò xét Minh Lan, còn khen một câu. Cô nương thật là dễ nhìn, người cũng ôn hòa, cùng cái tiên nữ giống như. Minh Lan thầm than. Đến cùng là hầu phủ, nhìn nha đầu tố chất, trên tay ngoài miệng đều tới. Sau đó tiểu nha đầu này liền xung phong nhận việc cho Minh Lan dẫn đường. Cô nương đi tốt, ta đến đỡ ngài a, trên đường này trượt, từ chỗ này đi đến sân khấu kịch thêm gần. Minh Lan là dân mù đường, chỉ có trung thực đi theo phần, xuyên ra cửa Thùy Hoa, chỉ gặp nha hoàng bà tử xuyên qua lui tới, Minh Lan chợt giật mình trong lòng, cảm thấy có chút không đúng, hôm nay ra phục thị nha hoàng bà tử đều áo khoác lấy thống nhất màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đai lưng so giáp, làm sao tiểu nha đầu này không xuyên. Bất quá người ta trong phủ sự tình, nàng không tiện hỏi nhiều. Tiểu nha đầu viện Minh Lan nhanh chóng đi tới, đông rẽ ngang tây khẽ quấn, càng đi càng vắng vẻ, Minh Lan trong lòng bắt đầu đã cổ, liên tục chất vấn, mỗi lần tiểu nha đầu kia đều nói. Nhanh đến. Minh Lan càng xem tiểu nha đầu này càng giống bọn buôn người, làm sao chính mình không biết đường, đành phải nhịn thêm một chút, thẳng đem hai cả đoạn khoanh tay hành lang đều đi đến, còn muốn đi lên phía trước, đi vào một chỗ hẻo lánh phòng khách vườn sau, Minh Lan rốt cuộc nhịn không được một thanh hất ra tiểu nha đầu, trợn mắt nói. Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào? Tiểu nha đầu hướng phía trước một chỗ chỉ đi, nói khẽ. Cô nương ngài nhìn, chúng ta đến. Minh Lan giận dữ, nghiêm nghị nói. Đến cái gì đến? Ngươi nhà sân khấu kịch khoác lên nửa người đều không có địa phương. Chợt nghe một tiếng cười khẽ, có người nói. Chẳng lẽ ta không phải người sao? Minh Lan giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian ngẩng đầu đi nhìn, chỉ gặp một cái áo gấm kim quang nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, đỡ hành lang mà cười, không phải Tề Hành là ai? Tiểu nha đầu gặp nhiệm vụ hoàn thành, xong Tề Hành phúc phúc, nhanh như chớp chạy không thấy tăm hơi, Minh Lan cũng không kịp gọi lại, không khỏi khó thở. Ngươi nha luyện qua thần hành trăm bước nha. Tề Hành khóe miệng mỉm cười, đi đến Minh Lan bên người, làm bộ chắp tay nói. Lục muội muội, hồi lâu không thấy. Minh Lan trong lòng tức giận, lại sợ bị người nhìn thấy, không để ý tới hắn, quay đầu muốn đi, Tề Hành gấp, vội vàng ngăn ở Minh Lan trước người, nói. Chỗ này yên lặng vô cùng, sẽ không có ai tới, lại Xuân Nhi là ta nha đầu, muội muội cứ yên tâm đi. Minh Lan nghe xong, thế nào cảm giác lời này như thế mập mờ, thế là lạnh mặt nói. Tề công tử tự trọng. Tề Hành lập tức vui vẻ, đưa tay liền muốn đi chụp Minh Lan đầu. Tiểu nha đầu lại cùng ta khoe chữ, mấy ngày trước đây ta đi ngươi nhà, tất cả mọi người tại, thiên ngươi không ra, chuyện gì xảy ra? Minh Lan vội vàng hất ra đầu, hết sức nghiêm túc nói. Đường đi mệt nhọc, ngẫu cảm giác khó chịu, nằm trên giường nghỉ ngơi. Tề Hành sụ mặt mắng. Ngươi cái tiểu lừa gạt, từ nhỏ đã yêu gạt ta sớm hỏi qua ngươi tam ca, hắn nói ngươi rất tốt, ta đến trước 2 canh giờ còn linh hoạt đây. Nói muốn đi nắm chặt Minh Lan lỗ tai. Trong vòng 1 ngày bị cái kia 2 huynh muội đều ra bán 1 lần, Minh Lan cũng hỏa, dùng sức đẩy ra Tề Hành cánh tay, kêu lên. Ngươi là thiên vương lão tử không thành, ngươi vừa đến, chúng ta cả nhà đều phải ra tiếp giá. Thiếu ta một cái, ngươi liền không thoải mái. Minh Lan dùng chút khí lực, gấp gương mặt đỏ bừng, trắng men da thịt non cơ hồ có thể bóc xuất thủy tới, Tề Hành lập tức trong lòng rung động, kéo lại Minh Lan cánh tay, tiến tới thấp giọng nói. Ta chỉ muốn gặp ngươi, ngươi biết. Ngữ khí ôn nhu, tâm ý triền miên. Minh Lan cơ hồ thổ huyết, từ nhỏ đến lớn, nàng rõ ràng cho tới bây giờ không cho quá hắn sắc mặt tốt nhìn, lời hữu ích đều chưa nói qua vài câu, có thế hắn hết lần này tới lần khác liền yêu đến náo nàng, cũng không biết hắn lúc nào chính mình não bổ ra một đoạn như vậy đến, mắt thấy Tề Hành nắm lấy cánh tay của mình, càng đến gần cơ hồ có thể nghe nam tử khí tức, Minh Lan gấp, quyết định chắc chắn, cúi đầu nhắm ngay, nhấc chân dùng đủ khí lực, liền là một chút. Tề Hành đau liên tiếp lui về phía sau, ngồi xổm xuống sờ chân của mình, Minh Lan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêm mặt nói. Ngươi thật dễ nói chuyện, không được động thủ động cước. Tề Hành nhìn Minh Lan tính trẻ con dậm chân, nàng mân mê tới miệng nhỏ tinh xảo đỏ tươi, Tề Hành không khỏi có chút si mê, Lý Trực khí tráng nói. Nếu ngươi chịu cùng ta thật dễ nói chuyện, ta làm gì ra hạ sách này? Minh Lan cười lạnh nói. Tề công tử quả nhiên tiến triển, nếu là đem phần tâm tư này dùng đến đọc sách bên trên, không chừng có thế vớt cái trạng nguyên bản nhãn. Tề Hành sắc mặt xoát thay đổi, chậm rãi đứng lên, hướng Minh Lan đến gần mấy bước, lại dừng lại, thấp giọng nói. Ngươi không cần như thế đâm ta, ta biết ngươi tức giận, hơn nửa năm không thấy ngươi, ta bất quá nghĩ nhìn một cái ngươi như thế nào. Minh Lan nghe ra hắn lời nói bên trong ủy khuất chi ý, trong lòng mềm nhũn dưới, biết không thể hành động theo cảm tính, coi như muốn cùng hắn giữ một khoảng cách, cũng không thể đắc tội với người, liền hòa hoãn thanh âm, nói. Ta ngay ở chỗ này, ngươi nhìn đi. Tề Hành tinh tế trên dưới nhìn một chút Minh Lan, bất quá mấy tháng không gặp, Minh Lan giống thay đổi một vòng, mặt như nước chiếu thiều quang, mắt như trăng sáng thanh huy, Tề Hành hơi có chút thất thần, cười nói. Ngươi cao lớn, cũng dễ nhìn. Minh Lan nghĩ nghĩ, đi đến Tề Hành trước mặt, chân thành nói. Nguyên Nhược ca ca, ngươi gặp qua Gia Thành quận chúa sao? Tề Hành ngẩn ngơ, nói. Gặp qua. Làm sao? Minh Lan trùng điệp thở dài, quyết định dứt khoát nói ra. Nguyên Nhược ca ca là người thông minh, chẳng lẽ toàn kinh thành đều biết sự tình, ngươi lại không biết. Quận chúa tâm ý, ngươi làm nhi tử sớm nên lĩnh hội. Tề Hành nhuyễn động miệng môi dưới, sắc mặt thay đổi mấy sát, sau đó thần sắc từ bối rối dần dần chuyển thành quyết tâm, chợt ngẩng đầu lên nói. Có thế ta không nguyện ý, nàng. Ta không thích. Minh Lan thật sâu bất lực, ôn nhu khuyên nhủ. Có thích nàng hay không khác nói, có thế ngươi lại không nên lại đến tìm ta. Ta biết ngươi từ nhỏ đã cùng nhà ta huynh muội tốt, nhưng hôm nay chúng ta dần dần lớn, ngươi làm sao có thể không kiên kỵ lấy chút. Nếu có cái dăm ba câu, nhà ta tỉ muội liền hủy sạch. Tề Hành cũng không biết nghĩ thông suốt cái gì, thế mà triển mi mà cười, cười lệ sắc như hoa, mang theo mấy phần ngây thơ, ôn nhu nói. Ta không phải cái kia càng rỡ người, định sẽ không như thế. Ta cũng biết tốt xấu, chỉ là đại ca ngươi tiến hàng lâm viện, ta về sau sợ không tốt đến nhà ngươi. Nói hạ thấp thanh âm, nhẹ nhàng nói, chỉ là muốn gặp ngươi, nghĩ lợi hại. Cho dù Minh Lan tại tòa án bên trong đã bách luyện thành cương, bực này sầu triền miên lời yêu thương hướng trên người mình chào hỏi, nàng cũng không nhịn được đỏ hồng mặt, nhưng là sắc đồng dạng hiện thực bày ở trước mặt, Minh Lan cố gắng cứng rắn lên tâm địa. Tề công tử, mời có chừng mực chút, chúng ta hơi nhà mỏng, không đảm đương nổi của ngươi hậu ý. Tề Hành thần sắc mê mang, ngơ ngác nói. Ta chỉ là thích muội muội. Nàng lại cổ quái, lại bắt bẻ, người trước nhu thuận trung thực, người sau lười nhác hẹp hòi, đãi hắn cũng không tốt, còn lừa hắn tránh hắn, có thế hắn hết lần này tới lần khác thích nàng. Minh Lan trong lòng có chút chua xót, cưỡng bức lấy chính mình đi nhìn thẳng ánh mắt của hắn, khẩn thiết nói. Coi như ta van cầu ngươi, người trước người sau chớ có nhấc lên ta nửa câu, nhưng có nửa điểm nhàn thoại, đừng nói quận chúa, chính là Lục Vương gia, nhà ta cái nào lại chọc nổi. Cho dù không phải Gia Thành huyện chủ, cũng không tới phiên ta một cái nho nhỏ thứ nữ, Tề công tử ngươi từ nhỏ mắt thấy nghe thấy, chẳng lẽ lại không biết. Tề Hành biết nàng nói là sự thật, sắc mặt xám xịt, thần sắc uể oải xuống tới. Minh Lan quyết tâm, lại thêm một mồi lửa. Về sau đừng lại đến tìm ta, chính là đụng phải cũng không cho phép nói chuyện cùng ta, không phải nói chuyện cũng mời lấy lễ để tiếp đón. Trên đời này, nữ nhi gia sống khó khăn bực nào, nếu có cái tin đồn, ta liền chỉ có một con đường chết. Ngươi nhưng phải nhớ kỹ. Minh Lan thẳng tắp lấy nhìn Tề Hành, dùng ánh mắt mãnh liệt khẩn cầu lấy hắn, Tề Hành một gật đầu. Minh Lan bất đắc dĩ thở dài, cúi đầu, quay người rời đi, Tề Hành chỉ ngơ ngác nhìn Minh Lan bóng lưng, dần dần tại cái kia hành lang nơi cuối cùng không thấy. Chương 54. Tương Dương Hầu Phủ du lịch một ngày, hạ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Viễn uống lượng diên khúc kính hành lang một đoạn tiếp lấy một đoạn, tựa hồ vĩnh viễn cũng đi không hết, Minh Lan trong lòng buồn bực khó chịu, dứt khoát bước ra hành lang, dọc theo lẻ tẻ tán tuyết đường đá bước dài mở, nhưng thủy chung không vung được quốc khí trong lòng. Sắp đến trưa rồi, ngày dần dần cao, trong tuyết sơ tốt, hoặc gần hoặc xa trồng rất nhiều mai cây, hoa mai nhạt như phù khói hương khí cùng với băng tuyết lạnh chậm rãi thấm vào Minh Lan chóp mũi, Minh Lan hít sâu một hơi, lạnh buốt mùi thơm ngát đầy tràn lồng ngực, cảm thấy trong lòng đã thoải mái chút, mới chậm dần bước chân. Minh Lan cúi đầu đi đường, chợt nghe một trận bước chân, sau đó đỉnh đầu vang lên một cái cực thấp trầm giọng nam. Thịnh! Lục tiểu thư! Minh Lan giật nảy mình, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một cái thô lão cây mai sau chuyển qua một cái nam tử, thân mang màu đỏ sậm mây trôi con dơi ám văng thẳng áo khoác, cạnh góc lấy hai ngón tay rộng ám kim sắc gấm nhung đường viền, bên ngoài bảo bọc một kiện màu tương gấm lông chồn bào, hắn hướng phía trước khi đi mấy bước, cao lớn cao dáng người khuất bóng che ra toàn bộ to lớn bóng ma, Minh Lan xinh xinh bị trùng ở bên trong. Minh Lan tránh ra bên cạnh mấy bước, rốt cục thấy rõ khuôn mặt của hắn, hắn ước chừng 20 tuổi, thẳng tắp mũi thở tại trắng nõn trên gương mặt che ra một khối nhỏ bóng đen, con mắt híp thành một tuyến, đường cong phá lệ tú trường, lại lộ ra mấy phần không kiên nhẫn cùng âm lệ. Minh Lan trong lòng khẽ động, nàng rốt cục nhớ lại, thử dò xét nói. Hai. Biểu thúc. Thịnh gia tỷ muội vừa mới hành lễ lúc, là án lấy Bình Ninh quận chúa phía bên kia đến kêu. Nam tử kia gật gật đầu, trầm giọng nói. Ngươi cùng Dư các lão nhà đại tiểu thư quen biết. Biểu lộ mang theo vài phần không vui cùng phẫn uất, ánh mắt giống như cái đinh bàn, câu nói này ngữ đuôi dù dương lên, lại không phải câu hỏi. Minh Lan trái tim nhảy lợi hại, cường tự dằn xuống bất an, cung kính phúc phúc, nói. Dư lão phu nhân cùng ta tổ mẫu thường cùng nhau lễ Phật, Dư đại tiểu thư cũng thường tới nhà của ta. Nàng có thế không nói gì. Nam tử ngắn ngủi cười lạnh hai tiếng. Dư các lão kiêu ngạo thật lớn, đã cùng đại lý Đoàn thị có hôn ước trước đây, sao không đi sớm tin hỏi thăm, không phải chờ người ta tìm tới cửa mới, nhớ lại, hôn sự này. Trong giọng nói tràn đầy đè nén không bình thản phẫn nộ. Minh Lan cúi đầu, thật nhanh suy nghĩ, nàng biết cùng Yên Nhiên làm mai chính là Ninh Viễn Hầu nhị công tử Cố Định Diệp, hắn dù có tiếng xấu tại bên ngoài, nhưng ở cầu hôn Yên Nhiên thời điểm ngược lại thật sự quy củ một hồi, trả hết cửa thành khẩn tỏ thái độ quá. Kết quả cố gắng nửa ngày, vẫn không thể nào cưới thành đích trưởng nữ, chỉ cấp cái kế thất sở xuất thứ nữ. Hắn vốn không phải cái tốt tính tình, một hơi tươi sống nghẹn đến bây giờ, đoán chừng làm sao cũng nghĩ không thông, vừa có chút buông lỏng khẩu khí, ngủ một giấc tỉnh người ta liền lật lọng, còn lấy sét đánh chi thế gả đi Vân Nam. Xem ra Dư các lão quả là cái nặng tin người. Chỉ là vì sao không sớm chút nói rõ, phải biết cố người nào đó cũng không phải nàng không thể. Cố Định Diệp giọng mang châm chọc, một quyền nện tại cây mai bên trên, tráng kiện lão thân cành lộn xộn quay xuống một chỗ cánh hoa. Minh Lan lui lại mấy bước, cảm nhận được hắn cường tự ẩn nhẫn lại vừa bộc phát nộ khí, kinh hồn tán đảm nhìn xem hắn nổi gân xanh nắm đấm, rất không rời đầu chợt nhớ tới trung học sách giáo khoa bên trong lỗ đề hạt quyền đã trịnh quan tây, bên trong tình cảnh, tiểu tâm can run rẩy, trong lòng tính toán dưới. Biết tại trước mặt người đàn ông này dùng lừa gạt Liên tỷ nhi những lời kia là không vượt qua được. Nàng trầm mặt một hồi, mới ngẩng đầu lên, ngắn gọn nói. Năm nay đầu tháng 9, một nữ tử, tên Mạn Nương, mang theo một đôi tuổi nhỏ nhi nữ đi qua Dư phủ, Dư các lão thổ huyết bị bệnh, sau đó truyền tới cùng đại lý Đoàn thị hôn ước. Kỳ thật không nghiêm trọng như vậy, Dư các lão phun ra tụ huyết sau càng hoạt phím. Dư gia đem chuyện này che 10 phần chặt chẽ. Nhưng về sau Dư đại nhân khăng khăng muốn kết cửa hôn sự này, đem thứ nữ hứa quá khứ trước đó, Dư các lão là đi qua tin, nhưng Dư đại nhân bỏ mặt, hiển nhiên cũng không có vũ ra đi, bỗng nhiên mất mặt xấu hổ. Cố Định Diệp sắc mặt đột biến, thanh âm đột nhiên cất cao mấy cái giai. Thật chứ? Minh Lan gật gật đầu, lại nhịn không được lui lại mấy bước, cái này anh em khí thế thật là có chút dọa người, nhớ hắn khẳng định sẽ đi về hỏi. Nếu là Mạn Nương mồm mép công phu rất cao, không chừng cũng có thể vãn hồi, liền lại thêm vào hai câu. Nghe nói, vị kia Đoàn gia công tử hình như có chân tật, nếu không phải, Dư các lão cũng không đến nổi đây. A mi phò phò, Thái thượng lão quân cấp như luật lệnh, hy vọng không có ai biết nàng từng tại Mạn Nương trước mặt uy phong quá một thanh. Cái kia Cố Định Diệp cúi đầu, sắc mặt u ám, tựa hồ lâm vào trầm tư, Minh Lan xem xét hắn như thế. Tranh thủ thời gian phúc phúc, cung kính nói. Nhị biểu thúc, ta liền tới đây, ngài. Chậm rãi thưởng mai a. Nói xong, không đợi người kia mở miệng, Minh Lan co cẳng liền đi, lại không dám chạy bộ, chỉ có thể khẽ nâng lấy váy, tận lực tần số cao di chuyển chính mình tiểu chân ngắn, vừa rồi Liên tỷ nhi nói như thế nào tới, sân khấu kịch khoát lên hầu phủ về phía tây, Minh Lan nhìn một chút này, mặc dù nàng là dân mù đường, nhưng không phải phương hướng si, tranh thủ thời gian hướng phía tây đi qua. Ước chừng mạo hiểm phía dưới, nhân loại tiềm lực liền ra, Minh Lan trên đường đi thế mà không có bị cong quấn cây rừng hành lang cho mê hoặc, chỉ một đường hướng tây, sau đó trông thấy đám người dần dần nhiều, nàng nắm lấy một cái nha hoàn hỏi đường, liền bị an toàn mang đến sân khấu kịch. Chỉ nghe Hồ Cầm Ân nha, Đào Nhi uyển chuyển ngâm sướng, hiển nhiên hí đã mở trận, Minh Lan lập tức hướng hí lều đi vào trong đi. Nói là hí lều, kỳ thật tựa như một cái mở rộng cửa sổ đại đường, bên trong người người nhốn nháo, phục trang đẹp đẽ tràn đầy một phòng, nữ khách nhóm sớm đã nhập tọa, chính giữa tự nhiên là Bình Ninh quận chúa cùng Lục Vương Phi, sau đó hai bên lái đi, lại từng dãy hướng xuống, trưng bày rất nhiều ghế dài cao ghế dựa, mười mấy tấm hải đường trổ sơn như ý bàn vuông ở trong đó, 7-8 cái lấy màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây gấm văn vải bồi đế giày nha hoàng sen kẽ, cho nữ khách nhóm tục trà, hoặc thêm vào trái cây điểm tâm. Minh Lan ánh mắt hướng trong đám người nhất chuyển, chỉ gặp Vương Thị ngồi ở bên phải bàn thứ tư, cùng một cái lấy phấn tử sắc trang hoa tay áo lớn vải bồi đế giày phụ nhân sát bên nói chuyện, Mặc Lan cùng một đám nữ hài tử ngồi chung một chỗ nhi, lại hướng hồi nhìn, trông thấy Liên Tỷ Nhi cùng Như Lan ngồi ở bên trái hàng thứ nhất nơi hẻo lánh, nơi đó nhất tới gần sân khấu kịch, lại rời xa nhất ngồi quỳ trung tâm, hai nữ hài một cái bưng lấy bát trà, một cái nắm vuốt một thanh hạt dưa, chín. Say sưa ngon lành nhìn xem sân khấu kịch, một bên nhìn còn vừa nói lên vài câu. Minh Lan rón rén chuyển tới, ngồi vào hai người bọn họ bên cạnh, ra vẻ không việc gì nói. Ai nha, vẫn là đến chậm, cái này đều bắt đầu một hồi lâu a. Liên Tỷ Nhi chính nhìn nhập thần, cũng không quay đầu lại nói. Không sao, không sao, mới vừa vặn hát cái đầu, chính giác Nhi còn chưa có đi ra đâu. Như Lan quay đầu cau mày nói. Tẩy cái tay làm sao như vậy lâu? Ngươi tẩy đi nơi nào? Minh Lan miễn cưỡng cười nói. Như chính ta tẩy sớm rửa sạch, hầu phủ quy củ lớn, tiểu nha đầu bưng nước cầm xà bông thơm tìm làm khăn, vừa đi vừa về cái không xong, mới chậm trễ. Như Lan hừ lạnh dưới, thấp giọng nói. Liền ngươi sự tình nhiều, hiện tại bắt đầu thật tốt đợi, không nên chạy loạn, miễn cho mất mặt. Lời còn chưa nói hết, chợt nghe một tiếng vang dội thật dài yêu kiều cười, vượt qua toàn bộ đại đường truyền tới, đáng tin hí mê Liên Tỷ Nhi bị đánh gãy, không vui quay đầu lại nói. Ai cười lớn tiếng như vậy? Hổ lão bản một câu cuối cùng ta đều không nghe rõ. Mọi người nhao nhao quay đầu, chỉ gặp ngồi quỳ bên trên, Bình Ninh quận chúa liên tiếp Gia Thành huyện chủ, thân thân nhiệt nhiệt nói lời nói, tựa như một đôi mẫu nữ, Gia Thành huyện chủ cao cao dơ lên cái cằm, nhìn quanh ở giữa thần sắc kiêu ngạo, tựa như một con năm thải phượng hoàng, nói đùa vô kỵ. Liên Tỷ Nhi nhíu nhíu mày, quay đầu trở lại tiếp tục xem hí, Như Lan vẫn quyệt miệng, tiến đến Minh Lan bên tai nói. Ta nhìn cái này huyện chủ cũng quá không có quy củ, nếu là Khổng ma ma tại, nhất định là một phen giáo huấn, cái này còn hoàng gia đâu. Ai, nghe nói Lục Vương Phi là ngoại thích gia tộc ra, nguyên bản nhà nàng là đồ tể. Minh Lan trong lòng mỉm cười, bản triều mệnh lệnh rõ ràng, ngoại thích đệ tử không được lĩnh thực kém, như vào triều đường thì không thể vượt qua tứ phẩm, mà thượng công chúa phò mã, lại chỉ có thể phong tước thưởng chức xuân, cho nên bình thường công chúa đều gả vào công huân hưởng tước nhà, hoặc là thế tập võ tướng, dù sao những người này nhà đệ tử cũng không kính lấy thi khoa cử, mà chân chính thanh lưu quan văn trọng thần lại được tốt tương phản, bọn hắn đối công chúa tránh chi chỉ sợ. Không kịp, bởi vì một khi cưới công chúa, chẳng khác nào tuyên cáo bọn hắn chính trị kiếp sống kết thúc. Nghe Thịnh Lão Thái Thái nói, 50 năm trước có hai vị công chúa, một cái nhìn trúng cái kia khoa bản nhãn, một cái nhìn trúng đương triều thủ phụ chi tử, cái kia hai cái hậu sinh chẳng những phong độ nhẹ nhàng, lại đều gia thế thanh quý, liền thái hậu đều động tâm, có thế cái kia hai nhà người nghe được phong thanh, không hẹn mà cùng cấp tốc động thủ, một nhà lập tức toát ra một cái, chỉ phúc vi hôn, thân gia, một nhà lập tức truyền ra nhi tử bát tự khắc vợ, hôn sự này đành phải coi như. Thôi, có thế người sáng suốt ai nhìn không ra tới. Có thể thấy được công chúa là một loại có hoa không quả cao cấp hàng tiêu dùng, như là Swarovski cấp cao thủy tinh bài trí, nhìn xem xinh đẹp, kỳ thật không có tác dụng gì, hoàng gia thân tình mờ nhạt, có mấy cái hoàng đế sẽ nhớ nhà mình tỉ muội, nếu không phải cùng một mẫu phi mà nói, làm không tốt liền mặt đều không chút gặp qua, những cái kia huân quý nhà cưới công chúa, bất quá là dệt hoa trên gấm, phò mã không thể nạp thiếp, Ngủ cái thông phòng cũng muốn nơm nớp lo sợ, trong nhà ông bà chị. Em dâu cô tẩu còn phải nhìn xem sắc mặt, khách khí bưng, mệt mỏi sát người cũng. Vị này Gia Thành huyện chủ nhất diệu địa phương ngay tại ở, làm Lục Vương gia nữ nhi duy nhất, nếu như hết thảy trôi chảy mà nói, đệ đệ của nàng Tiểu Tông nhập kế Đại Tông sau, nàng không cần gánh chịu công chúa đủ loại kiên kỵ, nhưng lại có thể hưởng thụ được công chúa sở hữu chân thực chỗ tốt, trượng phu của nàng y nguyên có thể vì quan làm thịt, đại quyền trong tay, liền ngôn quan ngự sử không còn biện pháp nào từ lễ pháp bên trên trắng trợn công kích. Khó trách Bình Ninh quận chúa như vậy nhiệt tình. Như Lan bỗng nhiên thở nhẹ đạo, lôi kéo Minh Lan, chỉ hướng quận chúa nơi đó, nguyên. Tề gia ca ca tới. Minh Lan mắt nhìn Liên tỷ nhi, gặp nàng không có chú ý tự lo lấy xem kịch, liền hướng Như Lan làm cái im lặng động tác, sau đó mới nhìn đi, chỉ gặp Tề Hành ngay tại cho Lục Vương Phi làm lễ. Lục Vương Phi hết sức thân mật lôi kéo Tề Hành trái xem phải xem, trên dưới dò xét, cười rạng rỡ lấy cùng Bình Ninh quận chúa nói mấy câu. Minh Lan cơ hồ có thể cho các nàng phối âm, tất nhiên là tại khen Tề Hành cỡ nào tuấn tú phát triển. Bình Ninh quận chúa trời sinh tính mạnh hơn, bởi vì không có thân huynh đệ chỗ dựa, liền tại chị em dâu thúc bá ở giữa cũng nên tranh cái cao thấp, từ nhỏ đem Tề Hành quản giáo cực nghiêm, giống như hắn như vậy vương tôn công tử, đã sớm cưỡi ngựa xem hoa chọi gà nuôi chim, có thế Tề Hành lại thành thật ngồi tại trong thư trai, vô luận kinh thành vẫn là Đăng Châu, một ngày vừa đi vừa về đi đọc sách, đông hạ không thay đổi. Tề Hành từ nhỏ tuấn tú trắng nõn, bản tính trung thực hiếu thuận, các nhà lúc đi lại không khỏi có nữ quyến hỏi thăm, Bình Ninh quận chúa sợ nhi tử mê hoa mắt, bình thường liền thân thích nhà nữ hài tử đều không cho hắn tiếp xúc nhiều, nhất là ân cần dạy bảo nhi tử muốn để phòng những cái kia ân cần cô nương. Về phần trong phòng nha hoàn, quận chúa càng là cùng phòng trộn bình thường, phàm là có nửa phần khinh cuồng, nhẹ thì đánh phạt dừng lại, nặng thì đuổi bán đi, thậm chí còn có xảy ra nhân mạng. Tại Đăng Châu lúc, Tề Hành liền nửa cười giỡn nói: Lục muội muội sợ là ta nói qua lời nói nhiều nhất nữ hài nhi. Như Lan nhìn xem bên kia, nhẹ nhàng cắn răng, châm chọc nói: Ngươi nhìn, Gia Thành huyện chủ có thế đủ thân thiện, cùng nhà chúng ta cái kia ngược lại là bình thường, bất quá, Tề gia ca ca làm sao, tựa hồ thân thể khó chịu. Minh Lan dương mắt nhìn lại, không biết Bình Ninh quận chúa nói cái gì, chỉ gặp huyện chủ thẹn thùng sát bên nàng không ở xảo tiếu, một đôi mắt to lại không chút nào né tránh nhìn xem Tề Hành, toát ra tư mộ chi sắc. Có thế Tề Hành lại một bộ mệt mỏi, có một câu không có một câu trả lời, sắc mặt tái nhợt, thần sắc u buồn. Trần nhà trang trí đóa hoa cách ánh nắng tung xuống pha tạp, từng đóa nhạt ám bóng ma rơi vào hắn tú mỹ như ngọc trên khuôn mặt, lộng lẫy tinh xảo như là thiếu nữ hoa điền. Minh Lan có chút xuất thần. Khi còn bé, hắn thích nhất bóp nàng tiểu thu, lớn chút ít, hắn lại thích nắm chặt lỗ tai của nàng. Minh Lan trốn ở Thọ An đường, hắn liền sớm muộn đi cho Thịnh lão thái thái thỉnh an, thừa dịp người không có nhìn thấy tiện tay khi dễ nàng một thanh. Minh Lan chuyển vào mộ thương trai, hắn liền kéo lấy Trường Bách khắp nơi tìm lấy cớ đi tìm nàng tham sống sợ chết, sợ gây phiền toái, khí hắn lừa hắn mỉa mai hắn, có thế hắn vẫn là hồi tới. Nàng thích gì, phàm là tại Trường Bách trước mặt lộ ra ý, quá không mấy ngày liền sẽ nhờ vào Trường Bách danh nghĩa đưa tới, nàng từng kiện đều lui trở về, hắn còn tiếp lấy đưa, về sau, liền Trường Bách cũng không giúp hắn. Minh Lan tùy ý lường quá khứ, chỉ thấy bên kia toa hắn chính có chút dương mắt, hư vô ánh mắt không biết đang nhìn cái gì, cách ồn ào náo động đám người, bỗng nhiên đối mặt mắt của nàng, Minh Lan lập tức né tránh ánh mắt, bất động thần sắc quay đầu nhìn chằm chằm sân khấu kịch. Tề Hành chỉ có thể nhìn thấy Minh Lan mặt bên, nho nhỏ cầm nhu hòa tuyển tú, hắn không dám dừng lại ánh mắt, lập tức quay đầu lái đi, lại cảm thấy một cổ nhiệt huyết xông thẳng lên đỉnh đầu của hắn, cái kia Gia Thành huyện chủ đang cùng hắn nói gì đó, hắn một câu đều không nghe thấy. Khuôn mặt tái nhợt phút chốc ửng đỏ, bỗng nhiên đứng dậy, trùng điệp cho mình mẫu thân cùng Lục Vương Phi hành lễ, sau đó quay người rời đi. Gia Thành huyện chủ tựa hồ có chút ngượng ngùng, Bình Ninh quận chúa cũng có chút xấu hổ, Lục Vương Phi vẫn còn trấn định, quận chúa vừa cùng Lục Vương Phi nói đùa, một bên vội vàng phân phó người theo sau. Mấy ngày nay để thọ yến, tiểu tử ngốc này nhất định là mệt mỏi, nhanh, đi lên đi theo, gọi hắn thật tốt nghỉ ngơi. Câu nói này thanh âm phá lệ vang dội, tự hồ cố ý giải thích cho ở đây sở hữu vụng trộn thăm dò nữ khách nhóm nghe. Tề Hành còn chưa đi mấy bước, Chính là phần phật một đám người súng lại đi lên, hỏi han ân cần. Lục Vương Phi còn cố ý đem bên cạnh mình thông y thuật ma phái quá khứ, nhưng gọi nhìn một cái có phải hay không thỏa đáng. Minh Lan cúi đầu mà ngồi, trong lòng bàn tay một mảnh lạnh buốt. Hắn trong đám người, chúng tinh cũng nguyệt, mà nàng tại hẻo lánh nơi hẻo lánh, một mình hương thơm. Đại lộ chỉ lên trời, cắt đi một bên a. Chương 55. Con dâu điển hình. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Tốt đẹp thời gian, ngươi làm cái gì phát như thế đại tính tình, hành nhi cũng lớn, ngươi hơi một tí đem hắn người trong phòng đánh lên một chầu, do mặt mũi hắn cũng không dễ chịu. Tề đại nhân đổi quá y phục hàng ngày, lệch qua đầu giường đặt gần lò sưởi cùng thê tử nói chuyện. Bình Ninh quận chúa hất lên một kiện xanh lá cây bóc tia gấm hoa vải bồi đế giày, bưng một cái linh lung canh chung trà bát uống vào canh sâm, nghe vậy trầm xuống một khuôn mặt, cái này không dài mặt đồ vật, hắn ngoại tổ phụ chúc thọ. Hắn không giúp cùng nhau giải quyết công việc vặt, cũng có thể lần theo cơ duyên nhiều nhận biết mấy cái thúc bá trưởng bối. Có thế hắn ngược lại tốt, đào rỗng tâm tư nghĩ bực này lén lút mánh khóe, nhìn nhân gia không chịu phản ứng hắn, liền thất hồn lạc phách cả ngày, vừa mới tiễn khách lúc, cái kia sắc mặt khó coi, còn nói là đòi nợ đây này. Tề đại nhân cũng thở dài nói. Ngươi cũng đừng tức giận, ngươi đã đem Xuân Nhi đuổi xa xa, việc này cũng không có cái khác người biết, ai. Đến cùng là người đọc sách nhà, con gái người ta có nhiều phân tất, chuyện này liền không có qua a. Bình Ninh quận chúa ngạc nhiên nói. Vậy ngươi than thở cái gì? Tề đại nhân ngước mắt nhìn xà nhà bên trên khắc hoa vân vân, yếu ớt nói. Ngươi ta chỉ này một tử, hắn từ nhỏ hiểu chuyện nghe lời, đọc sách tiến tới, hắn 7-8 tuổi lúc, đi theo lệnh quốc công nhà tiểu công tử ra ngoài đấu dế, trở về bảo ngươi trói lại hung ác đánh một trận, buổi tối ta đi nhìn hắn. Hắn lại chống đỡ thân thể tại viết tiên sinh cho bài tập. Bình Ninh quận chúa trầm mặt không nói, Tề đại nhân lại nói. Hành nhi từ nhỏ chưa từng để chúng ta quan tâm, cũng chưa từng muốn quá cái gì, chỉ này một lần, hắn chưa từng liền tâm ý của ngươi. Nói đến, mấy năm trước ta liền nhìn ra hắn đối Thịnh huynh tiểu khuê nữ 10 phần để bụng, ta khi đó cũng không nói ra, chỉ muốn hắn chưa thấy qua cái gì cô nương, trường một ít hài nhi si tâm nghĩ cũng có. Liền quá mấy năm liền tốt. Ai, nhưng hôm nay, ta nhìn hắn là thật thích cô nương kia. Bình Ninh quận chúa sắc mặt thay đổi mấy lần, khẽ động khóe miệng cười nói. Đều nói nghiêm phụ từ mẫu, nhà ta ngược lại là rơi mất từng cái, ta là nhẫn tâm nương, ngươi là từ bi cha, có thế ngươi nguyện ý gọi nhi tử lấy cái quan ngũ phẩm thứ nữ làm con dâu. Tề đại nhân im lặng, Bình Ninh quận chúa nghiêng mắt dòm hạ trượng phu sắc mặt, gặp hắn cụp mắt xuống. Liền lại chậm rãi nói. Ngươi cháu kia tuy nói ốm yếu, nhưng hôm nay đến cùng vẫn là em đẹp, ta cũng không thể vì mình nhi tử có thế kế tước vị liền chú lấy hắn chết sớm, có thế cứ như vậy, chúng ta liền phải vì hành ca nhi tương lai nghĩ nha. Ta đi sớm trong cung thăm dò qua ý, thánh thượng vẫn là ý thuộc Tam Vương gia, duy chỉ có ưu sầu Tam Vương không tự. Bây giờ Lục Vương Phi cử động cũng là trong cung nhìn, thánh thượng không hề nói gì. Cái này không phải liền là ngầm cho phép a, cái kia Gia Thành huyện chủ ta nhìn bộ dáng tính tình cũng còn không sai, tốt như vậy việc hôn nhân đi nơi nào tìm. Tề đại nhân lần nữa thở dài, luận khẩu tài hắn xưa nay không là quận chúa này lão bà đối thủ. Chỉ mong hành nhi cũng có thể quẹo góc nhi tới. Bình Ninh quận chúa nhìn xem trượng phu từ thiện khuôn mặt, nhớ tới vừa mới nhi tử quỳ gối trước chân khóc đau khổ cầu khẩn bộ dáng, cũng có chút mềm lòng, hai vợ chồng ngồi đối diện một hồi. Chỉ nghe đến Bình Ninh quận chúa dùng thìa quấy chung bát thanh thúy đồ sứ tiếng va chạm, một lát sau, Bình Ninh quận chúa sắc mặt buông lỏng, hòa hoãn ăn xuống cả giận. Ta cũng đau lòng nhi tử, như. Hắn thật thích, không bằng đại huyện chủ qua cửa sau, chúng ta đi cầu đến cho hành ca nhi làm thiên phòng a, bất quá là cái thứ nữ, cũng làm được. Lời còn chưa nói hết, Tề đại nhân dường như bị nước bọt bị sặc, ho khan, hắn liên tục khoát tay nói. Đừng. Ngươi không cần thiết động ý định này. Chính Thịnh huynh không nói, nhà hắn đại ca nhi mắt nhìn thấy là có tiền trình, mới tại thánh thượng trước mặt tấu đối 2 lần, cũng đã gọi thánh thượng ca ngợi 1 lần. Thịnh huynh là cái có tâm kế, ngươi nhìn một cái hắn vì một trai một gái kết việc hôn nhân, một bên dựng vào quyền tước, một bên dựng vào thanh lưu, hắn há chịu tùy ý đem nữ nhi khen người làm thiếp. Về sau ở trong quan trường còn gặp ta không thấy. Lại hắn liền đề cập với ta, Nhà hắn tiểu khuê nữ từ nhỏ là nuôi dưỡng ở lão thái thái bên người, nhà hắn lão thái thái là cái gì người ngươi so ta rõ ràng hơn. Bình Ninh quận chúa vẫn không phục. Bất quá là cái thứ nữ, có gì ghê gớm. Tề đại nhân trợn nhìn thê tử một chút. Ta nói thêm câu nữa thôi, ngươi mấy ngày nay đừng bị người nâng vài câu liền lân lân, như Thịnh huynh thật dự định gọi nữ nhi cùng người làm thiếp, cần gì phải không phải hành ca nhi không thể, trong kinh thành, phiên trên mặt đất, có bao nhiêu vương công quý tộc, hắn nếu thật có thể bỏ đi mặt mo đưa ra nữ nhi, không chừng còn có thể hỗn cái trắc phi. Bình Ninh quận chúa nhớ tới hôm nay nhìn thấy Minh Lan lúc tình cảnh, ngay cả mình cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt, như vậy tướng mạo hỗn cái trắc phi sợ cũng không khó, nghĩ đi nghĩ lại bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, Tề đại nhân ngạc nhiên nói. Thế nào? Bình Ninh quận chúa nhẹ nhàng buông xuống bát chung, cười nói. Ta cười phụ tử các ngươi hai một cái dạng, vừa mới hành nhi cầu đến ta trước mặt đến, lời hữu ích thề nói một cái sọt, ta bị hắn kẹp cuốn bất quá, lúc ấy cũng nói không bằng nạp Minh Lan làm thiếp, hắn lúc ấy liền luống cuốn tay chân, liên tục nói không thể, nói Minh Lan là cái cương liệt tính tình, ngay trước một chỗ mảnh sứ vỡ phiến kém chút liền muốn quỳ xuống tới. Tề đại nhân trong lỗ mũi hừ một tiếng. Kia là tự nhiên, Thịnh gia lão thái thái năm đó cỡ nào quyết tuyệt. Quận chúa cũng thở dài. Nói đến nhà nàng ba tỷ muội bên trong, ngược lại là đứa bé kia trên nhất mắt, nhu thuận hiểu chuyện, tướng mạo xuất chúng, nhìn nàng ngoan ngoãn thuận thuận hiếu thuận tổ mẫu đích mẫu bộ dáng, ta cũng thích, đáng tiếc, không có duyên phận. Lại qua một lát, Tề đại nhân chợt nghĩ tới một chuyện, quay đầu hỏi thê tử nói. Như thế, ngươi liền hướng vào Lục Vương bên kia, cái kia tiểu Vinh Phi định làm như thế nào? Nàng huynh trưởng có thế đến thăm dò qua nhiều lần ý. Nhắc lên chuyện này, Bình Ninh quận chúa thẳng khí thân thể phát rung, cổ tay bên trên một đôi khảm bảo thạch phượng văn kim vòng tay đụng nhau len ken rung động. Phi. Bác đại tổ tông đều là thợ hồ nô tài, bất quá ỷ vào trẻ tuổi nhan sắc tốt, hống thánh thượng vui vẻ, cái kia toàn gia cỡ nào thô tục không chịu nổi, cũng dám đến giống như nghĩ nhà ta. Làm nàng xuân thu đại mộng đi. Bây giờ thánh thượng dần dần già rồi, nàng lại không có sinh ra cái một nam nửa nữ, những ngày an nhàn của nàng bẻ ngón tay cũng đếm được ra. Tề đại nhân trầm ngâm một hồi, đoạn tiếng nói. Như thế cũng tốt, bất quá ngươi không thể hồi quá tuyệt, dứt khoát đem chuyện này đẩy lên Lục Vương Phi nơi đó đi, ngươi ra vẻ khó xử hình dạng, gọi cái kia hai nhà chính mình tranh đi, dạng này cũng không đắc tội với người, cũng có thể gọi Lục Vương Phi biết chúng ta không phải đuổi tới, tốt xấu cầm chút giá đỡ ra, không có tương lai hành nhi tại huyện chủ trước mặt không ngẩng đầu được lên, hành nhi cùng Thịnh gia khuê nữ sự tình, ngươi lại che chặt chẽ. Bình Ninh quận chúa cười nói. Đều nghe ngài. Hôm đó từ Tương Dương Hầu Phủ sau khi về nhà, Minh Lan màn đêm buông xuống liền ngủ ở Thọ An đường, đem Tề Hành sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, tiện thể cho thấy cõi lòng, Thịnh lão thái thái ôm tiểu tôn nữ không nói gì, chỉ thật dài thở dài, tổ tôn hai trợn tròn mắt nằm ngủ, trời tối người yên, Minh Lan nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, chợt nghe lão thái thái nhẹ nhàng nói. Ngươi là thông minh hài tử, biết đằng trước là ngõ cụt, liền sẽ không lại đi đường này. Buồn ngủ mỏi mệt lập tức xông tới, Minh Lan cảm thấy khóe mắt ẩm ướt, đem đầu nằm tổ mẫu trên cánh tay, nhường vải áo hút đi sở hữu mềm yếu cùng do dự, nàng tự nhủ, chờ cái này một giấc tỉnh lại, nàng muốn vẫn như cũ thật tốt sinh hoạt, thật vui vẻ. Mùng 2 tháng chạp, Vương Thị liền mời thiên y các sư phó đến cho người thân lượng tư thái, Trường Bách mí mắt cũng không ngẩn một chút chọn lấy mấy cái sơn đen bôi đen nhan sắc, Trường Phong theo thường lệ lấy ra quý nhất nhất phiêu giật mấy khối chất vải, Trường Đống chỉ dám nhặt cái kia không đáng chú ý, đãi cắt áo sư phó đến 3 tỷ muội chỗ. Cái này đến lúc nào rồi, liền nha hoàng gã sai vặt đều mặc bên trên mới quần áo mùa đông, chúng ta lúc này mới làm quần áo mới. Mặc Lan tùy ý phiên kiểm vải áo, ý nghĩa lời nói có ý riêng. Như Lan tính cảnh giác kỳ mạnh, lập tức nói. Ngươi cũng không phải một năm chỉ làm một lần quần áo mới, 4 mùa thường phục lúc nào thiếu đi, vừa chuyển đến kinh thành, mẫu thân bận rộn chút mới trì hoãn. Mặc Lan che miệng khẽ cười nói. Nha, ta lại không nói gì, muội muội gấp cái gì. Bất quá nha, chiếu ta nói, mẫu thân như vậy mệt nhọc, sao không mời người cùng nhau giải quyết việc nhà, chính nàng thoải mái, lại không chậm trễ sự tình, há không tốt hơn. Trận này Vương Thị bận bịu chân không chạm đất, xã giao tiếp trù bị hôn sự, việc nhà không khỏi có chỗ sơ hở. Lâm Di Nương thừa cơ hướng Thịnh Hoành yêu cầu chia sẻ chút, Thịnh Hoành cảm thấy có thể thực hiện, nhưng Vương Thị chết sống không chịu. Như Lan biết Mặc Lan dự định, cười lạnh nói. Ngươi vẫn là thiếu tính toán chút thôi, sống yên ổn làm của ngươi tiểu thư, Thái Thái bình bình mẫu thân liền cảm ơn trời đất. Mặc Lan một mặt lo lắng trạng. Muội muội lời ấy khác biệt, ta bất quá là lo lắng Thái Thái thân thể thôi, làm nhi nữ lo lắng gia sự, cái gì gọi là tính toán. Lục muội muội, ngươi cứ nói đi. Họng súng nhất chuyển, lại cuốn hồi Minh Lan trên thân, Như Lan cũng trừng lớn một đôi mắt nhìn về phía Minh Lan. Minh Lan đau đầu chi cực, Tam Quốc diễn nghĩa liền là cái giờ này không tốt, vô luận cái kia hai cái phát sinh cái gì, tổng không thể thiếu nàng. Minh Lan án lấy huyệt Thái Dương, thở dài nói. Thiên y các hàng tốt, kim khâu tinh xảo, là toàn kinh thành số 1, bởi vì làm ăn chạy, hàng năm cuối năm làm quần áo mới đều tại 90 tháng liền định xong, chúng ta đến kinh thành muộn, bây giờ có thể làm tới, đã là vạn hạnh. Nha hoàn gã sai vặt bộ đồ mới đều là kim khâu bên trên đuổi ra ngoài, cũng là Thái Thái thận trọng, nghĩ đến đại ca ca thành thân, gọi chúng ta cũng may mới tẩu tẩu trước mặt sáng rõ chút, lúc này mới không chịu thiệt bình thường kim khâu đi. Mặc Lan lập tức trầm xuống khuôn mặt. Lại không chỉ chuyện này, chẳng lẽ lại mọi chuyện đều vội vàng như vậy? Lục muội muội làm sao không suy nghĩ về sau? Minh Lan mỉm cười nói. Về sau? Về sau liền có mới tẩu tẩu chứ sao? Mặc Lan thầm cắm răng ngà, toàn phủ cũng khoe Lục cô nương là cái ôn hòa, cực ít cùng người đưa khí, có thế nàng như nghiêm túc, chính mình nhưng xưa nay bắt không được nàng một câu chui. Như Lan nghe mặt mày hớn hở, lôi kéo Minh Lan tay nói. Muội muội nói rất đúng, tới, ta bên này chất vải nhiều, ngươi đến chọn. Hôn kỳ gần, Hải gia đồ cưới nước chảy giá mang tới Thịnh phủ, đồ dùng trong nhà bao quát giường cái bàn ngăn, một màu hiện ra đẹp mắt hồng quang, vải áo khoảng chừng mấy chục trương lớn, còn có các thức bài trí trang trí, còn có của hồi môn tới mấy trăm mẫu ruộng đồng cùng không biết bao nhiêu cửa hàng. Minh Lan chỉ nhìn trợn mắt hốc mồm. Cổ nhân nói 10 dặm hồng trang, chính là đem cô nương cả một đời phải dùng tiền bạc y phục đều chuẩn bị đầy đủ, cái gì cái bô chậu rửa mặt, chính là cái kia áo liệm đều có, lão thái thái năm đó chính là như thế. Phòng mụ mụ hồng quang đầy mặt, nói cùng có vinh yên. Minh Lan cà lâm mà nói. Muốn nhiều như vậy đồ cưới nha. Có cần thiết này a? Phòng mụ mụ mãnh lực gật đầu. Cô nương làm nàng dâu liền muốn thấp 3 tấc, như đồ cưới phong phú, liền có thể thẳng sống lưng, bởi vì nàng ăn uống chi phí sinh hoạt đều là nhà mình, cũng không phải dựa vào nhà chồng nuôi sống. Minh Lan vạch lên đầu ngón tay tính một cái, nói. Những vật này đừng nói nuôi sống một cái tẩu tẩu, chính là đại ca ca ngoại gia mấy cái tiểu thiếp cũng có thể một đạo nuôi sống rồi, đều nói Hải gia là thanh lưu, ân, như thế xem ra, thanh lưu thanh hòa thanh bần thanh, không phải cùng một cái chữ nha. Phòng mụ mụ da mặt co quắp mấy lần. Hôn lễ loại chuyện này chưa lập gia đình cô nương không có gì có thế tham dự, một không có thế thay tân lang đỉnh rượu, hai không thể ồn ào náo động phòng, thẳng đến ngày thứ hai, 3 cái lang mới rõ ràng nhìn thấy mới tẩu tẩu Hải Thị, cho lão thái thái dập đầu về sau, liền đi chính phòng cho cha mẹ chồng làm lễ. Hải Thị thân mang đỏ chót gấm vóc kim đoàn ép hoa cái cốc, phía dưới lấy mây trôi con dơi chọn tuyến váy, trên đầu một con dương cánh muốn bay mệt mỏi tia tích lũy châu kim phượng. Nàng đối Thịnh Hoành Vương Thị doanh doanh hạ bái lúc, cổ tay thượng cửu tiết kim bàn bộ vòng tay một tiếng đều không có vang. Minh Lan thầm than một tiếng. Tốt kỹ thuật. Đãi nàng khẽ ngẩng đầu lúc, Minh Lan tinh tế nhìn nàng, chỉ gặp nàng dung trường gương mặt, dài nhỏ mặt mày, không bằng Hoa Lan kiều diễm, cũng không bằng Doãn Nhi xinh đẹp, bất quá thắng ở một thân cao hoa khí độ, dùng vẻ nho nhã thuyết pháp lạc bụng có thi thư từ Thanh Hoa. Minh Lan nhìn tiểu phu thê hai hành động ở giữa, Trường Bách đối cô dâu rất có giữ gìn, liền biết ca ca đối tẩu tẩu là hài lòng. Bất quá các hoa nhập các mắt, Vương Thị cũng có chút bất mãn, cảm thấy nhà mình nhi tử như vậy tướng mạo, cho dù không xứng cái nguyệt bên trong hàng Nga, cũng tối thiểu phải là Vương Tường Tây Thi chi lưu. Tiếp nhận nàng dâu dâng lên tới trà, Vương Thị dùng rất cao quý thần sắc cho một phong hồng bao, gặp Thịnh Hoành ánh mắt quét tới, nàng lại trút bỏ một con dê son bạch ngọc vòng tay cho Hải Thị đeo lên, ngụ ý đoàn viên viên mãn. Thịnh Hoành hắn giọng một cái, khen ngợi con trai con dâu vài câu, cử án tề mi khai chi tán diệp, mà nói, Minh Lan nhớ kỹ lúc trước Thịnh gia đại bá như thế đối Trường Ngô cùng Doãn Nhi nói lúc, Giản Nhi thẳng xấu hổ không ngẩng đầu được lên, nhưng hôm nay vị này Hải gia tẩu tẩu lại thoải mái, chỉ trên mặt bay lên hai đoàn đỏ ửng nhàn nhạt, liền một bên hầu hạ nha hoàng mụ mụ cũng đều đoan trang quy củ. Minh Lan hơi có thương yêu liếc mắt Vương Thị, nàng chợt có một loại dự cảm. Vị này tẩu tẩu không cạn dầu. Cho phụ mẫu đi hành lễ sau, chính là ba cái muội muội hai cái đệ đệ cho anh trai chị dâu làm lễ. Hải Thị sớm chuẩn bị xong 5 cái tinh xảo lụa hoa dày gấm hầu bao, 2 cái hồ lô hình, thạch thanh cùng màu chàm, 3 cái hoa sen hình, nhũ đỏ bạc, màu hồng cánh sen, cùng hồng tím, án lấy răng tự Minh Lan là thứ hai đếm ngược cái hạ bái, liền không có gì tốt chọn. Không có qua mấy ngày, Minh Lan dự cảm biến thành hiện thực. Hải Thị khuê huống 10 phần thành công, rất cung kính phục thị Vương Thị, thần hôn định tĩnh không nói. Từ buổi sáng mở to mắt đến tối Thịnh Hoành Trường Bách hồi phủ, một mực đi theo Vương Thị bên người hầu hạ, Vương Thị ăn cơm nàng liền đứng đấy chia thức ăn, Vương Thị uống trà nàng trước hết thử lạnh nóng, Vương Thị rửa tay sạch mặt nàng liền bưng bồn giảo khăn, lại từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, không có chút nào khổ cực mệt mỏi chi ý, chẳng những không có nửa câu phàn nàn, ngược lại nói. Cười yến yến, phảng phất hầu hạ Vương Thị là kiện cỡ nào vui sướng vui vẻ sự tình. Mặc Lan rất muốn trêu chọc vài câu, tìm đầu tìm não không tìm ra được, Như Lan nghĩ lúc lắc cô em chồng giá đỡ, bị tam hạ lưỡng hạ dỗ trở về, Minh Lan nhìn hoảng sợ run sợ. Làm bộ dáng nàng dâu, đều muốn như vậy sao? Đại tỷ tỷ tại nhà chồng cũng dạng này a. Mặc Lan Như Lan lập tức nghĩ đến chính mình, không khỏi lo sợ hí hư hạ. Chính là ngay từ đầu có chủ tâm muốn cho nàng dâu ra oai phủ đầu Vương Thị, cũng hoàn toàn tìm không ra một tia mau bệnh đến, có đôi khi không có việc gì gây chuyện nói hai câu, Hải Thị cũng thành tâm thành ý thụ dưới, còn một mặt cảm kích cảm ơn Vương Thị chỉ điểm, biểu lộ chi chân thành, thái độ chi mềm mại, hoặc là liền là hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, hoặc là liền là ảnh hậu nha ảnh hậu. Đứa nhỏ ngốc, nào có người thích ăn khổ chịu tội. Bất quá nàng có thể làm được cái này phần bên trên, cũng là có thể. Thịnh lão thái thái ôm tiểu tôn nữ uống tại trên giường cười ha hả nói chuyện. Kỳ thật Vương Thị rất nhanh biết lợi hại, mấy ngày phúc khí thụ xuống tới, Thịnh Hoành liền nhịn không được chua vài câu, dù không có nói thẳng, nhưng ý là, năm đó ngươi hầu hạ lão nương ta là như thế nào, bây giờ chính mình đương bà thụ nàng dâu hầu hạ ngược lại yên tâm thoải mái loại hình, không chỉ Thịnh Hoành như thế, liền trong phủ đã có tuổi mụ mụ bà tử nhìn, đều tại tán thưởng đại thiếu nãi nãi sau khi. Nhịn không được âm thầm cơ Vương Thị hai câu, tin đồn nhiều, Vương Thị làm sao không biết. Kỳ thật Vương Thị cũng rất chột dạ, nàng tại thúc thúc thẩm thẩm trưởng phòng đến 10 mấy tuổi, sau đó không có ở mẹ ruột bên người đãi 2 năm đã lập gia đình, thúc thẩm chính mình không có nữ nhi, coi chừng lá gan thịt bàn đãi nàng, mẹ ruột đối nàng hổ thẹn trong lòng, cũng chưa từng nghiêm khắc ước thúc nàng, đãi nàng gả tiến Thịnh gia về sau, lão thái thái cũng không chút bày bà giá đỡ. Nàng liền ngang như vậy xông đụng thẳng sống đến bây giờ. Bây giờ có cái sống sờ sờ so sánh điển hình ở bên người, nàng quả thực toàn thân khó chịu, rốt cục tại 30 Tết đêm đó, Thịnh gia người tề tụ ăn cơm tất niên, lão thái thái nhìn bánh xe bàn bận rộn Hải Thị, đối Vương Thị mỉm cười, chậm rãi nói một câu. Ngươi so ta có phúc khí, là cái có con dâu mệnh. Lời này thâm ý lợi hại, Vương Thị lập tức mồ hôi lạnh liền xuống tới. Vừa ra năm, Vương Thị liền ám chỉ Hải Thị đừng lại tùy thân phục thị, Hải Thị trước trang không rõ, Vương Thị lại bị đánh mấy ngày, trở tối bày ra vì chỉ rõ, Hải Thị liều chết không theo, nói dạng này không hợp quy củ, nàng không dám bất hiếu, Vương Thị cơ hồ thổ huyết, thêm nữa Lâm Di Nương trợ giúp, Thịnh Hoành gần nhất đến Vương Thị chỗ, cơ hồ cầm mẹ chồng nàng dâu so sánh làm bài tựa, còn càng so càng vui sướng. Cuối cùng Vương Thị phát hung ác, khăng khăng không cho phép Hải Thị lão bồi tiếp nàng. Gọi nàng đi Thọ An đường phục thị, Hải Thị liền phân ra một nửa hiếu thuận cường độ cho lão thái thái, Vương Thị mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lão thái thái đương nhiên sẽ không hà khắc cháu dâu, thường gọi Hải Thị tự đi nghỉ ngơi, hoặc là bồi tiếp Minh Lan đánh cờ đọc sách, hoặc là đụng lên phòng mụ mụ hoặc Như Lan 4 người xóa bài, thắng liền Hải Thị mấy quan tiền về sau, Minh Lan lập tức cảm thấy mới tẩu tẩu lại ôn hòa lại hào phóng, Hải Thị mặc dù từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, nhưng không có nửa điểm chua xót nhi, đại tiểu thúc tử cô em chồng đều hiền hòa rộng rãi, minh lý hữu ái. Trường Đống còn vụng trộn nói cho Minh Lan, nói từ lúc Hải Thị tiếp thủ một chút việc nhà sau, Hương Di Nương cùng cuộc sống của hắn tốt hơn rất nhiều, Nguyệt Lệ lại không có kéo dài, y phục điểm tâm cũng đều chọn tới thừa tới. Tẩu tẩu, ngươi lúc mới tới như vậy hiếu thuận thái thái, không mệt hoảng sao? Vẫn là tân nương tử đều phải dạng này. Minh Lan chứa đứa bé không hiểu chuyện dáng vẻ, thử thăm dò hỏi Hải Thị. Là đại ca ca ngươi gọi ta cứ như vậy. Hải Thị thấp giọng nói, cùng Minh Lan chỗ sắp 2 tháng, biết nàng dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu, không phải cái đẩy người, mà lại không phải Vương Thị trong bụng ra, nói chuyện liền so như Lan Mặc Lan đều tùy ý chút, cô tẩu có chút hòa thuận. Hắn nói nha, mệt mỏi không được nửa tháng, ta liền có thể quá quan. Hải Thị tinh nghịch nháy mắt mấy cái. Chương 56. Nữ tử không dễ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Vừa qua khỏi năm, Trang Tử bên trên liền đưa lời nói cho Thọ An Đường, nói Thúy Vi lão tử mắt nhìn thấy không được, chỉ vào nữ nhi có thế nhanh chóng thành thân, cốt hừng hực vui, cầu lão thái thái cho cái ân điển, Thúy Vi là trong nhà lão đến nữ, huynh tỷ đều đã lập gia đình, phụ mẫu chỉ là không yên lòng nàng, lão thái thái liền gật đầu, phân phó phòng mụ mụ cho gọi 30 lượng bạc cho nàng nhà đặt mua đồ cưới. Minh Lan được tin, lập tức từ trong phòng mình lật ra 20 lượng bạc cho Thúy Vi thêm trang, Thúy Vi đẩy tay không muốn. Cô nương tốt, cái này nhưng không được, ngươi hôm kia đã cho 2 bức vàng bạc đồ trang sức cũng 5 thớt sa tanh, cái này đã đủ dày, nghĩ đến lúc trước thái thái trong phòng thải trâm xuất giá lúc, thái thái cũng bất quá cho 20 lượng bạc, bởi vì ta xem như lão thái thái trong phòng, lúc này mới lại tăng thêm chút, cô nương ngươi như lại cho, đến một lần thái thái bên kia không dễ nhìn, thứ hai quay đầu trong viện tỷ muội lại có xuất giá, ngươi như thế nào đặt mua? Minh Lan cảm động hết sức, biết nàng tại thay mình suy nghĩ, có chút ngượng ngùng. Ta biết tỷ tỷ hảo ý, có thế. Nếu không phải ngươi không yên lòng ta, năm ngoái liền muốn gả. Thúy Vi nhìn tả hữu không người, liền nhẹ nhàng đóng cửa lại cửa sổ, buông xuống sao gian màn cửa, mới nói. Có câu nói ta sớm muốn hỏi cô nương, lúc này ta đi, cô nương liền đến đề bạc một cái đi lên, chúng tiểu nhân sớm trơ mắt nhìn, cô nương trong lòng nhưng có chủ ý. Minh Lan sớm nghĩ tới cái vấn đề này, hỏi trước. Ngươi thấy thế nào? Thúy Vi không chút nghĩ ngợi nói. Nếu bàn về tư lịch, cho là Yến Thảo, nếu bàn về vui mừng tài giỏi, cho là Cửu Nhi, nếu bàn về bộ dáng tính tình, cho là Nhược Mi. Của hồi môn nha đầu phần lớn là muốn cho cô gia làm thông phòng, Thúy Vi nhớ tới Nhược Mi liền do dự một chút. Minh Lan trầm ngâm một lát, trầm giọng nói. Ta nghĩ đề Lục Chi. Thúy Vi giật mình nói. Lục Chi mồm mép không tha người, cô nương như thế nào nhớ nàng? Minh Lan mỉm cười, hỏi lại. Như đề một cái, phía dưới liền muốn lại tiến một tiểu nha đầu, Vương Mụ Mụ trận này cũng không có thiếu cùng ta tiến nhà nàng khuê nữ, ngươi làm sao nhìn? Thúy Vi nghĩ, lắc đầu nói. Vương Mụ Mụ không phải cái bất lo, toàn bộ nhờ cô nương áp chế, bây giờ làm cái nhà nàng đến, há không lại sinh không phải là, còn không bằng thẳng hướng lão thái thái, hoặc đại nãi nãi muốn người, đến một lần lộ ra ngài kính trọng trưởng bối, thứ hai, từng có năm đó sự tình, nhớ các nàng cũng sẽ không đưa tới chút không đứng đắn. Minh Lan gật đầu, nghiêm mặt nói. Tỷ tỷ tốt, ngươi nói câu câu đều có lý. Nói đem trên bàn cái kia 20 lượng bạc hộp còn đẩy quá khứ, trầm giọng nói. Mấy năm này tỷ tỷ vì ta, mệt nhọc không nói, còn đắc tội không ít người, cái này bạc ngươi không phải thu không thể, như sợ gây chú ý, liền đừng rêu rao, đặt ở rương ngọn nguồn cầm đi đi. Thúy Vi có chút nghẹn ngào, từ trước đến nay chủ tử ban thưởng người, vì thu được cái thanh danh tốt, đều hận không thể bốn phía nói, cái này Lục cô nương tâm địa phúc hậu, cũng không uổng công chính mình một phen hết sức, chợt nghĩ đến phòng mụ mụ hôm đó ám chỉ, nói tương lai Lục cô nương gả, liền nhường nhà nàng làm thị tỳ quá khứ, Thúy Vi trong lòng rất là khẽ động. Thúy Vi là phòng mụ mụ dòng chính bồi dưỡng, tin tức truyền lại nhanh, ngày thứ hai lão thái thái tìm Minh Lan đi, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, ngươi muốn đề Lục Chi nha đầu kia. Nghĩ như thế nào? Minh Lan trung thực thẳng thắn. Cửu Nhi không hội trưởng lâu cùng ta, Lưu Mụ Mụ nhất định phải lưu lại nữ nhi, liền đề cũng vô dụng, Yến Thảo cùng Đan Quốc đều là một bộ tính tình, vì thế không đủ, Nhược Mi quá ngạo khí chút. Chính là bây giờ nàng còn xem thường cái này nhìn không dám cái kia, như thật đề đại nha đầu, sợ sẽ sinh sự, cuối cùng, tôn nữ cảm thấy vẫn là Lục Chi tốt, dù mồm mép bén chút, nhưng thiếu đi mấy phần ngạo khí, hơi có chút ghét ác như cừu, thật tốt dạy dỗ, chưa chắc không thể dùng. Mới đầu ta là nghĩ như vậy. Lão Thái Thái hứng thú nói. Mới đầu? Cái kia bây giờ đâu? Minh Lan dáng vẻ như người lớn lắc đầu lắc não. Sau ta nghĩ, không có nói không các nàng tỉ muội sinh oán hận, vẫn là luận tư lịch đề Yến Thảo đi, nàng chu toàn phúc hậu, lưu nàng ở bên người an ổn. Hiệu quả và lợi ích không phải trọng điểm, ổn định áp đảo hết thảy nha. Lão Thái Thái nghe, khẽ gật đầu nói. Ta vốn cũng cảm thấy không ổn, bây giờ ngươi nghĩ như vậy rất tốt, ai? Có một số việc vẫn là vô vi mà chữa khỏi. Đến cùng lớn. Ngữ khí hơi có chút cảm khái, nhìn xem Minh Lan trắng nõn tú lệ khuôn mặt, nhớ tới năm đó kiều nộn tiểu mập qua oa, bây giờ cũng có thể quyết định quản công việc tinh tế nghĩ độ, gà mái tâm tình tự nhiên sinh ra. Khó khăn lắm qua tháng giêng, Hải thị phụ thân Hải đại nhân liền muốn rời kinh, trước khi đi Hải phu nhân cố ý tới chuyến Thịnh phủ, lôi kéo nữ nhi dặn dò rất nhiều, lại cùng Vương thị nói một hồi lâu tử thoại, trong giọng nói đều là khiêm tốn tao nhã, mà Minh Lan mấy cái ra ngoài bái kiến sau liền trở về phòng, ba cái Lan theo thường lệ tại Minh Lan trong phòng tụ hội dùng trà. Hải phu nhân thật là hòa khí, nói chuyện như vậy có lẽ vừa vặn. Mặc Lan 10 phần hâm mộ cái kia thanh quý khí độ, nghe nói Hải đại nhân lúc này đảm nhiệm chính là từ tam phẩm bố chính sử tư tham chính đâu. Như Lan cười nói. Vậy dĩ nhiên, thân gia nha. Mặc Lan lườm Như Lan một chút, thổi bát trà, nói. Vậy cũng không thấy, lần trước chúng ta đi Trung Cần bá phủ, đại tỷ tỷ bà cũng không có tốt như vậy nói chuyện, ngồi nửa ngày mới lên điểm tâm nước trà. Như Lan lại muốn trừng mắt phát tác. Nha, các ngươi một ngày không đấu võ mồm sẽ chết nha. Minh Lan than thở đổi chủ đề, ra vẻ hiếu kỳ trạng. Ai, tẩu tẩu trong nhà thật không cho phép nạp thiếp sao? Cái kia tẩu tẩu các tẩu tẩu há không 10 phần thư thái. Như Lan bị lách qua đi, đắc ý nói. Người ta thế nhưng là thế hệ thư hương, trong nhà không biết ra bao nhiêu cái tiến sĩ cử nhân, quy củ nghiêm đây, bất quá cũng bởi vì như thế, muốn gả tiến Hải gia có quyền thế thì thôi đi, người ta chọn con dâu so thánh thượng điểm trạng nguyên còn cẩn thận, muốn nhân phẩm, tài mạo, gia thế mọi thứ đều đủ, còn không phải con vợ cả bất luận kết hôn. Một câu cuối cùng kéo thật dài, cố ý nói cho hai cái khác Lan nghe, Minh Lan da mặt dày, cũng chẳng có gì, trong lòng biết chính mình bất quá là nửa cái siêu sơn trại đích nữ, chỉ ồ một tiếng, Mặc Lan lại một cổ khí xông tới, cười lạnh nói. Cái gì ghê gớm gia quy? Là không thể nạp thiếp, có thế thông phòng cũng không nhọc thiếu nha, còn có tại bên ngoài đặt mua tòa nhà, bất quá là mua danh chuột tiếng, lá mặt lá trái thôi. Thật! Minh Lan hậu tri hậu giác, cảm giác sâu sắc tình báo của mình hệ thống quá rơi ở phía sau. Như Lan cãi chày cãi cối nói. Rừng lớn cái gì chim đều có, những cái kia hải môn bàn chi nhân khẩu phức tạp, làm sao quản tới. Minh Lan kinh hồn tán đảm nhìn xem Mặc Lan đem chính mình âu yếm cái cốc trên bàn một đòn nặng nề, nguy hiểm thật, không có vỡ. Chỉ nghe Mặc Lan cười khẩy nói. Ta cũng không nói cái gì nha, bất quá là cảm thấy thịnh danh chi hạ kỳ thật khó phó, đã thủ không được, lại bày lớn như vậy tên tuổi làm gì đâu. Như Lan khí gần chết, Minh Lan lại cảm thấy không có gì, tại cổ đại quan lại nhân gia tìm kiếm chế độ một vợ một chồng, tựa như đang trồng ngựa văn bên trong tìm kiếm ngây thơ nam đồng dạng gian nan, đã làm cổ đại nữ nhân, liền phải nghĩ thoáng chút, không nên làm khó chính mình. Lại qua mấy ngày, Thúy Vi từ biệt lão Thái Thái cùng Minh Lan, gọi người nhà đón về, Yến Thảo thụ đề bạc, tỷ muội nhóm cùng nhau chúc mừng, lại từ Thọ An đường tới cái gọi Thúy tụ tiểu nha đầu bổ sung, mới 11-12 tuổi, thông minh lanh lợi, rất gần cùng mộ thương trai các cô gái thân quen, Minh Lan gặp mọi người cao hứng, dứt khoát gọi Đan Quốc cầm đồng cây kéo giảo 2-3 lượng bạc đưa cho phòng bếp chúng nương nương, nhưng đơn giản đặt mua 2 bàn, sau đó sớm đi cho trên cửa viện. Cái chốt, nhưng đám nữ hài tử hơi uống 2 chén, cũng cao hứng một chút. Cô nương cũng quá hảo tâm, tung đám này tiểu đề tử vui, cả đám đều say siêu siêu vẹo vẹo, may mà Vương Mụ Mụ không tại, không phải không nói chính xác cái gì nhàn thoại đâu, bây giờ đều đuổi qua giường, ta mới thả lỏng trong lòng. Đan Quốc chỉ mời một ly rượu, liền ra nhìn xem phòng, Yến Thảo cũng được, đáng giận là tiểu đào cái kia không tâm nhãn, cũng không tới trông coi lô hỏa, vẫn là Nhược Mi có ánh mắt, không uống mấy chén, hiện dẫn theo đèn lồng ra phòng đâu. Minh Lan vừa mới cũng uống mấy chén, choáng đầu hồ hồ, nhìn xem bận rộn dùng cho mình trải giường chiếu xếp chăn Đan Quốc, lo lắng nói. Lúc này ăn Tết như vậy bận bịu, các nàng cũng không hảo hảo vui vui mừng mừng, đều là ham chơi niên kỷ, quái đáng thương, tiện lợi làm uống Thúy Vi rượu mừng a ai, cũng không biết Thúy Vi thế nào. Tân Lan quan đối nàng được chứ? Có hay không khi dễ nàng? Đan Quốc quay đầu cười nói. Cái kia việc hôn nhân là phòng mụ mụ nhìn qua, sẽ không kém. Nói có chút thương cảm, làm nha đầu có thế như Thúy Vi tỷ tỷ bàn thể diện, đã là tạo hóa, chúng ta có thế bày ra cô nương người chủ tử này đã là phúc khí, nếu là những cái kia không để ý tới không để ý, còn không chừng làm sao bị người giày xéo đâu. Khả Nhi thế nào? Minh Lan đột nhiên hỏi. Đan Quốc trải bằng đệm giường, lại mở ra một đầu tấm thảm đặt ở hung lồng bên trên nướng, trầm thấp thở dài nói. Lâm Di Nương thật hung ác tâm, thừa dịp lão Thái Thái đi Hữu Dương, Thái Thái vội vàng dọn nhà đến Kinh Thành, lại đem như thế một cái kiều hoa bàn nữ hài nhi, phối cửa trước thành bà tử bẩn thiểu nhi tử, người kia say rượu đánh bạc, bao nhiêu không chịu nổi, Khả Nhi bị trói bắt đầu chân chặn lại miệng áp quá khứ, không có 2 tháng liền không có. Tam ca ca cũng không nói cái gì sao? Đan Quốc xưa nay ôn hòa hiền hậu khuôn mặt cũng hiện ra chút khinh thường đến. Tam gia ngược lại là hung ác khóc một trận, sau đó 3 năm ngày, cũng đặt xuống mở tay, bây giờ hắn thích nhất, là cái gọi Nhu Nhi. Minh Lan trong lòng có chút khổ sở, nói nhỏ. Vẫn là lão Thái Thái nói rất đúng, nữ nhi gia sợ nhất lòng tham. Minh Lan sa sút trong chốc lát, lấy lại tinh thần, nghiêm mặt nói. Từ mai, ngươi cùng Yến Thảo Tiểu Đào liền muốn thật tốt ước thúc tất cả mọi người nói chuyện hành động, không cho phép các nàng tùy ý cùng bên ngoài gã sai vặt nói đùa, muốn xâm nghiêm môn hộ. Đan Quốc nhìn qua Minh Lan trang nghiêm thần sắc, nghiêm túc ứng. Minh Lan ngay tại ghé vào sao gian trên giường, thay lão Thái Thái chép một phần chữ lớn một chút kinh thư, Thịnh lão Thái Thái ngồi tại bên ngoài chính đường bên trên giường La Hán Thượng, hạ thủ Vương Thị cùng Hoa Lan mẫu nữ không ngừng duỗi cổ ra bên ngoài nhìn, nói chuyện cũng ông nói gà bà nói vịt, nguyên bản nhàn nhã lão Thái Thái nhìn không được, nhân tiện nói. Sống yên ổn chút a, hạ gia ở tại hồi xuân ngõ, chính là trời chưa sáng đi ra ngoài cũng không có nhanh như vậy, lúc này biết nóng lòng, sớm làm sao giấu giếm một chút không lọt. Hoa Lan ngượng ngùng cười ngượng ngùng. Tổ mẫu, tôn nữ. Không phải là không muốn phiền phức ngài sao? Lão Thái Thái liếc nàng một cái, mắng. Sớm đi biết lợi hại, liền sẽ không kéo nhiều năm như vậy. Ba người nói không tỉ mỉ, bất quá bên trong Minh Lan cũng đoán được là chuyện gì xảy ra. Đang nói chuyện, bên ngoài nha hoàn truyền đạo. Khách nhân tới. Lão Thái Thái vội nói. Mau đưa bên trong Minh Nha Nhi kêu đi ra. Một bên liên tục không ngừng mời người tiến đến. Một trận tiếng người đi lại, Minh Lan xốc rèm ra ngoài, liền trông thấy đã lâu không gặp hạ lão phu nhân, bên cạnh còn dựng lên một cái thon dài tư thái thiếu niên lang, Thịnh lão Thái Thái hiếm thấy thân thiết nói. Có thể tính đem ngươi trông, mau mời ngồi. Hạ lão phu nhân vẫn là như cũ, hồng nhuận tròn mập khuôn mặt, hoa râm tóc chỉnh tề sắn cái nắm nhi, dùng một cây bạch ngọc cát tường 4 tiền dẹp phương trâm ở, song phương một trận hàng huyên sau đó, liền gọi vãn bối làm lễ, Hoa Lan cùng Minh Lan trước cho hạ lão phu nhân dập đầu, sau đó hạ Hoàng Văn cho Thịnh lão Thái Thái cùng Vương Thị hành lễ. Vương Thị lôi kéo hạ Hoàng Văn trái xem phải xem, chật chật tán thưởng. Quả nhiên là cái tuấn tú lịch sự ca nhi, chả trách lão Thái Thái đánh về Kinh Thành liền khen không lặng thinh đâu. Vừa nói vừa ôn hòa hỏi hạ Hoàng Văn tuổi tác, đọc sách gì, thích ăn cái gì, lão Thái Thái nhịn không được đánh gãy, cười nói. Tốt! Nhanh nhường hài tử ngồi xuống, ngươi đây là hỏi người đâu, vẫn là ép trả nợ đâu. Trong phòng tất cả mọi người cười, Hoa Lan tiến lên giữ chặt Vương Thị, quay đầu cười nói. Hạ lão Thái Thái có thế chớ trách móc, mẹ ta đây là thích. Hạ lão phu nhân lắc đầu, đảo mắt nhìn thấy Minh Lan, cả cười. Qua cái năm, Minh Nha Nhi thế nhưng là cao lớn. Lão Thái Thái cười nói. Đứa nhỏ này chỉ trường cái nhi không dài tâm nhãn, liền biết tinh nghịch. Hoa Lan sắc mặt tỏa sáng, giận cười nói. Tổ mẫu nhìn ngài, chính là muốn khiêm tốn chút, cũng không thể như thế bẩn thỉu lục muội muội nha, ta cái này muội tử có thế hiếu thuận hiểu chuyện. Vương Thị cũng góp thú nói. Như thế lời nói thật, ta mấy cái này nữ nhi bên trong, cũng liền số lục nha đầu nhất vừa ý. Như thế đại lực độ khích lệ, Minh Lan có chút mắt trợn tròn, trong lòng nổi lên một trận quỷ dị, nàng nhìn xem đối diện ngồi ngay ngắn Hạ Hoàng Văn, chỉ gặp hắn sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt né tránh, chính mình nhìn sang, hắn liền con thỏ nhỏ bàn dịch chuyển khỏi ánh mắt. Minh Lan trong lòng cảnh báo vang lớn, nàng nhìn xem đang ngồi 5 cái lão bên trong tiểu nữ nhân, thầm nghĩ. Có cái gì bọn hắn biết, nhưng mình không biết sao. Mọi người lại nói một chút lời nói, Thịnh Lão Thái Thái chỉ vào Hoa Lan, cười nói. Ta cái này đại tôn nữ mang theo vài thớt bên trên dùng giày nhung chất vải, ta nhìn tốt, đang muốn cho ngươi đưa chút đi, không bằng ngươi vào nhà tới nhìn một cái, thích cái nào. Hạ lão phu nhân che kín nếp nhăn con mắt cười thành một đóa hoa, hiện ra mấy phần tinh nghịch, làm bộ nói. Đã là ngươi đại tôn nữ đưa tới, không bằng gọi nàng theo giúp ta nhìn đi. Cùng đi, cùng đi. Thịnh Lão Thái Thái đầy mặt dáng tươi cười, Hoa Lan hình như có đỏ mặt, nhưng cũng thật nhanh đứng lên, theo hai vị lão thái thái đi vào phòng, một bên theo tới Hạ phủ nha hoàng ôm cái mập mạp Trương cũng đi theo vào. Mấy câu nói đó nói tựa như ám hiệu bình thường, Minh Lan trong lòng thầm nghĩ. Về phần nha, không phải liền là không mang thai không dục chuyên gia phòng khám bệnh mà. Cái này xem xét liền không ra được, lưu lại không yên lòng Vương Thị câu được câu không nói chuyện với Hạ Hoàng Văn, qua thời gian một chén trà công phu. Vương Thị đã lần thứ ba hỏi Hạ Hoàng Văn, lệnh đường vừa vặn rất tốt, sao, nàng chân thực nhịn không được, mất tự nhiên cười nói. Ta cũng đi bên trong nhìn một cái. Sau đó chỉ còn lại Minh Lan cùng Hạ Hoàng Văn, hai người bọn hắn ngồi đối diện, một cái bưng lấy bát trà cẩn thận chu đáo cấp trên Hoa Văn, một cái hai mắt hướng, phản phất trên sạp hàng mọc ra một đóa hoa hải đường, bọn hắn vốn là nhận biết, trước mấy lần gặp cũng là nói cười vô kỵ. Nhưng lần này Minh Lan rõ ràng cảm giác thêm hào khí dị dạng, cho nên nàng kiên quyết không mở miệng trước. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe thấy ở trong 7 tầng liên hoa đài đồng thau lò sưởi bên trong lửa than phát ra tất ba thanh âm, vẫn là Hạ Hoàng Văn không nhìn được trước, nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng, nói. Cái này chất vải làm sao còn chưa xem xong. Minh Lan cũng tự mô tự dạng trả lời. Nhất định là chất vải nhiều lắm. Lại nhiều chất vải, cũng nên xem hết. Hạ Hoàng Văn có chút bất an. Nhất định là chất vải quá tốt rồi. Minh Lan rất bình tĩnh. Lặng im một hồi, hai người lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, phốc một tiếng đều bật cười. Hạ Hoàng Văn một đôi tuấn lãng con mắt mạn ra ngày xuân ven hồ bàn tươi đẹp, nhìn người ấm áp, hắn trùng điệp thở dài nói. Làm đại phu không dễ dàng nha. Cần gì chứ? Thoải mái nhìn không được sao? Minh Lan cũng thở ra một hơi. Hạ Hoàng Văn khóe miệng mỉm cười. Từ trước đến nay liền có dấu bệnh sợ thầy, huống chi tại nữ tử, bệnh hiểm nghèo 2 chữ nhất là đã thương người, người đại tỷ tỷ cũng là bất đắc dĩ. Minh Lan lẳng lặng nhìn xem hắn, nói. Ngươi cũng cảm thấy nữ tử không dễ. Hạ Hoàng Văn mặt mày ôn hòa hiền hậu, tựa như một dòng suối nước nóng bàn thuần nhưng, chân thành nói. Như tổ mẫu sinh ra là nam nhi nhi thân. Nàng cái này một thân y thuật tất nhiên thiên hạ đều biết, đáng tiếc nàng chỉ có thể ở khuê trung lo liệu việc nhà, lão đến dạy một chút ta cái này bất thành khí tôn tử. Minh Lan cười. Không có nha, sao có thể không nên thân đâu, ta nghe nói ngươi đã mở đường ngồi xem bệnh, bất quá nếu là y quán tiệm thuốc, ta liền không chúc ngươi sinh ý thịnh vượng, chúc mừng phát tài. Hạ Hoàng Văn trong lòng buồn cười, liếc qua Minh Lan ửng đỏ có chút dị thường hai gò má, trong lòng kế đi lên. Liền nghiêm mặt nói. Đã lừa quá khen tại hạ thành hữu dụng, tại hạ liền muốn nói một câu. Mời nói. Minh Lan không thèm để ý. Không muốn uống lạnh rượu, nhất là trước khi ngủ. Ách, Minh Lan tính phản xạ che miệng lại, có loại bị tại chỗ chọc thủng tức giận, hàm hồ nói, ngươi, đang muốn chống chế, trông thấy Hạ Hoàng Văn cười nhẹ nhàng nhìn lấy mình, một bộ chắc chắn dáng vẻ, liền nhận sợ, căm giận đạo, ngươi đây cũng nhìn ra nha. Hạ Hoàng Văn ra vẻ thở dài trạng. Không có cách nào khác, ai kêu ta như thế thành hữu dụng đâu. Minh Lan bưng lấy tay áo nhẹ nhàng tiếng trầm, cơ hồ cười đến gãy lưng rồi. Hoàng Văn nhìn xem đối diện Minh Lan, uống lượng lấy khóe miệng, lộ ra 2 viên đáng yêu tiểu bạch nha răng, lại không tốt ý tứ lại giận xấu hổ bộ dáng, Thúy Ni chiếu vào trắng nõn cơ hồ trong suốt trên da, tựa như khổng tước xanh bình thường tốt nhan sắc. Trong lòng hắn nóng lên, liền cúi đầu. Không còn dám nhìn. Chương 57 Tỷ muội một trận. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Mới đầu tháng 2 đến, xuân hàng se lạnh, cành lá rút ra non nớt xanh mới, Minh Lan tâm tình thật tốt, quyết tâm viết 2 bức chữ đại hoan nghênh mùa xuân, liền trải rộng ra để đó không dùng một đông bàn, gọi Đan Quốc tinh tế mài một nghiễn mực đậm, vừa nâng bút viết một câu, trút bên ngoài hoa đào 3 lượng nhánh, Mặc Lan liền tới thông cửa, Minh Lan bận bịu gác lại bút, cười nghênh đi vào cửa. Hàng huyên sau đó, Mặc Lan vừa nhấc mắt liền nhìn thấy hoa cúc gỗ lê điêu hải đường khảm đá cẩm thạch bàn bên trên, hiện lên một tầng tuyết trắng giấy tuyên, vết mực chưa khô, liền cười nói. Quấy rầy muội muội dụng công. Minh Lan cười cười. Bất quá là viết ngoan thôi, nào tính dụng công. Mặc Lan đi đến trước án nhặt lên trang giấy đến xem, bắt bẻ nói. Liền ngươi như vậy cũng dám viết bút lông loại lớn. Nửa phần lực đạo cũng không, bút lực không ra, chữ nhi tựa như đoàn cùng một chỗ. Minh Lan hút đầu liền bị đánh một trận, ngượng ngùng nói. Ta liền chữ nhỏ còn có thể gặp người, vẫn là chép kinh sách luyện ra được. Xin nhờ, sau khi học xong thời gian luyện tập đến góp một chút tài nghệ phân cho thi đại học thêm điểm, cùng chân chính ngày đêm khổ luyện nghệ thuật người theo đuổi có thể giống nhau sao? Mặc Lan khinh miệt nhìn Minh Lan một chút, không nói hai lời nhấc bút lên đến vù vù mấy lần, viết tiếp một câu xuân nước sông ấm vịt tiên tri, quả nhiên sung mãn mượt mà, so Minh Lan mấy cái kia chữ mạnh hơn nhiều, bất quá. Nàng tuy không có viết, nhưng cũng nhìn ra được, mấy chữ này so với lão thái thái vẫn là kém. Đương nhiên, Minh Lan vẫn là lớn tiếng gọi tốt, ra sức khích lệ, Mặc Lan nhìn xem chính mình mấy chữ này, cũng có chút đắc ý, liền lại tiếp lấy hướng xuống viết, vừa mới viết xong một chữ cuối cùng, cho lúc chữ đốt nồng đậm một điểm, Như Lan cũng tới, nàng thấy một lần Mặc Lan cũng tại, liền nhíu nhíu mày, nói. Làm sao ngươi cũng tại? Minh Lan không kịp tán dương Mặc Lan cuối cùng một bút, liền tiến lên đem Như Lan nghênh vào nhà đến, bên kia vén rèm tự Yến Thảo sớm thành thói quen, không đợi phân phó liền đi pha trà. Mặc Lan để bút xuống, từ bàn sau chuyển ra, cười nói. Ngươi tới được, ta liền đến không được. Minh Lan vội vàng hòa giải, bản thân trêu chọc nói. Chủ yếu là ta chỗ này quá tốt, trà tốt, điểm tâm tốt, chủ gia tốt cực kỳ. Mặc Lan Như Lan cùng nhau gắt nàng một tiếng. Chẳng biết lúc nào lên, 3 tỷ muội thường tề tụ mộ thương trai, kỳ thật nói thật lên, Như Lan đào nhiên quán thoải mái nhất xa hoa, bất quá Mặc Lan mỗi lần đi vào, đều muốn trêu chọc một phen dung tục quê mùa, mà Mặc Lan sơn nguyệt cư nhất là thanh nhã nghi nhân, khắp nơi trên đất chất đầy bút mực giấy nghiêng, Như Lan đi vào lại muốn khiêu khích một phen giả học cứu, như thế thường thường không nói bên trên 2 câu, liền muốn bộc phát chiến tranh, chỉ có Minh Lan da mặt gánh vác được, có. Thế nhún vai quá khứ. Như Lan vây quanh bàn sau cũng đi nhìn cái kia chữ đại, nàng dù bình không ra chữ thật xấu, nhưng cũng muốn nói lên vài câu. Làm sao không cần Yến Tử Tiên? Lúc này ăn Tết, ta cửu cửu không phải đưa tới rất nhiều sao? Minh Lan che đậy tay, hơi sợ nói. Cái kia đắt cỡ nào nha, bình thường luyện chữ cũng không cần đi. Mặc Lan hừ lạnh một tiếng. Viết chữ nhìn là bút pháp, chính là Vương Hy Chi, Lan Đình Tự, cũng bất quá viết tại tầm thường trên giấy, nhưng cũng lưu truyền thiên cổ, vì cái gì chẳng lẽ là cái kia giấy? Minh Lan vội vàng xen vào đi vào. Hai vị tỷ tỷ nói đều không sai, bất quá ta dạng này bút pháp, cũng liền xứng với cái này bình thường giấy tuyên, quay đầu các tỷ tỷ muốn tới ta chỗ này viết chữ, mời tự mang tốt nhất giấy hoa tiên nha. Nàng cũng không sợ các nàng cãi nhau, nhưng chiến trường tốt nhất không muốn là mộ thương trai, lần trước hai nàng đưa khí, Mặc Lan tiện tay tạp một cái bóp tia men hộp thơm, Như Lan vung lên quẳng rơi mất 3 cái phấn màu xanh lá cây men tây thi cốc, lại không tốt đi bắt đền, Minh Lan thật lấy làm đau lòng. Yến Thảo bưng khay trà đi lên, phía sau đi theo điểm cuối tâm cái làng hộp Đan Quốc, Minh Lan vội vàng đem các nàng hai kéo đến bên cạnh bàn ngồi, cười nói. Đây là hôm qua phòng mụ mụ mới làm bánh đậu điểm tâm, ta từ lão thái thái chỗ ấy thuận tới, các tỷ tỷ nếm thử. Mặc Lan như thường lại phẩm bình nước trà vài câu, Như Lan theo thường lệ cũng bắt bẻ một chút tâm vài câu, lúc này mới bình hòa bầu không khí. Vài câu sau đó, liền nói đến hôm qua khách tới thăm, Như Lan nói. Mẫu thân nói, cái kia Hạ lão phu nhân tinh thông y thuật, đến cùng lão thái thái ôn chuyện, không nói vài câu liền cho lão thái thái chẩn mạch, nhìn đứng người dậy đến, liền không gọi chúng ta đi bái kiến. Mặc Lan nhã nhặn kích thích bát trà đóng, cười nói. Nghe nói cùng nhau tới vị kia Hạ gia công tử, cũng là học y, ai? làm nghề y tốt thì tốt, đáng tiếc chính là tiến thái y viện, ngao thượng viện sử viện phán, tối đa cũng bất quá 5-6 phẩm. Như Lan hừ một tiếng. Có bản lĩnh ngươi cả một đời đừng nhìn đại phu. Mặc Lan không để ý tới Như Lan, chỉ lườm Minh Lan một chút, có ý riêng cười cười. Bất quá. Cũng may môn phong trong sạch, nhân khẩu đơn giản. Minh Lan cúi đầu uống trà, cũng không tiếp lời, Như Lan không biết nội tình, tự mình thay đổi chủ đề. Từ nay trở đi đi Quảng Tế Tự, Lục muội muội có thể nghĩ tốt mặt cái gì rồi. Ta muốn đem đại tỷ tỷ cho cái kia phó mệt mỏi tia khảm châu đại trâm phượng đeo lên, cấp trên bảo tôm hình nhiễu vấn đầu lắc một cái, vừa vặn rất tốt chơi. Minh Lan cười nói. Ta nha, liền mang cái kia phó khảm thúy ngọc hoa sen bạc quấn tia đồ trang sức đi. Như Lan cau mũi một cái, ghét bỏ nói. Quá keo kiệt, ngươi liền không thể cho nhà ta thêm thể diện sao. Như không có tốt, ta cho ngươi mượn là được. Khí thế kinh người. Minh Lan ngược lại không để ý, buông xuống bát trà, một mặt nghiêm trang nói. Chúng ta là đi dân hương cầu phúc, ngươi mang nhiều như vậy kim lắc lư đi, cẩn thận dịu bỏ ra Bồ Tát con mắt, liền nghe không vô ngươi cầu cái gì. Dài mặt. Cẩn thận bị đánh cướp nhìn trúng, vậy nhưng thật dài mặt. Như Lan trợn mắt nói. Dưới chân thiên tử, ai dám ăn cướp. Khó chịu cái này rất nhiều ngày, ta cần phải thật tốt chơi đùa, ta còn muốn đeo lên thái thái chi kia bảo thạch tích lũy hoa trâm vàng cùng trân châu sợi dây chuyền đâu. Khoe khoang chi ý lộ rõ trên mặt. Ông trời của ta nha, ngài cái này một thân liền có thể mở cửa hàng trang sức tử, Ngũ tỷ tỷ xin thương xót, tha ngài kia đáng thương cổ đi. Minh Lan nhã rảnh, Như Lan đưa tay đến vặn mặt của nàng, Minh Lan bận bịu tránh. Mặc Lan thấy các nàng hai cười đùa thành một đoàn, cảm giác có chút bị lạnh rơi, liền lời nói lạnh nhạt nói. Những năm qua đều là tháng giêng bên trong đi dân hương, thiên năm nay kéo tới bây giờ mới đi, có cái gì vui nhi. Các ngươi còn như vậy cao hứng. Như Lan lập tức quay đầu, phản bác. Lão Thái Thái nói, kinh thành ngư long hỗn tạp, như đuổi tại tháng giêng bên trong nhiều người lúc đi dân hương, liền không thể thỏa đáng chiếu kháng, đến lúc đó đừng dẫn xuất chút cố sự đến. Ngươi cho rằng tại Đăng Châu nha, có thể đem trong chùa bên ngoài chùa người không liên quan xua đuổi mở. Như bị đăng đồ lãng tử nhìn thấy làm. Mặc Lan khẽ cười nói. Muội muội kịch nam đã thấy nhiều đi, nhiều như vậy lo, tháng giêng bên trong phần lớn là danh môn gia tộc quyền thế đi, chính là chúng ta nhìn không chặt chẽ, bọn hắn cũng sẽ nghiêm mật đề phòng, có gì phải sợ. Lão Thái Thái cũng quá cẩn thận, đến cùng lớn tuổi. Minh Lan nghe rất không thoải mái, nhướng mày nói. Chẳng lẽ danh môn gia tộc quyền thế bên trong liền không có đăng đồ lãng tử. Tỷ tỷ như vậy hoa dung nguyệt mạo, người gặp người thích, vẫn là thiếu vì cha huynh trưởng gây chút phiền phức a. Thanh âm bên trong không tự giác mang theo mấy phần lãnh ý. Mặc Lan sinh sinh một nghẹn, cắn răng cả giận nói. Muội muội có ý tứ gì? Minh Lan mỉm cười nói. Tỷ tỷ nói sao? Mặc Lan phẫn hận trừng quá khứ, Minh Lan không hề nhượng bộ chút nào, Như Lan thập phần hưng phấn, đáng tiếc hai người chỉ nhìn nhau một hồi. Minh Lan liền bỏ qua một bên ánh mắt, cười cười ôn hòa, nói. Ý của muội muội là, trưởng bối dù sao cũng so chúng ta nghĩ chu toàn chút, chúng ta là tiểu bối nghe lời là được. Mặc Lan căm giận ngồi xuống, Như Lan còn ngại chưa đủ nghiền, đang muốn thêm vào hai thanh củi, bỗng nhiên rèm xốc lên, một cái lanh lợi thanh tú tiểu nha đầu chui vào, chính là Như Lan bên người nha hoàng tiểu hỷ thước, nàng hướng mấy nữ hài cung kính phúc phúc, sau đó hướng về Như Lan cười bẩm. Ngũ cô nương, Thái Thái gọi ngươi đi đâu? Như Lan kinh vỗ một cái mặt mình, thở nhẹ nói. Nha, ta lại quên. Thái Thái gọi ta giúp đỡ nàng nhìn chút sổ sách. Còn cố ý nhìn xem hai cái Lan, không khỏi đắc ý. Tứ tỷ tỷ, Lục muội muội, ta đi trước. Nói liền vội vàng rời đi. Đối xử mọi người đi xa sau, Mặc Lan mới trùng điệp vỗ xuống bàn, giọng căm hận nói. Nhìn nàng tấm kia cuồng hình dáng. Thái Thái cũng quá bất công. Minh Lan lại nâng chung trà lên bát, nhẹ nhàng thổi, còn nói. Lâm Di Nương giáo tứ tỷ tỷ thi từ ca phú, Thái Thái giáo ngũ tỷ tỷ quản gia mở tài khoản, ta đi theo phòng mụ mụ học chút nữ công, cái này không rất tốt nha. Mặc Lan nhìn xem Minh Lan, chỉ cảm thấy một đấm đánh vào trên bông, trong bụng kìm nén bực bội, liền lại âm dương quái khí mà nói. Nghe nói cái kia Hạ gia công tử tổ phụ đã trí sĩ, trong nhà chỉ là một cái đại bá phụ tại phía nam làm tri phủ, cũng không thông báo sẽ không coi chừng chất tử. Minh Lan một câu cũng không nói, chỉ yên lặng nghe nàng nói xong, mới buông xuống bát trà, có chút nghiêng người chính đối mặt Lan làm tốt, nghiêm mặt nói. Tỷ tỷ còn nhớ đến Đăng Châu Mỹ vận tỷ tỷ. Mặc Lan không nghĩ tới Minh Lan bỗng nhiên nhấc lên cái này đến, giật mình, mới nói. Nhớ kỹ, thế nào? Minh Lan chậm rãi nói. Mỹ vận tỷ tỷ là Lưu tri phủ nhà thứ nữ, Lưu phu nhân cũng tính được là hòa khí nhân từ, năm ngoái nàng gả một vị nghèo khó hợp lý cử tử. Gặp Mặc Lan không rõ ràng cho lắm, Minh Lan nói tiếp, không chỉ là nàng, chúng ta tại Đăng Châu nhiều năm như vậy, tỷ tỷ nhận ra cái kia rất nhiều khuê trung tỷ muội, những cái kia thứ nữ nhóm đều gả như thế nào. Mặc Lan dần dần minh bạch nàng ý tứ, sắc mặt hết sức khó coi, tú khí lông mày đứng thẳng thành một cái bén nhọn đấu góc, Minh Lan nói tiếp. Nói đến, trong các nàng vận khí tốt nhất Vân Châu tỷ tỷ, cũng bất quá là gả đồng liêu con trai trưởng, vậy vẫn là nhà nàng thái thái chính mình không có nữ nhi, đem Vân Châu tỷ tỷ làm thân sinh. Cái khác đâu, Kim Nga tỷ tỷ gả một cái trung niên trải qua làm vợ kế, cũng may đằng trước không có nhi tử, Thụy Xuân tỷ tỷ gả trên trấn một cái viên ngoại. Đáng thương nhất chính là Thuận Nương tỷ muội hai, Tiền Tri huyện chỉ lo chính mình tham tài háo sắc, chưa từng quản con thứ con cái chết sống, các nàng liền tùy ý thái thái xoa nắng, một cái bị đưa cho Sơn Đông án sát sứ làm thiếp, một cái gả tuổi trên 50 nông thôn phú hộ làm vợ kế, đổi về rất nhiều lễ tiền. Mặc Lan nhớ tới những cái kia đã từng nhận biết nữ hài tử, như vậy thủy linh xinh đẹp, chỉ chớp mắt lại đều gió thổi người tán, trong lòng cũng nặng nề, Minh Lan thấp giọng thở dài nói. Có thế ra khuê trung giao tế, còn tính là có diện mạo, những cái kia bị thái thái câu trong nhà thứ nữ, còn không biết như thế nào đây. Đại tỷ tỷ là gả vào bá tước phủ, tỷ tỷ mấy ngày nay phải tốt mấy cái kia kinh thành khuê tú cũng đều 10 phần thể diện, có thế chúng ta có thế cùng các nàng so sao. Đích nữ so thứ nữ tốt không chỉ là xuất thân cùng giáo dưỡng, đích nữ là cái có thể công có thể thủ vị trí, hỗn tốt thấy người sang bắt quàng làm họ cũng có thế thứ nữ liền không đồng dạng, cao không được thấp chẳng phải, cùng con vợ cả tỷ muội sinh hoạt tại một người, gặp đồng dạng người quá đồng dạng sinh hoạt, có thế cuối cùng kết hôn, bẹp, kém cái cách xa vạn dặm, loại này tương đối sinh ra cảm giác mất mát 10 phần đáng sợ. Mặc Lan khanh tiếng nói, chúng ta không đồng dạng, cha làm quan đắc lực, huynh trưởng tuổi trẻ tài cao. Ngừng lại một chút, thấp giọng nói. Đừng nói cái gì đích thứ, luận tài học, tướng mạo, ta bên nào thua người rồi. Không phải liền là không có thác sinh tại thái thái trong bụng sao. Nhìn xem trường đống, trong phủ chính là cái hạ nhân cũng nâng đỏ dẫm thấp, ta nếu không mọc thêm cái tâm nhãn, liền bị dẫm lên trong bùn đi. Dựa vào cái gì ta cả một đời đều muốn chịu làm kẻ dưới. Minh Lan chợt thấy khí muộn, đứng dậy đi mở cửa sổ, nhẹ nhàng nói. Chỉ mong tỷ tỷ tâm tưởng sự thành. Như thế nào khác nhau tiến tới cùng không an phận. Lên cao ngã nặng, nếu không thành làm sao bây giờ. Tỷ muội một trận, có thế khuyên đều khuyên, nàng như tiếp tục chấp mê bất ngộ, cũng cùng người không tốt nhất, Minh Lan cũng không phải bái thánh mẫu. Chương 58 Quảng Tế Tự nửa ngày du, thường. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Ngày này chính là thịnh gia dân hương lễ tạ thần thời gian, sáng sớm nội trạch liền bắt đầu chuyển động, nhị môn miệng chuẩn bị 3 chiếc đồng một sơn tóc húi cua xe ngựa to, lão thái thái Vương Thị Hải Thị một cổ, 3 cái lan một cổ, mấy tên nha hoàng bà tử một cổ, Vương Thị khác điểm 8-9 cái tráng kiện bà tử cùng đánh hộ viện lên đường. Bởi vì đều là một sáng đứng dậy, Mặc Lan cùng Như Lan cũng mệt mỏi, không có hào hứng đấu võ mồm, chỉ cùng Minh Lan bình thường ngủ gật bộ dáng, dựa vào nệm êm theo xe kiệu lắc lư mơ màng chợp mắt. Như Lan chán ghét Mặc Lan, liền chỉ là một cái sức lực hướng Minh Lan trên thân dựa vào, trực áp Minh Lan trong mơ hồ thống khổ trằn trọc, cốt nửa thiên nhai không đi qua mới tỉnh lại, lại nghe thấy bên ngoài mơ hồ thiện sướng tiếng chuông, liền biết nhanh đến. Minh Lan xuất ra làm 5 xoa tỉnh bạn cùng phòng bên trên sớm tự học công phu, rất nhuần nhuyễn nắm 2 cái lan cái mũi, các nàng tại bị đè nén bên trong chỉ chốc lát sau liền tỉnh, cùng nhau hướng Minh Lan trợn mắt, chỉ gặp Minh Lan cười tủm tỉm nói. Hai vị tỷ tỷ, Quảng Tế Tự nhanh đến. Mặc Lan nghe vậy, tranh thủ thời gian cúi đầu chỉnh lý chính mình trang dung, Như Lan chậm một nhịp, cũng đưa tay đi đỡ chính bên tóc mai một chi rực rỡ nhấp nháy kim toa treo lủng lẳng liên tiểu đôi trâm, ba cái lan trong xe nghe được bên ngoài tiếng người lớn dần, đa số phụ nhân thanh âm, phức tạp lấy một chút hài đồng trẻ con âm, tự hồ không ít người nhà đến dân hương, nhàn nhạt đàn hương dư vị khắp tiếng xe tới. Nghe bên ngoài náo nhiệt, ba nữ hài nhìn lẫn nhau, trong lòng đều rất giống một con mập nấp tại cào, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, thiên ai cũng không dám đi trước xốc lên một điểm rèm đến xem. Minh Lan cúi đầu thở dài. Ba tên hòa thượng lý luận chân kinh điển. Trong xe bầu không khí sa sút, bỗng nhiên xe ngựa chấn động mạnh, ba nữ hài một cái không có ngồi vững vàng, cùng nhau hướng phía trước xông lên, suýt nửa bổ nhào, ngoài xe lập tức truyền đến một trận quát lớn mắng to âm thanh, Minh Lan trong lòng trở nên kích động, chẳng lẽ cổ đại xe ngựa cũng chạm đuôi. Thân thủ nhất nhanh nhẹn Như Lan cái thứ nhất sờ lấy đầu đứng lên, dù là trong xe bày ra thật dày nhung đệm, nàng vẫn là đụng trán đau nhức, lúc này quát. Chuyện gì xảy ra? Đương nhiên sẽ không có người trả lời nàng. Mặc Lan đứng lên sau, liền rất cơ cảnh nương đến bên cạnh xốc lên một tuyến rèm đi xem, Như Lan không lo được mỉa mai nàng, cũng chồng người qua nhìn, cuối cùng bò dậy Minh Lan theo đại lưu góp quá đầu đi nhìn, cũng may Thịnh phủ sa phu đem xe ngựa đuổi tại ven đường một cây đại thụ sau, hơi có chút che đậy, ba cái lan trộm vén rèm tử cũng chưa từng bị người nhìn thấy. Cái này xem xét lập tức giật nảy mình, lão thái thái các nàng chiếc xe ngựa kia chính dừng ở đằng trước, bên ngoài hỗn loạn tưng bừng, kêu cha gọi mẹ ồn ào thành một mảnh, liền xe ngựa không cách nào quá khứ, chỉ gặp cách đó không xa, mấy cái áo gấm ngọc sức công tử cưỡi ngựa cao to ở trong đó cười mắng, Minh Lan thoảng qua nghe ngóng, mới biết được bọn hắn vừa mới phóng ngựa lao vùng vụt mà qua, đem nguyên bản bày ra tại giao lộ mấy chỗ quán nhỏ buôn tất cả đều đá ngã lăn, bởi vì thế đi quá mau. Liên quan dẫm đổ rất nhiều người đi đường, nhất thời phụ nữ trẻ em thúc thiết, người ngã ngựa đổ, nhưng cũng ngăn trở đường đi. Mặc Lan nhẹ mắng. Hoàng khố. Như Lan gầm nhẹ. Bại hoại. Minh Lan thầm nghĩ. Giữ trật tự đô thị. Chỉ nghe trong đó một cái đỏ chót áo gấm nam tử dơ lên roi ngựa, tức miệng mắng to. Cẩu nô tài, mù mắt chó của ngươi, dám cản trở gia con đường, gia liền một mạch dẫm chết ngươi, tựa như dẫm chết một con châu chấu. Phía dưới một hán tử viện mình bị đụng đầu đầy máu tươi đã thoi thóp lão mẫu, cả giận nói. Các ngươi, không có vương pháp sao? Như thế thương thiên hại lý, xem mạng người như cỏ rác. Cái kia nam tử mặc áo hồng một roi đánh xuống, hán tử kia liền một mặt vết máu, cúi đầu ôm lấy chính mình lão mẫu, nam tử mặc áo hồng một mặt dữ tợn lay động, vén lên răng hàm khạc một bãi đàm xuống dưới. Vương pháp. Gia liền là vương pháp. Còn không né tránh. Hán tử kia giống bị kích động ra quật kình nhi, liền tiến lên ôm chặt lấy nam tử mặc áo hồng đùi chết sống không buông tay, nam tử mặc áo hồng chỉ một roi quất xuống, hán tử kia cũng sống chết không buông tay. Bên cạnh mấy cái khác ngồi trên lưng ngựa quý tộc thanh niên liền đều nhao nhao cười nói. Vinh hiển. Của ngươi roi cũng không quá sức nha. Chẳng lẽ đêm qua gọi tiểu thúy tiên móc đằng không thân thể a, ha ha ha. Ta nói huynh đệ nha, ngươi có thể kiềm chế một chút nhi rút, đừng đau eo, ngươi nếu có cái nguy hiểm tính mạng, thiên tiên các có thể đổ một nửa mua bán. Chung quanh một đám tiên y nộ mã đám công tử ca vui cười liên tục. Cái kia Vinh hiển càng là tức giận, tăng lực co rúng roi, phát hung ác bàn đem hán tử kia rút da tróc thịt bong, bên cạnh chính trêu chọc, chợt nghe một tiếng lạnh lùng giọng nam nói. Nghĩ rút người trở về tìm cái nô tài rút thống khoái, liền rút chết cũng không có người quản ngươi, ở chỗ này hiện cái gì mắc. Hôm nay Dương các lão công tử tại Hậu Sơn Rừng Mai xếp đặt thi hội, một hồi người cũng đều phải lên núi. Minh Lan vốn đã thu hồi đầu không nhìn, chợt thấy thanh âm này giống như đã từng quen biết, liền lại nhìn trộm đi xem, chỉ gặp ở trong có cái xuyên màu xanh ngọc cổ tròn thẳng suýt nam tử, chính là ngồi trên lưng ngựa cũng hiển rộng ưỡn lưng, 10 phần cao lớn. Không phải cái kia Cố Định Diệp là ai? Lúc này dừng ở giao lộ xe ngựa dần dần nhiều hơn, đều là xe ngựa hoa lệ, nhân khẩu tráng kiện, đã có mấy hộ nhân gia phái gia đình tiến lên hỏi thăm, đám kia áo gấm công tử nhìn lên không đúng, liền tung xuống một nắm lớn tiền bạc, dục ngựa phi nhanh, nghênh ngang rời đi, chỉ để lại một chỗ kêu khóc dân bình thường, bỗng nhiên bị đá tổn thương dẫm tổn thương, vẫn còn tranh thủ thời gian nhặt tiền. Minh Lan lắc đầu lui về trong xe, xem ra lời đồn không giả, yên nhiên nguy hiểm thật. Một đám trong xe ngựa nữ quyến phần lớn xuất từ cao môn đại hộ, gặp một chỗ gào khóc, liền lập tức giúp tiền tương trợ, tản khá hơn chút tiền bạc cho người bị thương, bên ngoài người chúng mới dần dần tản ra, còn lại xe ngựa liền lại tiếp tục tiến lên, hướng trên núi tiến đến. Quảng Tế Tự tọa lạc ở thành Tây Ngọc Mai Sơn đỉnh trái, chính là kinh thành tam đại tên chùa một trong, bản triều lúc khai quốc thái tổ gia từng thân bút đề từ phổ độ chúng sinh, bốn chữ mà dương danh, chùa miếu cũng không đặc biệt hùng vĩ hoa lệ, chỉ trước sau ba tòa đại điện, phân biệt thờ phụng Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Đại Sĩ cùng Mễ Lạc La Hán chờ, hai bên lại mỗi cái một cái gác chuông, hương hỏa cũng không như khác hai tòa đại tự cường thịnh, bởi vậy Thịnh Lão Thái Thái vì đồ cái thanh tịnh, mới tuyển nơi này dân hương. Thắp hương bái Phật Minh Lan là làm quen, một đoàn người liền theo sư tiếp khách dẫn tiến đại điện, mới nhìn thấy chủ trì Diệu Thiện đích thân đến nghênh đón, song phương một trận hàng huyên, Thịnh Lão Thái Thái góp một số lớn dầu vừng tiền, Vương Thị cùng Hải Thị cũng đều sau đó góp chút, sau đó các nữ quyến từ chính điện bắt đầu, do trái đến phải dựa vào Phật tượng khắp nơi đều đốt hương dập đầu, âm thầm cầu khẩn tâm nguyện, đốt đi rất nhiều giấy. Bởi vì cầu thần bái Phật phần lớn phụ nữ trẻ em, thế là trong chùa vãng lai bận rộn không phải rơi mất nửa miệng răng lão hòa thượng, liền là vừa đổi sữa răng tiểu sa di, một chút nhìn sang, càng không có nửa cái thanh tráng niên tăng lữ, Minh Lan thầm than một tiếng. Nhìn cái này nghề nghiệp tố chất. Bái đến tòa thứ ba đại điện cuối cùng một chỗ dương nhánh Quan Âm lúc, Minh Lan nghĩ đến Diêu Ba Diêu Mụ cùng Diêu Ca, liền thành tâm thành ý nhiều dập đầu mấy cái, vạn mong bọn hắn mọi chuyện đều tốt, đãi ngẩng đầu lên thời điểm, chính nhìn thấy Vương Thị lôi kéo Hải Thị hướng phía sau một góc đưa Tử Quan Âm nơi đó đi, Hải Thị sắc mặt phím hồng, tu đáp đáp bái lại bái, Thịnh Lão Thái Thái thì đứng ở một bên, ngửa đầu nhìn xem tượng Quan Âm lặng im không nói, Minh Lan quay đầu, chỉ gặp mặt Lan Chính ngơ ngác nhìn qua hương án một cái ống thẻ, trong ánh mắt giống như kích động, nhìn thấy Minh Lan đang nhìn chính mình, nàng che đậy tay áo khẽ cười nói. Muội muội muốn không thử một chút. Không đợi Minh Lan mở miệng, Như Lan một thanh cầm xuống ống thẻ liền quỳ xuống, nói lẩm bẩm đung đưa, Mặc Lan cắn môi một cái, bởi vì tại bên ngoài không tiện phát tác, liền nhìn xem Như Lan lắc ra khỏi một chi ký, còn không có thấy rõ là cái gì, Như Lan liền chộp trong tay, sau đó nhìn các nàng nói. Các ngươi cần phải rút quẻ. Cầu xong cùng đi giải ký A. Mặc Lan bị Như Lan rút thứ nhất, liền không lại trì hoãn, lập tức cầm qua ống thẻ quỳ xuống, liền dập đầu ba cái đầu, mới thận trọng đung đưa, sau đó cũng rơi ra một chi đến, vẫn như cũ không có bị thấy rõ liền chộp trong tay, sau đó đi xem Minh Lan. Minh Lan lắc đầu nói, ta không cần, các tỷ tỷ đi giải ký đi. Như Lan không thuận theo, dắt Minh Lan ép đến bồ đoàn bên trên, nói, không thành, hai chúng ta đều cầu, ngươi cũng không thể rơi xuống. Mặc Lan cũng nhẹ nhàng nói, muội muội vẫn là cầu đi, nếu là gọi tổ mẫu biết, còn không chừng trách ta cái này làm tỷ tỷ không coi chừng ngươi đây. Minh Lan cười khổ quỳ gối Bồ Tát trước mặt, một bên lay động ống thẻ, một bên chợt nhớ tới hôm đó Hạ Hoàng Văn sau khi đi, Thịnh Lão Thái Thái nói với nàng một phen, không khỏi trên mặt hơi đỏ lên, kỳ thật nàng không phải là không có nghĩ tới chính mình tương lai, nhưng là tại cái này bế tắc thế giới, nàng có thể nhận biết bao nhiêu người, tín nhiệm người đáng giá tín nhiệm không phải càng tốt hơn. Lão Thái Thái nửa đời đau xót về sau, cảm thấy công danh lợi lộc đều là mây bay, thời gian không có trở ngại liền có thể, quan trọng chính là người muốn ôn hòa hiền hậu, ngay từ đầu nàng cân nhắc chính là Thái Sinh biểu ca, Hồ gia tuy là thương nhân, nhưng Hồ cô phụ tử lại phúc hậu bất quá, mà Thịnh Vân cô thiếu Lão Thái Thái ân tình, Minh Lan như gả đi vào, nhất định có thể cả đời trôi chảy, hỉ nhạc an khang. Ai ngờ trên đường vết ra hai cái trình giảo kim, đầu tiên là gặp được Hạ gia tổ tôn, Hạ Lão Thái Thái gặp Minh Lan rất là thích, liền toát ra kết thân chi ý, sau đó lại nhận biết Lý gia Cửu Thái Thái, cũng đối Minh Lan rất có mời cưới chi tâm, vào ở Thịnh gia tổ trạch về sau, Thịnh Lão Thái Thái lại cẩn thận quan sát, phát giác Đại Lão Thái Thái cùng Lý Thị âm thầm biểu lộ ra hy vọng Phẩm Lan cùng Thái Sinh kết thân ý tứ, Lão Thái Thái không muốn thân thích khó xử, liền đối với Thái Sinh phai nhạc ý tứ. Như thế, Minh Lan hôn phối nhân tuyển liền còn lại hai cái, Hạ Hoàng Văn cùng Lý Úc. Mặc dù Lý gia càng có tiền hơn, nhưng đến cùng là thương nhân xuất thân, lại ở thế gia bên trong không có căn cơ, Minh Lan mà nói. Như lại có tiền lại có thế gia căn cơ tại sao phải cưới nàng, Hạ Hoàng Văn nhân phẩm nho nhã, sinh tuấn tú tao nhã, Thịnh Lão Thái Thái ngược lại có chút thích, liền là lo lắng năm nào ấu mất cha không có dựa vào, lại quả phụ ốm yếu, về sau con dâu không khỏi vất vả. Hôm đó Hạ Lão Thái Thái đến cho Hoa Lan xem bệnh xong mạch sau, liền đối với Thịnh Lão Thái Thái thấu ngọn nguồn, đầu tiên bọn hắn vợ chồng già hai thương yêu nhất cái này tiểu tôn tử, lúc trước phụ thân hắn vừa qua đời, bọn hắn lão lưỡng khẩu lo lắng hài tử tương lai, liền thật sớm phân nhà, đem tam phòng cái kia một phần sản nghiệp ngân lượng sớm vẽ ra, hiện do Hạ Lão Thái Thái thay trưởng quản, chờ lão lưỡng khẩu qua đời, liên tục phòng chia đều tổ nghiệp, chính Hạ Hoàng Văn lại có thể hành y chữa bệnh, còn có triển vọng quan đại bá cùng tộc nhân khác có thế dựa vào, liền sinh hoạt không lo. Về sau nói thêm vài câu, nhanh mồm nhanh miệng Hạ Lão Thái Thái còn lộ ra, Hạ Hoàng Văn quả phụ sớm đã bệnh nguy kịch, bất quá là dựa vào bà mẫu điều dưỡng, chống đỡ thân thể muốn nhìn nhi tử thành gia lập nghiệp, nàng nhiều nhất nhịn không quá 3-5 năm, nghĩ tới đây, Minh Lan thật sâu sám hối, cảm thấy mình quá xấu tâm, lúc ấy thế mà trong lòng có một tia mừng thầm không cần ứng phó bà. Mặc Lan cùng Như Lan lão chế giễu nàng không có chí khí, kỳ thật Minh Lan cảm thấy hai người bọn họ là kiến thức kinh thành phồn hoa sau, tâm nhãn quá cao, trong kinh thành có bao nhiêu hoàng thân quốc thích quan lại quyền quý, kia là cả nước cấp, thế nhưng là như Thịnh Hoành dạng này ở kinh thành không thế nào thu hút, tại Hữu Dương lại là đại nhân vật. Lại để Hạ Hoàng Văn trong kinh thành nhiều học vài thứ, tại Thái Y Viện bên trong lớp mạ kim, tìm sơn thanh thủy tú huyện thành nhỏ, mở y quán tiệm thuốc liền có thể thảnh thơi sống qua ngày, nói đến Hạ gia quê quán ngay tại Hữu Dương phụ cận một cái huyện thành. Căn cứ Hạ Lão Thái Thái phản hồi, Hạ Hoàng Văn cũng thật thích nàng, so sánh mấy lần gặp mặt tình cảnh, tin tưởng bọn họ thành thân sau, cũng có thể làm được cử án Tề Mi, đến lúc đó, nàng phải thật tốt quản lý gia nghiệp, tranh thủ làm cái huyện thành nhà giàu nhất, sau đó nuôi tới 1, 2, 3, 4 đầu hộ hoa chó, nằm ngang tại nối liền đi, há không mỹ quá thay. Bất quá Thịnh Lão Thái Thái cũng đã nói. Không vội, lại nhìn một cái, vạn nhất có thích hợp hơn đâu, tóm lại nàng lại muốn quan sát Hạ Hoàng Văn, lại suy nghĩ một chút Lý Úc, nói không chừng còn có cái khác trình dảo kim giết tiến đến đâu. Mặc Lan cùng Như Lan nhìn xem Minh Lan ở nơi đó không ngừng giao ống thẻ, trên mặt lộ ra ngơ ngác cười ngây ngô, Như Lan không nhịn được đẩy nàng một cái, sau đó mơ mơ hồ hồ lắc ra khỏi một chi ký đến, Minh Lan đứng dậy, 3 tỷ muội vác lên cái thẻ so với, từ lớn đến nhỏ theo thứ tự là thượng trung, trung thượng, hạ. Mặc Lan cùng Như Lan đều rất có được sắc, sau đó giống như làm thương hại trạng nhìn xem Minh Lan trong tay chi kia đáng thương hạ ký, nhao nhao khuyên lơn. Bất quá một chi phá ký thôi, muội muội đừng để trong lòng. Minh Lan rất bình tĩnh. Cái thăm này rất chân thực phản ứng nàng tao ngộ. Cửa đại điện chính là giải ký chỗ, 3 năm cái lão tăng ngồi ở chỗ đó, 3 cái Lan bẩm qua Lão Thái Thái cùng Vương Thị, liền do nha hoàng bà tử bồi tiếp quá khứ giải ký, mới vừa đi tới chỗ gần, liền gặp nơi đó một đám vú già chen chúc ngồi một cái áo gấm tuổi trẻ thiếu nữ, nàng đưa lưng về phía mà ngồi xem không rõ dung mạo, chỉ nghe đối diện nàng lão tăng nói. Tần Quỳnh bán ngựa lúc, liễu ám hoa minh chỗ, cô nương trước mắt dù có chút không thuận, nhưng chỉ tiêu thuận thế mà đi, kiểu gì cũng sẽ phát đến mây mờ trăng tỏ minh. Minh Lan bật cười, sở hữu ký văn đều là dầu cù là, nơi nào đều có thể dùng. Mặc Lan cùng Như Lan cũng hưng thích thú các tìm một vị lão tăng giải ký, Minh Lan ở phía sau thoảng qua một trạm, nghe một lát, ước chừng tổng kết một chút. Tiền đồ là quang minh, con đường là quanh co, chỉ cần cố gắng phấn đấu, dù là ngươi là đầu heo, hôn nhân, sự nghiệp, khỏe mạnh, đều áp dụng. Minh Lan cảm thấy mình không thể quá không giống bình thường, liền cũng đi giải ký, chỉ gặp bên cạnh ngồi một cái kỳ dị xấu xí lão tăng, so hông khô quốc tử gia còn muốn nhăn 3 khuôn mặt, còn thần sắc dữ tợn đáng sợ, hắn một thân một mình ngồi tại vắng vẻ chỗ, không người tìm hắn giải ký. Minh Lan không kiên nhẫn xếp hàng, trực tiếp thẳng quá khứ ngồi xuống, hai tay đem ký đưa tới, lão tăng kia thoảng qua xem xét, đang muốn mở miệng, chợt thấy Minh Lan tướng mạo, nhướng mày, dường như có chút giật mình, liền đem cái kia ký tiện tay ném một cái, vất tay đuổi rùi bàn nhường Minh Lan rời đi. Cái thăm này không phải của ngươi, ngươi về sau cũng không cần lại rút quẻ, cầu cũng vô dụng. Minh Lan giật nảy cả mình, nghĩ thầm hẳn là gặp được cao nhân, đang muốn mở miệng hỏi, lão tăng kia một mặt không kiên nhẫn quát mắng. Đi, nhiều lời nhiều sai, chớ đến hại ta. Minh Lan trong lòng cái hiểu cái không, còn muốn nói chút gì, bên kia Như Lan cùng Mặc Lan đã giải xong ký, một bà tử đến gọi bọn nàng 3 cái trở về, Minh Lan bị Vương Mụ Mụ kéo lấy đi vài bước, nhìn lại, chỉ gặp lão tăng kia liên tục không ngừng chạy ra, giống như phía sau có lão hổ đang truy đuổi. Minh Lan trong lòng giận dữ. Ai nói thế ngoại cao nhân đều yêu giúp người làm niềm vui. Ba nữ hài trước bị đưa vào một gian phòng bên cạnh đi dùng trà, chỉ gặp nơi đó ra Thịnh Lão Thái Thái, Vương Thị, Hải Thị còn có chủ trì, còn ngồi mấy cái hoa y phu nhân, một đám nữ nhân điệp điệp nói không ngớt, có chút trưởng thành chủ đề cô nương tại khó mà nói. Vương Thị liền đuổi ba cái Lan đến một bên trong sương phòng nghỉ ngơi. Tiểu Sa Di tìm một gian thanh tịnh thanh nhã không sương phòng, mời ba vị cô nương đi vào, ai ngờ Như Lan một góc bước vào, liền nhìn thấy bên trong đã có một nữ hài ngồi tại bàn tròn bên cạnh dùng trà, nhìn y phục chính là vừa mới giải ký cô bé kia, nàng ước chừng 15-16 tuổi, sinh lông mày mắt hạnh, dung mạo kiều diễm, giữa lông mày mang theo vài phần kiều mị. Chương 59 Quảng Tế Tự nửa ngày du, hạ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Bên trong có gia nhân, ba cái Lan chần chờ không tiếng, Mặc Lan nhìn một chút Như Lan hả ra một phát thủ, liền bước đi vào, Mặc Lan Minh Lan đuổi theo, ba tỷ muội hướng gần cửa sổ hạ một trương la hán ghế dài ngồi, sau đó nha hoàng bà tử nhóm nước chảy giá tiến đến, xuất ra theo xe mang tới trà quả điểm tâm từng cái bày ra trên bàn trà, lại đi bên ngoài muốn nước nóng pha trà dâng lên. Cô bé kia mắt thấy cái này một đám vú già phục thị, chỉ lầm lũi gãy bắt đóng, Minh Lan tinh tế nhìn nàng, chỉ gặp nàng một thân đào đỏ hàng gấm mặt mũi lụa hoa chống nạnh nghiêng vạt áo trường áo, cổ áo ống tay áo lồng một vòng sóc da lông, khắp nơi trên đất thêu vàng kim quấn nhánh hoa cỏ, phía dưới lộ ra xanh nhạt chọn tuyến váy, trước ngực treo một viên to lớn cát tường như ý 6 phút đỏ khóa vàng, kim quang chói mắt, lóa mắt sinh huy, trên đầu cắm một đôi khảm châu báu mạ vàng bích ngọc. Trâm, cô bé kia cúi đầu ở giữa cũng dò xét ba cái Lan, chỉ thấy các nàng các loại quần áo lộng lẫy, trước ngực đỏ kim chuỗi ngọc vòng lên rơi lấy ba cái ngọc khóa, xanh ngọc thượng thừa, ba tỷ muội cử chỉ cũng đều nhã nhặn hào phóng. Mặc Lan hớp mấy ngụm trà sau, liền tiến lên cùng cô bé kia bắt chuyện bắt đầu, hai câu liền bàn giao nhà mình lai lịch, cô bé kia thận trọng nói. Ta họ Vinh, chữ nhỏ Phi Yến, cha ta là Phú Xương Bá. Mặc Lan dừng một chút, cười nói. Nguyên lai tỷ tỷ là Vinh Phi nương nương cháu gái. Như Lan cùng Minh Lan thần sắc khác nhau, gia đình này nghe rất tinh thần, kỳ thật rất khổ cực, thợ hồ trong nhà bay ra cái kim phượng hoàng, mỹ nhân một khi tuyển tại quân vương bên cạnh, liền phong người nhà, mọi người đều biết, trừ phi có thế sinh hạ nhi tử hoặc đứng trữ hoặc phong vương, nếu không loại nguyên nhân này được phong tước vị phần lớn không phải thế tập võng thế, khá hơn chút kế tục 3 năm thay mặt, kém chút nhất đại liền ngừng lại hoặc hàng đẳng tập vị cho đến thứ dân, cho nên gia đình như vậy bình thường đều sẽ nắm chặt thời gian khắp nơi thông gia hoặc bồi dưỡng nhân tài, lấy kéo dài gia tộc phú quý. Tiểu Vinh Phi sủng quan hậu cung, đáng tiếc lão hoàng đế hữu tâm vô lực, cho đến tận này hoặc là vĩnh viễn không sinh ra nhi tử đến, vì gia đình này thông gia con đường đánh lên dấu chấm hỏi. Vinh Phi Yến cười, nói. Ta ca ca tẩu tẩu dẫn ta tới, cái kia người trong nhà quá nhiều, ồn ào ta não nhân nhi đau, liền tìm phòng này hiểu rõ tỉnh dưới. Ngược lại là làm phiền mấy vị muội muội. Lời tuy nói khách khí, nhưng sắc mặt rõ ràng mang theo cao cao tại thượng chi ý. Như Lan cuộc đời hận nhất mạnh hơn nàng, liền tự mình dùng trà nghỉ ngơi, không đi đáp lời. Minh Lan thì nhớ tới buổi sáng cưỡi ngựa đánh người cái kia Vinh hiển nguyên lai chính là nàng ca ca, trong lòng chán ghét, cũng không lớn muốn nói chuyện. Còn lại một cái Mặc Lan ở nơi đó ân cần xã giao, nàng một vị làm cẩn thận phụ họa, liền dần dần nâng lên Vinh Phi Yến mà nói hưng. Nói liền vây quanh Thịnh gia tại Đăng Châu sinh hoạt. Các ngươi cùng Tề gia có thân. Vinh Phi Yến ánh mắt tỏa sáng, khoảnh khắc phát giác chính mình có hơi quá, liền nghiêm mặt một chút, sau đó cẩn thận khẽ hỏi, các ngươi có thể thấy được quá nhà hắn nhị công tử. Mặc Lan cười nói, làm sao không biết. Tại Đăng Châu lúc, hắn cùng nhà ta đại ca ca cùng nhau đọc sách, năm trước Tương Dương Hầu thọ yến, tỷ muội chúng ta cũng đi. Còn gặp Lục Vương Phi cùng Gia Thành huyện chủ đâu. Vinh Phi Yến hừ một tiếng, hình như có không vui nói. Phiên vương gia quyến không hảo hảo đãi tại phiên, lão hướng kinh thành chạy là chuyện gì xảy ra. Một cái hai cái đều như vậy, không phải hỏng tổ chế a. Mặc Lan thần thái ấm áp, nhìn như trấn an nói. Tỷ tỷ nhanh đừng nói như vậy, Lục Vương bây giờ chạm tay có thể bỏng, tương lai còn có đại tạo hóa cũng không có thể định đâu. Vinh Phi Yến sắc mặt không tốt, bóp chưởng vì nắm đấm trú trên bàn, Khảm đá kim cương xích kim thạch lưu hoa chiếc nhẫn cùng mặt bàn phát ra chói tai thanh âm, cười lạnh nói. Đại tạo hóa. Hẳn là thành chuyện cười lớn a. Mặc Lan cười mười phần lấy lòng, chỉ có Minh Lan dạng này cùng nhau ở chung được nhiều năm, mới nhìn đạt được nàng kỳ thật cũng rất chán ghét Vinh Phi Yến, sau đó Mặc Lan lựa chút kinh thành khuê tú đúng mốt chủ đề cùng Vinh Phi Yến tiếp lấy nói chuyện phiếm. Lục Vương gia nhà cùng Vinh gia chính là một người có hai bộ mặt điển hình, một cái là hiện tại quạng quẽ tương lai khả năng lôi cuốn, một cái là hiện tại có quyền nhưng dễ dàng quá thời hạn hết hiệu lực. Minh Lan cúi đầu gãy trong mâm nổ xốp giòn nhân hạt thông bơ quyển, lơ đãng lường Mặc Lan một chút. Kinh thành chỉ có ngần ấy nhi lớn, tụ tập một ban nhìn như trang nghiêm kỳ thật thực chất bên trong rất bát quái vọng tộc nữ quyến, Vinh gia hướng vào Tề Hành sự tình sớm không mới mẻ, làm sao Vinh gia mấy lần bộc lộ kết thân chi ý, đều ăn Tề gia mềm cái đinh, bây giờ lại tới cái Gia Thành huyện chủ, đúng như một cây thịt xương hai nhà đoạt, vô cùng náo nhiệt. Lại nói vài câu, Vinh gia một cái nha hoàn vào nhà đến mời Vinh Phi Yến trở về, Vương Thị bên người một cái mụ mụ cũng tới gọi ba cái Lan trở về dùng thức ăn chay, cái này cho tới trưa xuống tới, ba cái Lan sớm đói bụng, chính là thói quen về ăn văn nhã Mặc Lan cũng ăn tràn đầy một bát cơm, Minh Lan một người liền xử lý nửa bồn bạch đốt cải làng, Như Lan đào lấy một đạo măng mùa xuân dầu muộn nấm hoa không chịu nhường người, sau bữa ăn, đám người nâng bên trên Quảng Tế Tự từ xào trà xanh từ từ uống. Minh Lan chỉ cảm thấy trong bụng ấm áp, vô cùng thoải mái. Lúc này vốn nên đi, nhưng Hải Thị thận trọng, phát giác Thịnh Lão Thái Thái thần sắc quyện đãi, liền nhẹ nhàng nói. Lúc này vừa ăn cơm liền đi trên xe sóc nảy không tốt, không bằng nghỉ ngơi một lát rồi lên đường, Lão Thái Thái cùng Thái Thái cảm thấy được chứ. Vương Thị cũng mệt mỏi, cảm thấy rất tốt, Thịnh Lão Thái Thái cũng nhẹ gật đầu, Minh Lan gặp các đại nhân đều đồng ý. Liền lập tức đi tìm Vương Mụ Mụ muốn bị thảm gối tấm đệm, nghỉ ngơi một chút. Ai ngờ Mặc Lan đi đến Lão Thái Thái cùng Vương Thị trước mặt, cười nói. Tổ mẫu, Thái Thái, Tẩu Tẩu, tôn nữ nghe qua Quảng Tế Thiền tự hậu viện tích lộ đình là tiền triều di tích cổ, trên cây cột còn có lưu năm đó cao đại học sĩ đề thơ, còn có cái kia cửu long che đậy vách càng là thiên hạ nhất tuyệt, 10 phần lịch sự tao nhã, hôm nay đã tới, tôn nữ nghĩ đi nhìn một chút, cũng tốt thấy chút việc đời. Như Lan vốn cũng không nguyện trung thực ở lại, nghe xong cũng tới hào hứng, chạy đến Vương Thị bên người đong đưa cánh tay làm nũng nói. Mẫu thân, ngươi nói trong kinh thành đầu quy củ lớn, ngày thường câu lấy chúng ta một tia nhi đều không buông, bây giờ khó được ra một lần, liền để chúng ta dạo chơi đi. Vương Thị bị Như Lan một cầu, tâm liền động, quay đầu đi xem Thịnh Lão Thái Thái, chỉ gặp Lão Thái Thái tựa ở một trương giường la hán trên lưng, nửa khép mắt nói. Gọi mấy cái mụ mụ cùng đi, nhìn chặt chẽ chút. Vương Thị biết nàng là đồng ý, liền quay đầu đối Như Lan tấm mặt nói. Chỉ cho phép đi một canh giờ, xem hết lập tức trở về đến. Như Lan đại hỉ, đối Vương Thị cùng Lão Thái Thái nhảy khỉ bàn phúc phúc, quay người lại liền tới kéo Minh Lan. Minh Lan chính mệt mỏi, ỷ lại Vương Mụ Mụ bên cạnh nói. Ta thì không đi được, gọi ta nằm một lát, các tỷ tỷ tự đi đi. Như Lan trừng hai mắt. Ngươi vừa ăn cơm không đi đi một chút, chờ một lúc ngồi xe lại được quẹ. Sau đó cúi xuống cổ, phụ đến Minh Lan bên tai, gầm nhẹ. Ta cũng không cùng nàng đi dạo, ngươi không đi cũng phải đi. Ngón tay dùng sức, hung ác bóp Minh Lan cánh tay một thanh. Minh Lan bất đắc dĩ, đành phải cùng với các nàng cùng nhau đi. Quảng Tế Tự tòa thứ ba đại điện phía sau, chính là một mảnh mở giàu gạch đá, có thể làm việc Phật chi dụng. Ở trong sắp đặt một thanh linh ao nước phía sau chính là một mặt thật dài vách tường hiện lên hình vòm, một bên kéo dài hướng tích lộ đình, một bên thì thông hướng sau núi rừng mai, trong nội viện 10 phần thanh tĩnh, mấy cái tuổi nhỏ tiểu sa di tại quét nhẹ lá rụng. Bởi vì là đầu mùa xuân, ngày chiếu vào trên thân người cũng không phơi, ngược lại 10 phần ấm áp thoải mái dễ chịu, ba tỷ muội cùng với mấy tên nha hoàng bà tử chậm rãi đi tới. Thuận trứng ngỗng đường mòn trước nhìn thấy liền là cửu long vách trung ương, một đầu dữ tợn hùng hồn cự long xoay quanh ở giữa, tựa như muốn thoát tường mà ra một nửa, cái kia trên thân rồng màu men trải qua mưa gió rèn luyện vẫn như cũ 10 phần tiên diễm. Mặc Lan phản phất bỗng nhiên đối dân gian phù điêu nghệ thuật sinh ra hứng thú thật lớn, một bên nhìn một bên tán, từ mỗi đầu long vảy rồng một mực khen đến trên vảy rồng tróc ra men màu, Như Lan không muốn thụ câu thúc, xinh xinh đem một đám nha hoàng bà tử lưu tại trong viện. Lúc này liền nhẹ nhàng nhảy cà tưng, cười toe toét a nói đùa, Minh Lan miễn cưỡng theo cùng đi, cực lực nhịn xuống đánh hà hơi, đi tới, chợt thấy chóp mũi một cổ mai hương mơ hồ, ngẩng đầu nhìn lên, gặp quanh mình mai cây dần dần nhiều. Minh Lan thần sắc thu vào, lập tức ngừng lại bước chân, nói: Tứ tỷ tỷ, liền đến nơi này đi, chúng ta nên đi bên kia đi, Tích Lộ Đình còn không có nhìn đâu. Mặc Lan chính tràn đầy phấn khởi đi lên phía trước, nghe vậy quay đầu lại nói: Bên này còn không có nhìn xong đâu, càng đi về phía trước đi thôi. Minh Lan gặp nàng một mặt cười khẽ, phản phất không ngụy, liền cũng cười nói: Cái này Cửu Long Vách là hai bên đối xứng, chúng ta nhìn phía bên kia, tựa như cùng nhìn xong bên này, há không đã tỉnh chút canh giờ lại bất lực khí. Bất luận Minh Lan nói như thế nào, Mặc Lan chỉ là không cho phép, nhất định phải đem còn lại xem hết. Như Lan ngay từ đầu không rõ, nhưng gặp Mặc Lan thần sắc mềm mại đáng yêu, lại hồi tưởng lại vừa mới ra lúc nàng tận lực chỉnh lý trang phục tóc tình hình, cũng nhìn ra chút đầu mối, liền lớn tiếng nói: Càng đi về phía trước, có thế chính là rừng mai, lúc này nơi đó lúc có một đám người đang làm thi hội đâu, gọi người nhìn thấy không tốt a. Mặc Lan nhu nhu cười một tiếng: Chúng ta từ Quảng Chính Bình nhìn vách đá, cùng người bên ngoài có gì tương quan, chính là nhìn thấy cũng không sao. Nói quang minh lỗi lạc chi cực, nói xong còn đem đầu cao cao dương lên, lấy đó trong lòng trong sạch. Như Lan cười lạnh nói: Ngươi xưa nay nói nhất nghe tốt, ngươi làm ta không biết trong lòng ngươi đánh giá cái gì, ta cho ngươi biết, sớm làm hết hy vọng. Nhìn ngươi cái kia phó xinh đẹp lỗ mãn bộ dáng, đừng đem nhà ta mặt mũi ném đến bên ngoài đi. Mặc Lan một trương gương mặt xinh đẹp xoát đỏ lên, lập tức phản thần nói: Muội muội lời nói ta nghe không hiểu, nhà mình tỷ muội làm gì đem lời nói khó nghe như vậy, như thế ta còn nhất định phải đi về phía trước, liền nhìn một cái xảy ra chuyện gì. Muội muội có bản lĩnh liền lớn tiếng gọi người, đến đem ta bắt trở về đi. Nói quay người liền đi. Như Lan bị tức cái cười ngất, nơi đây đã tiếp cận rừng mai, nàng cũng không dám cao giọng gọi người, chỉ hận hận dậm chân. Minh Lan nhẹ đi mấy bước, ngăn ở Mặc Lan đường đi bên trên, mặt trầm như nước, Mặc Lan giọng căm hận nói: Ngươi cũng muốn cùng ta đối nghịch. Vô duyên vô cớ ô ta thanh danh, liền là một hơi này, ta còn không phải hướng phía trước không thể. Minh Lan vừa nhấc cánh tay liền kéo lại Mặc Lan, thản nhiên nói: Ngươi coi là thật không quay về. Mặc Lan phát hung ác, cả giận nói: Không quay về. Tốt. Nói Minh Lan trên tay không biết vật gì dương lên, thẳng hướng Mặc Lan trên người. Mặc Lan rít lên một tiếng, chỉ gặp nàng mưa kia hôn khác trong xanh tô theo váy tốt nhất một khối to nước bùn. Đây là cái gì? Mặc Lan tương đỏ mặt, gầm nhẹ nói. Chỉ gặp Minh Lan nhẹ nhàng triển khai trên tay một phương khăn, bên trong một đám bùn nhão, nguyên lai Minh Lan vừa mới thừa dịp Như Lan nói chuyện ngay miệng, dùng khăn bọc một nắm bùn trong tay. Ngươi. Mặc Lan khí toàn thân phát run, chỉ thẳng vào Minh Lan, một bên Như Lan cũng sợ ngây người. Minh Lan thản nhiên nói: Có bản lĩnh ngươi liền như vậy đi gặp những cái kia Vương Tôn công tử thôi, ngươi như còn đi, ta liền ném mặt của ngươi. Ngươi dám như thế đối ta. Mặc Lan rốt cục thở vào được một hơi. Minh Lan cười lạnh nói: Ta vốn định một bàn tay quạt tỉnh ngươi. Bất quá nhìn tại tỷ muội một trận dễ tính. Ta chỉ tặng ngươi một câu lời nói, ngươi không muốn mặt, chúng ta còn muốn đâu. Cha cả đời cẩn thận, lão thái thái cùng thái thái cẩn thận công việc quản gia, sao có thể cho ngươi đi bại phôi đi. Nói thật, nàng muốn đánh nàng rất lâu. Mặc Lan dương lên cánh tay, nghĩ đi đánh Minh Lan, lại bị Minh Lan cơ linh tránh ra, sau đó Như Lan từ phía sau một thanh bắt được Mặc Lan, Mặc Lan hai mắt đỏ lên, kêu khóc nói: Ta muốn đi nói cho cha, hai người các ngươi hợp lại khi dễ ta. Lần này Như Lan vui vẻ, cười nói: Ngươi đi cáo nha. Ta cũng không tin, cha nghe được ngươi muốn đi xuất đầu lộ diện, sẽ còn vỗ tay xưng phải, hắn không đánh ngươi một chầu chính là tốt. Nghĩ, lại tăng thêm nửa câu, Lục muội muội xưa nay trung thực ôn hòa hiền hậu, cha chính là không tin ta, cũng chắc chắn tin nàng. Mặc Lan không phục cắn môi, lửa giận hừng hực ánh mắt trừng mắt Minh Lan cùng Như Lan, Minh Lan không sợ chút nào, quay đầu đối Như Lan nói: Vừa mới nhìn Cửu Long Vách lúc, tứ tỷ tỷ vô ý ngã một phát, làm bẩn váy, hai chúng ta đem nàng đỡ trở về thôi, nhìn canh giờ, lão thái thái nên muốn về phủ. Như Lan vỗ tay cười nói: Tứ tỷ tỷ, ngươi không trả lại được. Mặc Lan oán hận dậm chân một cái, xoay người rời đi, Như Lan vội vàng đuổi kịp, hô lớn. Tứ tỷ tỷ, ta đến dìu ngươi. Lúc này, nàng hận không thể càng nhiều người nhìn thấy Mặc Lan một tiếng ô uế bộ dáng. Minh Lan ở phía sau cười thầm, trong lòng 10 phần thoải mái, cho tới trưa mệt nhọc tựa hồ cũng không thấy, những năm gần đây, mỗi khi Mặc Lan thật đáng giận lúc, chiếu Minh Lan nguyên bản tính tình, liền muốn đi lên giáo huấn một lần, lại bị Thịnh Lão Thái Thái khuyên nhủ, nàng nói. Nữ nhân gia trói buộc nhiều, trừ phi bắt được đối phương tay cầm, một kích phải trúng, nếu không liền không thể khẽ mở sự cố, miễn cho đối với người khác trước mặt lưu lại mạnh mẽ lợi hại ấn tượng, về sau ngược lại không tốt làm việc. Mặc Lan cùng Lâm Di Nương một cái tính tình, ngày bình thường không ít châm ngòi làm lưỡi, có thế vừa đến Thịnh Hoành trước mặt lại một mặt điềm đạm đáng yêu, phản phất toàn phủ đều đang khi dễ mẹ con các nàng hai, chính là lần trước Mặc Lan tại Bình Ninh Quận Chúa trước mặt xấu mặt, Thịnh Hoành dù phạt nàng, nhưng vừa quay đầu liền bị Lâm Di Nương nước mắt cho nói hồ đồ rồi, còn tưởng rằng là Vương Thị cố ý tại bên ngoài người trước gọi Mặc Lan xấu mặt. Như thế bất công, nguyên nhân không gì khác, bất quá là Vương Thị cùng Như Lan cho sớm Thịnh Hoành lưu lại ương ngạnh phách lối ấn tượng xấu, một đôi tựa như sư tử hung hãn lợi hại mẫu nữ vs một đôi như là cừu non bàn đáng thương yếu đuối mẫu nữ, lúc này nam nhân bình thường sẽ đầu óc chập mạch, giống được hormone tự động làm ra tú đậu phán đoán. Cho nên, nàng bình thường chưa từng cùng Mặc Lan tranh chấp, nhất là ngay trước mặt Thịnh Hoành, càng là một phái tỷ muội hòa thuận. Minh Lan rung lên khăn, sau đó vặn thành một đoàn thu nhập trong tay áo, đang muốn lúc rời đi, chợt nghe phía sau một tiếng cười khẽ, Minh Lan toàn thân siết chặt, lập tức quay đầu, bởi vì là cúi đầu, trước nhìn thấy một đôi phấn lóc hắt gấm mặt mê dày, cũng một góc ám theo bạc văn màu xanh ngọc vạt áo, lại ngẩng đầu, một trận cao lớn bóng ma thẳng đắp lên đỉnh đầu nàng bên trên. Minh Lan lập tức lui ra phía sau 2 bước, híp mắt đi xem, giờ phút này ngày vừa vặn, chiếu vào nam nhân nửa người màu xanh ngọc thẳng nhằm vào, màu sắc thuần túy sáng rõ, mà hắn khác nửa người lại bị vách đá bóng ma che thành mờ tối màu xanh mực, áo choàng bên trên đường vân tựa như ám khắc lên men điểm thúy bàn dĩ lệ. Nhị biểu thúc. Minh Lan rất cung kính phúc xuống dưới. Cố Định Diệp nghiêng một cái khóe miệng, châm chọc nói. Như thế đãi nhà mình tỉ muội, không tốt a. À. Minh Lan cúi đầu, vẫn như cũ cung kính ngữ điệu. Thanh quan khó gãy việc nhà, như cháu gái làm sai, tự có cha đến phạt. Ngụ ý là, muốn ngươi chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Cố Định Diệp song mi tà phi, chỉ vẻ mặt cứng lại, ngươi đã gọi ta một tiếng biểu thúc, ta liền đến dạy bảo ngươi 1-2. Minh Lan ngẩng đầu lên, tinh nghịch cười, đột nhiên nói. Còn không có chúc mừng nhị biểu thúc tân hôn đâu. Sau đó bưng lấy một đôi béo trắng móng vuốt, nhẹ nhàng linh hoạt thảo hỉ lại phúc phúc, chúc nhị biểu thúc cùng biểu thẩm hoa nở tịnh đế, bạch đầu giai lão. Cố Định Diệp sắc mặt lập tức chìm xuống, ánh mắt hung ác nham hiểm, Minh Lan có chút hối hận, nhịn không được lui một bước. Tháng trước ngọn nguồn, Cố Định Diệp đã cưới Yên Nhiên muội tử, vị này nhị thiếu nãi nãi từ nhỏ nuông chiều từ bé, tính tình 10 phần mạnh mẽ, một thành thân liền gắng sức tại cải tạo kinh thành trứ danh công tử phóng đảng ca nhi. Vào cửa ngày thứ 5 liền đem Cố Nhị 2 cái thông phòng bán, ngày thứ 10 liền buộc Cố Nhị đọc sách tập võ, không cho phép ra đi bừa bãi, ngày thứ 15, nàng đem tới cửa tìm đến Cố Nhị xem trò vui bạn bè đuổi chạy, ngày thứ 20, cũng không biết nơi nào có được tin tức, lại mang theo một đám lớn bà tử gia đình, tìm được Cố Nhị ngoại thất tòa nhà, đi lên chính là một trận loạn đã đập loạn, cũng may Cố Nhị kịp thời đuổi tới, không phải mạng nương mẹ con 3 người liền muốn bị trói bán đi. Cố Nhị vốn không phải tốt tính, liền la hét muốn bỏ vợ, Ninh Viễn Hầu gia tự nhiên không chịu, sau đó liền gà bay chó chạy phụ tử một trận cãi lộn, suýt nữa lại náo tiếng tông nhân phủ đi. Luân phiên đặc sắc trò hay, vì kinh thành buồn tẻ nhàm chán tăng thêm rất nhiều trà dư tử hậu tài liệu. Mắt thấy Cố Định Diệp thần sắc nguy hiểm, Minh Lan đầu tự động sinh ra máy dự báo chế, lập tức bày ra một mặt xin lỗi sắc, cúi đầu nói khẽ. Biểu thúc chớ có tức giận, đều là Minh Lan nói sai. Cố Định Diệp nộ khí giảm xuống, nhìn một chút Minh Lan buông xuống cái đầu nhỏ, thầm nghĩ cùng đứa bé đưa cái gì khí, liền thanh tiếng nói. Mạng nương tội gì? Minh Lan lập tức đồng ý nói. Nhị biểu thúc nói rất đúng. Biểu thẩm cũng gấp chút. Còn 10 phần chân chó dùng sức gật đầu. Cố Định Diệp nghe xong lời này, tự dưng lại bị bốc lên nộ khí, thần sắc hắn kêu căng liếc xéo Minh Lan, cười lạnh nói. ngươi đừng đánh trống lãng, các ngươi đều là bình thường, mắt chó coi thường người khác. Mạng nương chịu khổ đầu ai biết. Minh Lan nhục chí, nàng phát hiện rất khó lừa gạt người này, liền thở dài nói. Nhị biểu thúc, người bên ngoài nghĩ như thế nào không sao, mạng nương. Chỗ tốt chỉ cần chính ngài minh bạch liền thành. Đối với dư gia người mà nói, một cái độc thân nữ tử, mang theo một đôi hài đồng, bình yên vô sự từ Kinh Thành đến Đăng Châu, còn có gan tử bên trên dư phủ đi náo, là cái người đều sẽ cảm thấy nữ tử này không đơn giản. Cố Định Diệp hừ lạnh một tiếng, bể nghệ lấy Minh Lan, nói. Nàng từ nhỏ kiếm ăn không dễ, riêng có mưu trí, từ không bằng các ngươi những này khuê tú yếu ớt. Đến lại một cái Thịnh Hoành, lại một cái Lâm Di Nương. Lâm Di Nương cái gì đều đúng, giết người thả lửa, cũng đều là người khác sai. Minh Lan sinh lòng phản cảm, ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương, cố gắng vuốt lên tâm trung khí phẫn, tận lực tâm bình khí hòa nói. Nhị biểu thúc, Minh Lan có hỏi một chút, không biết nhị thúc có thể giải hoặc. Cố Định Diệp giật mình, nói. Nói. Minh Lan hít vào một hơi, cất cao giọng nói. Dư gia đại tỷ tỷ theo dư các lão ở Kinh Thành vẫn đợi đến 13 tuổi, khuê môn ở giữa cũng riêng có hiền thục tuệ tỉnh mỹ danh, chắc hẳn nhị biểu thúc cũng là nghe nói cái này, mới mấy lần thành khẩn tới cửa cầu thân a, như vậy, như cái kia mạng nương thật chỉ muốn vào cửa làm thiếp, chỉ cần chờ lấy dư đại tỷ tỷ vào cửa, dựa vào nàng cái kia ôn nhu ôn hòa tính tình, chính là lão hầu gia vợ chồng nhất thời không cho phép, cũng sớm muộn có thế bị khuyên thông, đến lúc đó mạng nương há không có thể được thường mong muốn. Làm gì còn ba ba chạy tới Đăng Châu náo đâu. Gây dư các lão khó thở, chẳng phải là gà bay trứng vỡ, ngược lại chuyện xấu. Cố Định Diệp bờ môi giật giật, hắn mới nói quá mạng nương riêng có mưu trí, lúc này đương nhiên không thể nói mạng nương, không ngờ tới, loại hình. Minh Lan trong lòng cười lạnh, có một số việc nàng đã sớm nghĩ tới. Mạng nương đi Đăng Châu gõ cửa khóc cầu, căn bản không phải muốn Yên Nhiên tiếp nhận nàng, mà là tương phản, nàng sợ Yên Nhiên hiền lương thục đức, tướng mạo hơn người, sẽ đoạt đi Cố Định Diệp niềm vui a. Mạng nương chân chính hy vọng chính là, Cố Định Diệp có thế cưới cái hãng thê ác vợ, sau đó vợ chồng bất hòa cãi lộn, nàng cái này ngoại thất mới có thể làm tiêu diêu tự tại, vững như Thái Sơn. Minh Lan nhìn xem Cố Định Diệp sắc mặt âm tình bất định, tranh thủ thời gian thả mềm thanh âm, một mặt chân thành nói. Biểu thúc, ngài là lỗi lạc người, tiện lợi Minh Lan là tiểu nhân chi tâm thôi, đều bởi vì Minh Lan cùng dư gia đại tỷ tỷ từ nhỏ muốn tốt, vì nàng bất bình thôi, cố gắng cái kia mạng nương thật có nan ngôn chi ẩn, cũng không có thể nói nó sao. Nói cho cùng, Minh Lan dám càng rỡ như vậy, cũng bất quá là bao nhiêu nhìn ra cái này Cố nhị tính tình, hắn người này ngang ngược càng rỡ, vô pháp vô thiên, tùy ý làm bậy, phải đặt ở hiện đại, đó bất quá là cái trước vệ thanh năm, đáng tiếc tại lễ giáo xâm nghiêm cổ đại, hắn chỉ có thể làm hoàng khố tay ăn chơi, hắn loại người này, chính là cái người xấu, cũng là thật là xấu trứng, không phải ngụy quân tử, càng không phải là bẩn thỉu hèn mọn lại hán, nhiều chụp hai cái mông ngựa luôn luôn không sai. Cố Định Diệp chính tâm bên trong một đoàn đầy rối, nghe Minh Lan lần này nghĩ một đằng nói một nẻo ngôn ngữ, càng là tức giận, thấp giọng gầm thét lên. Còn không mau cút đi. Minh Lan như nghe tiếng trời, nhấc lên mép váy co cẳng liền chạy, nhanh như chớp không thấy. Chương 60. Người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Sau khi trở về, Minh Lan lập tức cùng Lão Thái Thái thẳng thắn bùng sự kiện. Lão Thái Thái nằm nghiêng tại giường la hán bên trên, cũng không phát một lời. Minh Lan có chút lo sợ, nói. Tổ mẫu thế nhưng là cảm thấy tôn nữ làm sai. Lão Thái Thái lắc đầu, sờ sờ Minh Lan mềm mại tóc, chậm rãi nói. Ngươi cũng không có làm sai, tứ nha đầu cũng sẽ không khua chiên gõ trống đi cáo trạng, bất quá. Minh Lan đề một hơi, chờ lấy Lão Thái Thái tiếp tục nói, chỉ sợ Minh Thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Minh Lan thoảng qua một nghĩ kỹ, liền minh bạch, ngẩng đầu lên nói. Ngày kia cha một hưu, ta liền đem mới làm tốt thấp tể giày đưa đi, chuyện này lão tổ tông chỉ làm không biết a. Lão Thái Thái gật gật đầu. Một ngày này, Thịnh Hoành một hưu, buổi sáng huấn xong trường phong trường đống đi học cho giỏi sau, liền mặc vào một thân thường phục, ở nội trạch trong thư phòng viết mấy bút chữ ngâm vài câu thơ, biểu thị tự mình làm quan nhiều năm như vậy còn chưa quên văn nhân căn bản. Lúc này Minh Lan liền chất đống mặt mũi tràn đầy đáng yêu dáng tươi cười tới, Thịnh Hoành nhướng mày, sắc mặt có chút lãnh đạm. Minh Lan lại giống như không chút nào biết được, xuất ra chính mình mới làm tốt giày đưa tới trước mặt phụ thân, gọi nha hoàng phục thị Thịnh Hoành mặc vào, sau đó đứng ở một bên cười hì hì chờ lấy khích lệ. Thịnh Hoành vừa mặc vào cái này giày nhung giày, chỉ cảm thấy bàn chân xúc giác mềm mại thoải mái dễ chịu, mở rộng thỏa đáng, không khỏi trong lòng ấm áp, nhớ tới Minh Lan từ tuổi nhỏ lên liền mỗi năm vì chính mình làm cái này làm cái kia, rất là hiếu thuận, nhân tiện nói. Ta nhi rất là nhu thuận. Tiểu Minh Lan hí ha hí hửng chạy tới, dắt Thịnh Hoành tay áo nói cái này nói cái kia, kỹ kỹ oa oa chọn lấy một ít nữ nhi chuyện lý thú nói một chút. Minh Lan khẩu tài vốn cũng không sai, nói đến thú vị chỗ, Thịnh Hoành cũng không nhịn được cười ha ha. Minh Lan vẻ mặt đau khổ nói. Cái này tú hoa châm cũng không so bút tốt hầu hạ, nữ nhi thật tốt nắm vuốt nó tả hữu không nghe lời, nếu là phía sau trên đỉnh cái kiên cường phương pháp tu từ, nó liền trung thực. Hừ, nữ nhi cuối cùng biết, nó cũng là lấn yếu sợ mạnh. Sau đó mở ra một đôi béo trắng tay nhỏ cho Thịnh Hoành nhìn, chỉ gặp mấy cái trên ngón tay có không ít lỗ kim. Thịnh Hoành vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng có chút cảm động, chỉ vào Minh Lan nói đùa vài câu, Minh Lan nũng nịu khoe mẽ rất là làm người khác ưa thích, nhìn xem tiểu nữ nhi thuận theo bộ dáng khả ái, Thịnh Hoành bờ môi động mấy động, cuối cùng nhịn không được nói. Ngày hôm trước các ngươi đi Quảng Tế Tự, ngươi vì sao cầm bùn ném ngươi tứ tỷ tỷ? Minh Lan trong lòng trầm xuống, đến rồi. Sau đó trợn to một đôi ngây thơ con ngươi, nhìn xem Thịnh Hoành ngơ ngác nói. Đây là tứ tỷ tỷ nói. Thịnh Hoành nhất thời im lặng, đêm đó hắn đi Lâm Di Nương chỗ nghỉ ngơi, Mặc Lan liền tới khóc cáo trạng, Lâm Di Nương cũng thương tâm khóc một trận, Thịnh Hoành rất tức tối, liền muốn đi răn dạy Minh Lan, lại bị Lâm Di Nương đau khổ khuyên nhủ. Lão gia, Lục cô nương là lão thái thái tâm đầu nhục, hôm nay nếu vì Mặc nha đầu lão gia đi phạt nàng, về sau Mặc nhi liền càng không nhận lão thái thái chào đón. Gọi chúng ta hai mẹ con thời gian làm sao sống. Lão gia, chỉ cần ngài biết chúng ta ủy khuất, thiếp thân liền thỏa mãn, việc này liền đừng nói nữa. Nói xong cuống quýt dập đầu, khẩn cầu Thịnh Hoành không muốn nhắc lên chuyện này, còn không ngừng nói Minh Lan ỷ vào lão thái thái sủng ái, như thế nào xem thường Mặc Lan chờ chút, bên trên đủ nhãn dược. Lúc ấy Thịnh Hoành đang tức giận đáp ứng, trong lòng đối Minh Lan bất mãn hết sức, chỉ một hơi kìm nén, càng nghĩ càng giận, có thế hôm nay nhìn Minh Lan ngây thơ hiếu thuận dáng vẻ, lại trong lòng thích, nhịn không được liền ngã ra. Đừng quản là ai nói. Ngươi chỉ nói có hay không. Thịnh Hoành hảo hảo khuyên nhủ, bất quá là tỷ muội ở giữa náo khóe miệng, nếu là ngươi sai, cùng ngươi tứ tỷ tỷ nói lời xin lỗi cũng được. Ai ngờ Minh Lan cũng không nói lời nào, chỉ to như hạt đậu nước mắt một viên rơi xuống, cắn môi lại không ra, thấm ướt lấy một đôi hai mắt thật to, chỉ nức nở nói. Cha thật cảm thấy nữ nhi là như vậy vô lý người. Thịnh Hoành nhớ tới mấy năm này Minh Lan hành vi cử chỉ quả thực ổn thỏa vừa ý, cũng chần chờ nói. Hẳn là có khác tình. Minh Lan liền sợ Mặc Lan cáo hắc trạng, gọi mình chết cũng không biết chết như thế nào, bây giờ đều mở ra, nàng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng ngẩng đầu, một mặt quấn quýt nhìn xem Thịnh Hoành, nói. Phụ thân, mời đi đem tứ tỷ tỷ gọi đi, bất kể là như thế nào, cũng nên nàng tại nữ nhi mới tốt nói chuyện. Thịnh Hoành nghĩ nghĩ, liền phất tay gọi nha hoàng đi mời Mặc Lan, chỉ chốc lát sau Mặc Lan tới, nàng ngay tại Sơn Nguyệt cư viết chữ, nghe được Thịnh Hoành gọi nàng, liền chọn lấy mấy tấm chính mình đắc ý chữ cầm, dự định gọi phụ thân nhìn một cái. Ai ngờ tiếng thư phòng liền nhìn thấy hai mắt đỏ bừng Minh Lan cùng không ở an ủi nàng Thịnh Hoành. Thịnh Hoành nhìn Minh Lan khóc đáng thương, trong lòng sớm đã không trêu tức nàng, chỉ coi nàng là tiểu hài tử không hiểu chuyện, còn khuyên nhủ. Đứa nhỏ ngốc khóc cái gì, một khối bùn thôi, chính là sai, tỷ tỷ ngươi cũng hội kiến lượng. Mặc Lan nghe xong, trong lòng đột nhiên lạnh lẽo. Bất luận Thịnh Hoành như thế nào thuyết phục, Minh Lan lại không ngôn ngữ, chỉ trầm thấp thúc thiết. Nàng thấy một lần Mặc Lan tới, lập tức đứng dậy, ngậm lấy nước mắt, há miệng liền hỏi. Cha nói, ngày hôm trước ta ném đi bùn tại tỷ tỷ trên thân, thế nhưng là tỷ tỷ nói. Mặc Lan lập tức dương mắt đi xem Thịnh Hoành, tự hồ muốn nói phụ thân vì sao nuốt lời, Thịnh Hoành mặt mo quẩn bách, liền bày ra lão tử phái đoàn nói. Hôm nay các ngươi tỷ muội hai đều tại, có lời gì liền nói rõ ràng đi. Minh Lan tiến lên kéo lấy Mặc Lan tay áo, yếu đuối vô lực nhẹ nhàng lay động, vừa khóc vừa nói. Ngươi nói nha, có cái gì không qua được, ngươi là tỷ tỷ, liền tới huấn muội muội tốt, vì sao đi tìm cha cáo trạng, lúc này nhưng lại không nói. Mặc Lan bị Thịnh Hoành ánh mắt bức bách, liền cắn răng nói. Không sai, là ngươi ném, chẳng lẽ không phải? Minh Lan nhẹ nhàng xóa đi nước mắt, hỏi. Cái kia tốt. Tỷ tỷ ngược lại là nói một chút, chúng ta đến tột cùng chiêu cái gì khóe miệng, ta mới như thế ngang ngược, lại cầm bùn ném ở tỷ tỷ trên thân. Mặc Lan đỏ mặt lên, hàm hồ nói. Bất quá một chút khóe miệng. Hỏi đến tột cùng cái gì khóe miệng, nàng còn nói không ra. Minh Lan quay đầu đi xem Thịnh Hoành, ủy khuất nói. Ta cùng tứ tỷ tỷ những năm này, chưa hề cãi nhau miệng, chính là có thứ gì, ngày thứ hai cũng khá, cha ngẫm lại, có cái gì chuyện gấp gáp, nữ nhi không phải tại bên ngoài cho tỷ tỷ khó xử. Thịnh Hoành gặp Mặc Lan như thế xấu hổ, đã trong lòng sinh nghi, nhớ tới Mặc Lan Như Lan ba ngày hai đầu cãi lộn, liền trừng mắt về phía Mặc Lan quát. Hẳn là ngươi nói xấu muội muội của ngươi. Mặc Lan bị phụ thân vừa hô, trong lòng càng thêm hư, liền vội lấy xóa con mắt, lại cái gì cũng không nói, định dùng nước mắt đổi thời gian, ai ngờ Minh Lan lại phản đạo. Không phải, phụ thân, nữ nhi đích đích xác xác cầm bùn ném đi tỷ tỷ, có thế nữ nhi không thẹn với lương tâm. Thịnh Hoành nghe xong liền hồ đồ rồi, Minh Lan một mặt trấn định lạnh nhạt, dăm ba câu liền đem hôm đó tình cảnh nói rõ, ngôn ngữ rõ ràng, giọng nói thanh thúy, Mặc Lan càng nghe càng đỏ mặt, Thịnh Hoành lại càng nghe càng khí, nhịn không được vỗ bàn trà, mắng. Ngươi cái không biết quy củ đồ vật. Cái kia trong rừng mai tụ bao nhiêu nam tử, ngươi cũng dám đi đến đầu sông. Như thế không biết liêm sĩ, là đạo lý gì? Mặc Lan đầu gối mềm nhũn, lập tức quỳ xuống, ríu rít khóc lên, từng tiếng nói. Nữ nhi sao dám? Bất quá là nhìn cái kia cửu long vách lịch sự tao nhã, liền muốn một mạch nhìn xong, bọn muội muội nói chuyện lại xong, nữ nhi tức giận, liền đỉnh lấy khí muốn đi xuống dưới. Minh Lan nhìn xem Mặc Lan khóc lê hoa đái vũ, tranh thủ thời gian cũng ở một bên quỳ xuống, lôi kéo Mặc Lan tay áo, một mặt khổ sở ủy khuất, nói. Tỷ tỷ thật hồ đồ, bất luận cái kia cửu long vách đẹp hơn nữa, chẳng lẽ lại so cha thanh danh còn muốn gấp. Cha làm quan làm người cỡ nào cẩn thận, chúng ta làm nữ nhi không thể vì phụ thân phân ưu, chẳng lẽ còn muốn cho trong nhà bôi đen sao? Cái kia trong rừng mai phần lớn là trong kinh có diện mạo công tử thiếu gia, tỷ tỷ như bị bọn hắn nhìn thấy, vậy. Minh Lan nói không được nữa, thanh âm nghẹn ngào khó tả, quay đầu che mặt mà khóc, Thịnh Hoành tức giận vô cùng, một chưởng đổ một cái bát trà, vỡ nát mảnh sứ vỡ văng khắp nơi trên mặt đất, sắc mặt hắn xanh xám, trấn không được thủ đoạn phát run, hướng về phía Mặc Lan quát lớn. Khóc cái gì khóc? Bạch lớn cái này mấy tuổi, còn không bằng muội muội của ngươi hiểu chuyện. Cũng không biết nơi nào học được ý đồ xấu, ngươi đưa người khác đều là đồ đần a, ngươi cái này cái thứ không biết xấu hổ, còn không biết xấu hổ cáo muội muội của ngươi trạng. Mặc Lan lần đầu bị Thịnh Hoành mắng khó nghe như vậy, khóc càng hăng say. Minh Lan cũng không có nghỉ ngơi, nàng quỳ gối mấy bước đến Thịnh Hoành trước mặt, dắt phụ thân góc áo, trong mắt nước mắt một mảnh, rét buốt thê lương bi ai cắt nói. Ta chỉ coi tỷ tỷ là nhất thời hồ đồ, sợ Trương Dương ra ngoài, tổ mẫu sẽ trách tội tỷ tỷ, nữ nhi liền đem chuyện này nghiêm nghiêm thật thật che ở trong lòng, liền tổ mẫu cũng không có nói cho, nghĩ thầm chúng ta đến cùng là thân cốt nhục, chính là náo loạn không khoái, ngày thứ hai cũng khá, ai ngờ. Tỷ tỷ thế mà còn đang đọc sau cáo ta. Minh Lan một mặt thương tâm gần chết, khóc ruột gan muốn đứt đoạn, vừa quay đầu nhìn về phía Mặc Lan, ai nhu chất vấn. Tứ tỷ tỷ, ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy? Một bộ bị chí thân cốt nhục phản bội đau lòng bộ dáng. Mặc Lan có chút mắt trợn tròn, nói thật, tại so với khóc cùng so đáng thương hai cái này hạng mục bên trên, mẹ con các nàng hai còn chưa gặp thua trận, ngay tại Thịnh phủ độc cô cầu bại thời điểm, bỗng nhiên lọt vào trước nay chưa từng có khiêu chiến. Minh Lan một đầu khóc đổ vào Thịnh Hoành bên chân, ai rét buốt, Thịnh Hoành trong lòng thương yêu, đỡ lên Minh Lan ngồi vào cái ghế một bên trên, quay đầu liền chỉ vào Mặc Lan, thần sắc nghiêm nghị mắng. Ngươi cái này nghiệp chướng. Vi phụ ngày bình thường cỡ nào thương ngươi, ngươi càng như thế bỉ ổi. Muội của ngươi để cả nhà mặt mũi khuyên can ngươi, tiện ghen ghét trong lòng, tùy thời trả thù, tuổi còn nhỏ, đãi nhà mình tỉ muội cũng như vậy tâm địa ác độc, ta lưu ngươi làm gì dùng. Người đâu, đi mời Thái Thái đến. Vương Thị đang dạy Như Lan nhìn vảy cá sổ sách, Như Lan không có tính nhẫn nại, hai lần bỏ lỡ liền muốn bỏ gánh, Vương Thị gấp đang muốn mắng nữ nhi, ai ngờ tin vui từ trên trời giáng xuống, nàng vội vã tiến đến thư phòng, chỉ gặp nhà mình lão công xanh mặt, phát hung ác mắng chửi Mặc Lan, một bên còn quỳ ríu rít thúc thiếp Lâm Di Nương. Dăm ba câu hiểu rõ tiền căn hậu quả, Vương Thị không kìm được vui mừng, lại nhìn héo đến ở một bên Minh Lan đã khóc có chút thở hổn hển thoát lực, lập tức bày ra từ ái đích mẫu tư thế, gọi người đỡ Minh Lan trở về nghỉ ngơi. Chuyện về sau Minh Lan không có cơ hội chính mắt trông thấy, bởi vì nàng thật sự là quá thương tâm, buổi tối Như Lan hưng phấn chạy đến vạch trần, nói Mặc Lan hai tay trái phải cắt bị đánh 30 thước, bàn tay sưng nửa ngày cao, còn bị phạt cấm túc nửa năm, sau đó không cho phép lại nhìn những cái kia thơ nha từ nha, muốn đem yệt nữ giới cùng yệt nữ tắc cắt chết 100 lần. Lúc đầu Vương Thị nghĩ làm liên lụy, bất quá Mặc Lan coi như kiên cường, cắn chết nói Lâm Di Nương cũng là bị che đậy, cũng không cảm kích, cho nên Lâm Di Nương chỉ bị phạt 50 thước, cấm túc 3 tháng. Việc này ngươi sớm biết. Khó khăn nghỉ ngơi một ngày, Thịnh Hoành bị tức gần chết, chỉ nằm ở trên giường hừ hừ. Vương Thị ngồi tại lăng kính Viễn Thị trước, cẩn thận bôi trét lấy hương mật, buông lỏng nói. Biết, Như Lan ngày đó liền cùng ta nói. Ngươi vì sao không nói ta nghe? Thịnh Hoành giận đấm đấm ván giường. Vương Thị tâm tình thật tốt, cố ý thay đổi một thân hoàn toàn mới khởi la sa y, đỏ tươi tô hàng lăng la bên trên thêu lên hành vàng lá sen dế, cực kỳ tinh xảo, nàng quay đầu cười nói. Ta nào dám nói cái kia trong phòng sự tình. Lão gia nhưng phải oán ta tâm nhãn nhỏ, không chào đón tứ nha đầu, ta nào dám lại tự tìm chán. Không chỉ ta không nói, liền Như Nhi ta cũng không cho nói, miễn cho lại gọi lão gia trách tội. Giọng nói kéo thật dài, giống như tại trêu tức. Thịnh Hoành bị chẹn họng một hơi, Vương Thị chậm rãi đứng dậy, ngồi ở mép giường, cười nói. Lúc này ngươi phải biết cái kia tứ nha đầu không đơn giản a, không phải ta nói, nếu bàn về tâm nhãn, 10 cái Như Nhi cộng lại cũng đỉnh không lên nửa cái tứ nha đầu, đáng tiếc đi, tâm nhãn không cần tại chính đạo lên. Thịnh Hoành trong lòng cũng 10 phần tức giận, nghĩ lại đường vắng. Lão Thái Thái cũng không biết. Vương Thị cười nhạo một tiếng, nói. Lão Thái Thái là trong mắt vò không tiếng hạt cát, nếu là biết, còn có thể hảo hảo đến bây giờ. Chật chật, Lục nha đầu ngược lại là cái tốt, để sợ tứ nha đầu trên mặt mũi không tốt, liền lão Thái Thái cũng giấu giếm, đáng tiếc nha, hảo tâm coi là lòng lang dạ thú, bị cắn một cái. Vương Thị nói ngồi châm chọc, trong lòng thống khoái cực kỳ. Thịnh Hoành cũng thở dài, lắc đầu nói. Đây là lão Thái Thái giáo dưỡng tốt, đứa bé kia hiếu thuận hiểu chuyện, phúc hậu thuần phát, còn biết tay chân hòa thuận. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, giọng căm hận nói, không thể lại để tứ nha đầu cùng Lâm Thị gặp, không có học được rất nhiều lén lút mánh khóe. Hắn không phải không biết Lâm Di Nương tiểu động tác, làm phiền yêu đương một trận, có thể chịu liền tha thứ chút, không thể nhịn liền hung hăng trách cứ dừng lại, không gọi nàng vượt qua chính là, một cái thiếp thất ở nội trạch bay nhảy mấy lần, Thịnh Hoành cho rằng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng nhìn gặp nhà mình nữ nhi cũng dạng này, hắn lại không vui, đương hạ quyết định muốn ngăn cách mẹ con các nàng. Ngươi chớ khóc. Ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, đều là tứ tỷ tỷ không tốt, chúng ta về sau không để ý tới nàng. Như Lan một phần khí lực không tốn, nhìn không một giấc mộng ngủ để cầu bạch hí, nhìn Mặc Lan bị đánh ai ai mà gọi, bị Thịnh Hoành dùng căm ghét khẩu khí mắng to một trận, vui vẻ sau khi liền sinh ra phần trăm kiên nhẫn, hảo hảo khuyên giải lần này đại công thần, khuyên nửa ngày, đã thấy Minh Lan còn không cầm được khóc, nàng nhịn không được phàn nàn nói, ngươi làm sao còn khóc nha. Minh Lan cúi đầu, không ở dùng ẩm ướt khăn xóa con mắt. Nha, Phẩm Lan gửi tới hoa quế dầu quá ra sức. Thật sự là không nhìn quảng cáo nhìn hiệu quả trị liệu.